tại một quán net gaming xịn sò. Trong phòng kính là một trận đấu game căng thẳng, các anh chàng mê game bên dưới đều không hề chớp mắt, nhìn lên màn hình dõi theo người chơi chuyên nghiệp, miệng không ngừng thán phục cách đánh và kỹ năng quá đỉnh. Chắc hẳn đây là một chàng game thủ được đào tạo bài bản, nhưng nào ngờ khi trận game kết thúc với chiến thắng ngoạn mục, người ngồi ghế dần quay mặt đó lại là một cô gái nhỏ xinh xắn, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, vì thường thường chơi game chỉ có nam, còn chơi giỏi chỉ có tuyển thủ nam, chứ chưa thấy cô gái nào đánh đỉnh như này, cô ấy chính là Đồng Dao. Chính vì ngón tay gõ phím điêu luyện mà cô được đội game đẳng cấp chiêu mộ, đó là đội tuyển thủ ZGDX do đội trưởng Lục Tư Thành cầm đầu. Đi chinh chiến khắp các giải game lớn trên thế giới, từng động thái nhỏ của đội đều được giới báo chí săn lùng. Đồng Dao nhận được tin nhắn mời tham gia đội game nổi tiếng như thế, nên lúc đầu còn chần chừ, cô bạn thân Kim Dương ngồi bên cạnh cũng nói bọn này lừa đảo đấy. Nhưng khi tin nhắn thứ hai được gửi đến rằng đội ZGDX sẽ có trận đấu với đội CK mời cô đến xem trước, thì Đồng Dao lập tức đồng ý. Vì tên bạn trai cũ của cô chơi trong đội CK, nhưng khi về nhà xin mẹ cho mình đến Thượng Hải để đấu game chuyên nghiệp, thì tuyệt nhiên bà cho rằng đó là lừa đảo nên không cho con gái đi. Mẹ không cho thi đấu thì mình bay đến đó xem thôi. Thế là ngay ngày hôm sau, Đồng Dao đã đáp máy bay xuống Thượng Hải. Khi cô đến nơi trước sảnh, nhà thi đấu đã có hàng trăm fan hâm mộ và bảo vệ đứng tại đó. Cô đi thẳng vào bên trong, nhìn người trên màn hình điện thoại. Chẳng phải là anh chàng đeo kính trước mặt sao? Bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó mà anh quản lý thị của đội ZGDX cũng ngay lập tức nhận ra Đồng Dao. Sau vài câu chào hỏi, anh đưa thẻ phòng khách sạn cho cô lên nghỉ ngơi, mặc định cô đã là thực tập sinh của đội mình. Bỗng ngay giây sau, sảnh khách sạn như kiến vỡ tổ, hàng trăm người tràn ra ngoài nháo nhác hô lớn anh Tư Thành đến rồi. Quản lý Thụy nhìn theo đám người, anh nói, một thành viên của đội mình là Minh Thần, vì tay bị thương nên không thể thi đấu thường xuyên, thế nên anh mới nhắn tin chiêu mộ cô về đội. Nếu giờ chưa quyết định thì có thể suy nghĩ thêm. Bên ngoài sảnh lớn, các thành viên ZGDX lần lượt xuống xe. Minh Thần bị hai cô phóng viên phỏng vấn, tay bị thương vậy có thể tiếp tục thi đấu không? Đang không biết trả lời ra sao thì Tư Thành bước xuống. Anh nói chuyện này không thể tiết lộ rồi đi vào trong nhà thi đấu. Đồng Dao cô nhón chân nhìn theo thì bắt gặp ánh mắt của Tư Thành. Đó chính là người mà cô đã idol bấy lâu. Trong lúc đi siêu thị, Đồng Dao lấy được một chai nước rất to. Chỉ có mỗi chai này là bự như thế nhưng vì quá nặng cô không thể xách được. Thế nên quyết định giấu nó ở trên giá cao. Khi nào mua đủ đồ sẽ quay lại lấy. Không ngờ cảnh này đã bị Tư Thành nhìn thấy. Tưởng anh sẽ tốt bụng xách dùm, ai ngờ nhân lúc cô đi, anh lấy xuống mua về làm của riêng luôn. Anh kể chuyện hôm nay mình vừa gặp một nấm lùn, cô ấy suy nghĩ ngốc nghếch rằng giấu ở trên cao là sẽ an toàn, nhưng đâu biết những người cao chỉ cần liếc qua thì sẽ thấy. Cũng trong lúc này, ở siêu thị, Đồng Dao đang tức giận nguyền rủa kẻ cướp nước của cô, nhưng nào có ngờ kẻ đó chính là người đi chung thang máy, là thần tượng trong đầu cô. Thấy cô khổ sở vừa ôm túi đồ nặng vừa kiễng chân nhấn nút thang máy, Thành ca đã hỏi số tầng cần đến rồi nhấn hộ. Không phải vì anh tốt bụng mà anh thấy ngứa mắt với những người lùn. Rất nhanh trận đấu mùa xuân đã đến, mọi người xếp hàng soát vé để vào bên trong xem chung kết. Mấy thằng cha vô duyên hàng bên chê con gái chơi game không giỏi mà cũng bày đặt đi xem, khiến Đồng Dao và cô bạn thân tức giận mắng cho một trận. Khi nữ chính nói cô đã chơi đến cấp bá chủ Tokyo, một danh rất cao, thì bọn con trai tỏ ra chắc bố mày tin, nhưng Đồng Dao cũng chẳng thèm chấp. Bên trong khán đài, các khán giả đã lấp kín hàng ghế ngồi. Trận đấu bắt đầu, các cánh tay giơ cao hò la vang dội cho thần tượng đội mình thích. Lên sàn đầu tiên là năm anh em siêu nhân áo trắng đội CK. Ông chú MC lần lượt giới thiệu tên từng thành viên trong đội, nhưng đến khi nhắc đến cái tên cuối cùng, các khán giả mới bùng nổ hò la vang dội. Đó chính là Giản Dương, cũng là thằng bạn trai cũ của nữ chính, được mệnh danh là át chủ bài của CK. Đội thứ hai ra chào làng là ZGDX. Fan của các anh cũng đông đảo không kém, thậm chí còn áp đảo bên kia. Át chủ bài của đội không ai khác là Tư Thành. Anh chồng nhiều fan nhất đội, trong đó có nữ chính, biển xanh và biển đỏ đều nhiệt tình cổ vũ cho hai đội. Các thành viên lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Hai ông MC nhiệt tình bàn luận về nhà vua của giải đấu năm nay. Cameraman cũng quay máy liên tục về phía khán giả. Sau cặp đôi hôn nhau chính là hai cô gái xinh đẹp Đồng Dao và Kim Dương. Thấy bạn gái cũ trên màn hình lớn, Giản Dương phụt luôn ngụm nước vừa uống. Anh nói với đồng đội đó là bà nội của mình. Trận đấu chính thức bắt đầu, hai đội được tự do chọn nhân vật trong game để làm chủ. Bên CK, đồng đội muốn Giản Dương chọn Ngọc Tảo Tiền. Nhưng chuyện này làm anh nhớ lại quá khứ. Đây là nhân vật mà bạn gái cũ luôn chọn trong lúc chơi game cùng nhau, thế nên anh đã bẻ lái sang chọn Đại Thiên Cầu. Trên màn hình lớn, hai đội đã bắt đầu chiến nhau. Đội trắng đã chủ động tấn công đối phương trước, tung các chiêu thức đùng đoàng, khiến khán giả la hét đã mắt. Giản Dương bị team ZGDX bón hành ngập mồm, lên bảng đếm số liên tục, khiến Giản Dương mất bình tĩnh. Thành ca mặt vẫn không cảm xúc mà thừa thắng xông lên, phối hợp với đồng đội đánh cho bên đối thủ kêu cha gọi mẹ. Game đấu đầu tiên, đội ZGDX đã đè bẹp bên CK. Thời gian nghỉ giữa giờ, Giản Dương bỏ ra ngoài. Đồng Dao cũng ra ngoài đi vệ sinh thì Giản Dương gọi cô lại. Anh nói mình biết chắc cô sẽ ra ngoài đi vệ sinh, nên đã ra đây đợi sẵn. Anh hỏi cô đến xem mình thi đấu sao, khiến Đồng Dao cạn lời. Giản Dương giải thích mình không liên lạc với cô là vì lúc đó đang tập huấn, huấn luyện viên đã thu hết điện thoại của toàn đội. Chứ không phải anh không quan tâm cô, nhưng cô bảo chúng mình đã chấm dứt rồi. Em đến đây không phải là xem anh thi đấu, mà là vì ZGDX đã mời em chơi cho đội họ.
Giản Dương nghe xong chỉ cảm thấy bạn gái cũ kiếm cái cớ này cũng thật nực cười. Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu, vì tay của Minh Thần bị thương nên di chuột nhanh sẽ rất đau, do đó ảnh hưởng đến thi đấu. Trong game, thằng bay có kiếm to là Giản Dương, còn thằng bay có cánh là Minh Thần. Hai bên lao vào combat, nhưng cuối cùng Minh Thần vẫn bị hạ. Không sao, còn Tư Thành gánh team. Anh là gái Nhật mặc kimono đối đầu trực tiếp với Giản Dương, chạy đâu cho thoát các con mắt tím bắn tia laser của chị. Tư Thành cho Giản Dương một trưởng kết liễu. Trận đấu dần đi đến hồi kết, ai cũng mặc định là đội ZGDX thắng chắc rồi, thì bất ngờ Minh Thần bị bắt khiến cả team bị quét sạch, để đội CK giành được chiến thắng. Trận thứ 3 bắt đầu ngay sau đó, đối thủ biết điểm yếu là từ chỗ Minh Thần nên liên tục lao vào tấn công anh. Lúc này tay của Minh Thần rất đau, khiến Thành Ca vô cùng lo lắng. Hiệp đấu này chính là trận đánh cuối cùng quyết định thắng bại của hai đội tuyển, nên ai cũng dồn hết tâm sức vận dụng 100% công lực, căng cơ mắt cố gắng giành thế thượng phong. Đến nỗi cánh tay Minh Thần đã tê không chịu được, kết quả cuối cùng không ai ngờ đến được, ZGDX hoàn toàn thua cuộc. Minh Thần tự trách đó là lỗi của mình, CK cầm cúp trên tay vui sướng gieo hò. ZGDX ngậm ngùi không nói thành lời. Trận chiến cũng đã kết thúc, khán giả định ra về thì lạ thay họ lại đồng thời ngồi xuống lại ghế, vì trên khán đài Minh Thần đã cầm mic đứng đó muốn phát biểu. Anh xin lỗi mọi người vì phong độ sa sút của mình, đồng thời cũng tiết lộ sau trận đấu này anh sẽ giải nghệ, cảm ơn đồng đội và những người hâm mộ luôn ở bên cạnh cùng nhau cố gắng và ủng hộ anh. Minh Thần cúi đầu xin lỗi và cũng là cảm ơn khán giả. Các fan hâm mộ anh rơi nước mắt tạm biệt thần tượng, không chỉ bên đỏ mà bên xanh cũng đứng dậy hô to tên Minh Thần, một buổi chia tay đầy cảm xúc. Trước những lời phát biểu của Minh Thần về niềm đam mê to lớn với game đã truyền động lực rất lớn cho Đồng Giao, cô quyết định mình sẽ thay vị trí của anh chơi cho đội ZGDX. Sau trận đấu, Giản Dương một lần nữa chặn đường Đồng Giao, Kim Dương thấy vậy cũng đi trước cho họ nói chuyện. Thấy fan của mình đang chỉ trỏ Đồng Giao, Giản Dương đã kéo cô vào một góc kín nói chuyện. Anh hỏi cô thực sự muốn chơi cho ZGDX sao? Chẳng phải lúc đầu em đã phản đối anh chơi game chuyên nghiệp à? Em thích anh quản được à? Sao không đến đội của anh mà lại chọn ZGDX? Đồng Giao không muốn nói nhiều với con người này, cô bỏ đi lại bị Giản Dương vươn tay chặn lại. Anh nói chính mình đã dạy cô chơi game, vẫn mang suy nghĩ cô tham gia ZGDX để chọc tức mình mà thôi. Đồng Giao chán nản nhắc lại việc chơi chuyên nghiệp là ước mơ của cô, không hề liên quan gì đến Giản Dương cả. Nói rồi bỏ đi, Đồng Giao vừa rời đi thì Tư Thành cũng từ trên lầu bước xuống. Anh không ngần ngại nói mình đã nghe hết cuộc cãi nhau của hai người, ai bảo cãi nhau to quá làm gì. Rất nhanh tin tức một cô gái tham gia ZGDX đã hot hòn họt trên mạng. Các fan nữ bày tỏ sự phẫn nộ còn fan nam thì ngạc nhiên. Nhưng phần nhiều là không tin một cô gái có thể có kỹ năng chơi chuyên nghiệp được. Còn Đồng Giao cô đã khăn gói lên đường, mang hết hành lý chuyển đến sống cùng đội với các thành viên ZGDX. Trong trụ sở các thành viên cũng đang đọc các bài báo và bài viết trên diễn đàn nói về thành viên nữ mới của họ, nhưng họ hoàn toàn tin tưởng vào con mắt chọn người của quản lý và tin vào năng lực của Đồng Giao mà không biết cô đang gõ cửa. Tư Thành ra mở cửa không quan tâm là ai, chỉ nghĩ đó là fan hâm mộ đến tặng đồ ăn nên chỉ lấy rồi đóng cửa ngay lập tức. Một lúc sau, trên nhóm chat chung của đội đã nhận được tin mắng vốn của Đồng Giao, tôi là người mới đến chào hỏi, mà Tư Thành lại lấy đồ ăn vặt của tôi rồi đóng sầm cửa lại. Bây giờ tôi vẫn còn đứng bên ngoài. Mọi người đều tròn mắt nhìn ra phía cửa, một lúc sau cô đã được cho vào bên trong, vốn rất yêu thích Tư Thành, nhưng bây giờ trong mắt Đồng Giao chỉ toàn là địch ý với anh. Nam chính dùng vẻ mặt lạnh lùng yêu cầu cô xóa bài đăng trên Weibo đi, nhưng cô say no ngay lập tức. Hai người đồng đội ngồi bên cạnh xem kịch hay, trầm trồ vì lần đầu có người dám chọc giận Tư Thành. Quản lý Thụy cuối cùng cũng đến, anh giới thiệu với mọi người thành viên mới của đội mình. Duy nhất Lão Miêu và Nhóc Mập nhiệt tình chào đón Đồng Giao khi nữ chính giới thiệu chú mèo tên Bánh Bự của mình. Tư Thành tiếp tục bày tỏ độ khó ở. Anh nói con mùm lèo này sẽ ảnh hưởng đến con trai của anh, mà con trai ở đây là mấy con cá trong lồng kính. Để không xảy ra đánh nhau, Nhóc Mập đã dẫn Đồng Giao lên phòng. Căn phòng màu hồng từ đầu đến đít là đích thân cậu chuẩn bị cho cô, vì nghĩ con gái sẽ thích màu hồng. Khiến Đồng Giao cảm thấy vô cùng xến, đến cả con mèo còn chê. Suy nghĩ là thế thôi nhưng khi Nhóc Mập hỏi đẹp không, Đồng Giao chỉ đành bảo đẹp để giữ phép lịch sự. Buổi tối cô nhắn tin về báo bình an cho bố mẹ, nhóm chat đang là gia đình hạnh phúc. Sau khi nhận được tin nhắn của con gái, mẹ lập tức đổi tên thành gia đình bất hạnh, khiến Đồng Giao vô cùng hụt hẫng, may là còn có bố vẫn luôn ủng hộ cô. Hai bố con côn video, Đồng Giao quay căn phòng màu hồng xến sẩm cho bố xem mình sống tốt thế nào. Một lúc sau mẹ cũng xuất hiện đi kèm theo là những lời mắng nhiếc. Bà không nghĩ game là một nghề tốt đối với con gái vừa mới ra trường. Đồng Giao muốn nói với mẹ game không hề xấu và cô còn được thi đấu chuyên nghiệp, nhưng không thể chen vào nói được, đành chỉ biết tắt máy. Sáng hôm sau cô dậy sớm nhất nhà, chỉ có cô giúp việc đến chuẩn bị bữa trưa. Vì những thành viên trong trụ sở này chơi game đến khuya thế nên giữa trưa họ mới dậy, họ không ăn sáng nên cô chỉ nấu bữa trưa. Không có đồ ăn, Đồng Giao đành đi tham quan xung quanh. Cô vào phòng cúp, nơi đây trưng bày vô số chiếc cúp vô địch của ZGDX cùng các thành tích đáng nể. Cuối cùng cũng đến trưa, Nhóc Mập là người dậy trước, quên mất có con gái trong nhà nên cậu vẫn mặc quần đùi siêu nhân. Một lúc sau các thành viên khác cũng lần lượt đi ra ăn trưa, đến ngay cả Tư Thành cũng quên mất đội mình vừa nạp thêm một sinh vật mới, đó là con gái, thế nên anh vẫn rất tự nhiên mặc áo ngủ đi xuống nhà. Khi phát hiện ra Đồng Giao, anh tỉnh cả ngủ nhưng vẫn bình tĩnh giữ nguyên vẻ mặt soái ca mà đi lên lầu thay đồ.
Minh Thần cũng xuất hiện, anh bắt tay chào đón Đồng Dao. Từ giờ Minh Thần sẽ là huấn luyện viên cho đội, khiến mọi người vô cùng vui mừng vì anh vẫn ở lại đây. Vai trò đánh đường giữa trong đội giờ giao cho Đồng Dao. Lão Ca là do Minh Thần tuyển vào và cũng thân với Minh Thần nhất, nên bây giờ anh không đánh nữa mà thay vào đó là một cô gái xa lạ, khiến Lão Ca không thoải mái bỏ đi. Minh Thần cũng đành đuổi theo cậu ấy. Mọi người bên dưới an ủi Đồng Dao rằng Lão Ca tính tình như thế chứ không phải ghét cô. Cô cùng quản lý Thụy lên trên lầu ký hợp đồng, bút ra thì gà đã là của ZGDX, từ nay chính thức hợp tác. Xuống lầu, Tiểu Thụy chỉ đạo Tư Thành đưa Đồng Dao đi siêu thị mua những đồ dùng cần thiết. Tất nhiên anh từ chối vì đang dở trận game. Anh muốn trong 2 ngày phải lên được danh bá chủ Tokyo. Nhưng đây không phải là danh muốn liền có được, thế nên 2 ngày là ảo tưởng sức mạnh quá. Nghe Tiểu Thụy nói vậy, Thành Ca rất ngứa tai nên đành bỏ trận game đi siêu thị với Đồng Dao. Bên ngoài anh trực tiếp gọi thẳng tên cô là Nấm Lùn, đồng thời là yêu cầu cô xóa Weibo đi. Nhưng Đồng Dao không dễ bỏ qua cho người dám xem cô là nhân viên giao hàng nhốt cô ngoài cửa được. Đang cãi nhau thì hai người đàn ông xuất hiện. Người mặc áo hoodie là Ngải Giai, bạn trai cũ của bạn thân nữ chính. Người thứ hai là đồng đội của anh Lương Sinh. Ngải Giai cũng là bạn đại học của Đồng Dao nên hai người nói chuyện rất tự nhiên. Tư Thành không muốn mở miệng nói chuyện nhiều nên anh đi trước lái xe đến, yêu cầu Đồng Dao mau lên xe. Nhìn chiếc xế hộp xịn sò, cô càng muốn cố gắng cho tương lai nhất định phải có. Đến siêu thị, Đồng Dao đi chọn dép trước tiên. Cô hỏi Tư Thành màu nào đẹp, anh liền trả lời màu xanh, rồi ném chiếc màu hồng lên trên kệ cao nhất. Thực chất Đồng Dao hỏi vậy chỉ là muốn loại trừ con trai chọn cái nào thì cô sẽ chọn cái ngược lại, thế nên nhất quyết nhún chân lên để lấy mà với không tới, khiến Tư Thành lại ngứa mắt đành phải lấy dùng. Nhưng anh cũng rất ga lăng khi thay Đồng Dao xách túi đồ, vừa ra xe họ đã bị fan hâm mộ phát hiện túm lại chụp ảnh. Đồng Dao chưa trang điểm nên cô rất ngại xấu núp sau lưng Tư Thành, nhưng những người fan này của anh rất thân thiện, họ nhờ Đồng Dao chụp hình giúp mình và thần tượng. Cuối cùng cũng chụp xong, người hâm mộ mới chịu rời đi. Đồng Dao nhìn theo họ rồi hỏi Tư Thành có phải sau này cô cũng sẽ có nhiều fan yêu mến mình như thế không. Nhưng Tư Thành không suy nghĩ xa như thế, anh chỉ suy nghĩ cho hiện tại rằng nếu Đồng Dao không chứng minh được năng lực của mình có thể thay thế Minh Thần, thì cô sẽ phải chịu đả kích từ làn sóng những người quá khích. Hai người về đến nhà thì thấy đồng đội đang luyện tập rồi, quản lý và nhóc mập đã đặc biệt chuẩn bị ghế chỗ chơi cho cô. Họ mải đánh game mà không biết trên mạng đã bùng nổ hình ảnh. Đồng Dao vừa đứng nói chuyện với Giản Dương xong giờ lại đi siêu thị mua đồ với Tư Thành, chắc chắn cô có quan hệ gì đó mờ ám với hai người này. Quay về trụ sở ZGDX, cậu mập đáng yêu rủ Đồng Dao đánh đôi cho đỡ lạc lõng. Đây chính là lúc để Đồng Dao phát huy năng lực của mình. Các ngón tay của cô di chuyển nhanh chóng trên bàn phím, khiến nhóc mập cũng phải thán phục kỹ năng quá đỉnh. Ba người đứng xem cũng cảm thấy cô gái này quả thật có thiên phú, Tiểu Thụy và Lão Miêu há hốc mồm. Khi chưa đến 5 phút, Đồng Dao đã giành chiến thắng. Nhóc mập phải cảm thán khi chơi game, Đồng Dao như biến thành một người khác vậy. Nhưng Lão Ca lại lạnh lùng phê phán cách chơi của cô quá cá nhân mà không quan tâm đến đồng đội, khiến mọi người đều im lặng. Tư Thành và Minh Thần đều ra ngoài trước nói chuyện. Cách đánh của Đồng Dao rất liều lĩnh, quả thực là thiếu tinh thần đồng đội. Trước đó Minh Thần từng đấu thử và để thua cô. Nhưng người có kỹ năng giỏi như vậy có thể huấn luyện được nên anh mới chọn cô ấy. Giờ Minh Thần đã trở thành huấn luyện viên, anh tin chắc sẽ huấn luyện được cô gái này. Đang nói thì bố Tư Thành gọi đến nói mẹ lại giận dỗi bỏ nhà ra đi, thế nên ngày mai anh buộc phải về nhà một chuyến, để lại Đồng Dao cho Minh Thần huấn luyện. Ngày hôm sau, Minh Thần đã đem đến một chồng tài liệu. Anh nhắc lại yếu tố quan trọng khi tham gia một giải đấu, không phải là chiến thắng cá nhân mà là chiến thắng của cả đội. Đồng Dao cũng đồng ý luyện tập để thay đổi kỹ năng của mình. Đầu tiên là kỹ năng tay chơi chuyên nghiệp khác với chơi game, nên cô phải luyện kỹ năng tay cơ bản này. Minh Thần sát bên hỗ trợ, tiếp theo là đến chiến thuật hỗ trợ toàn đội. Đồng Dao học tập rất nghiêm túc, chỉ là đôi khi sẽ ngáp vì chán. Đêm đến là tự cô phải thực hành chơi theo kỹ năng của từng nhân vật trong game, luyện tập mãi đến sáng hôm sau vẫn chưa được ngủ. Đồng Dao chán học đến nỗi nhân lúc Minh Thần đi đâu đó, cô đã mở game đánh bài lên chơi, nhưng khi vừa thấy anh trở lại, cô đã nhanh chóng chuyển màn hình nhưng không kịp nữa rồi. Minh Thần đã phát hiện ra, anh biết cô gái này đã quá sức nên cho phép Đồng Dao lên phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, nhóc mập lại lên gọi cô dậy để đánh đôi với Lão Ca. Nhớ lại Lão Ca là người không ưa mình nên Đồng Dao lập tức tỉnh ngủ đi xuống. Cô ngồi vào bàn chiến. Mục đích đấu đôi lần này là để xem Đồng Dao đã biết phối hợp với đồng đội hay chưa. Người đánh ghép với đội họ không ngờ lại là Giản Dương. Bên này anh cũng nhận ra đồng đội ghép của mình là Đồng Dao nên vui mừng nhắn xíu nữa anh sẽ bảo vệ em. Chưa hết, đối thủ đội bên lộ diện chính là Tư Thành, khiến Đồng Dao không biết hôm nay mình có làm gì để giờ bị báo ứng hay không. Chỉ còn một trận nữa thôi là Đồng Dao được lên bá chủ Tokyo rồi, nên cô không muốn thua Tư Thành. Nhóc mập chỉ cho cô một chiêu không đánh được thì mình năn nỉ. Thế là ngay khi vào game, Đồng Dao đã nhắn tin năn nỉ Tư Thành tha cho mình. Nhưng chiêu này hình như không có tác dụng, Tư Thành vẫn cứ đánh bại Đồng Dao. Giản Dương ở bên kia tức giận vì không bảo vệ được cô, thế nên đã quay sang đánh Tư Thành. Thắng được một lần liền tươi cười trở lại nhắn với Đồng Dao, em về thành anh bảo vệ em, khiến nhóc mập cũng phải bĩu môi thằng này xến. Tư Thành giận thật rồi lại đánh cho Giản Dương và Đồng Dao thua hiệp nữa. Không đánh được thì mình tiếp tục đi năn nỉ. Đồng Dao lại nhắn tin cầu hòa với Tư Thành, nhóc mập cũng tìm cách để cứu Đồng Dao. Cậu bế con mèo ra bể cá, Đồng Dao cũng hiểu ý nhắn lại Tư Thành mau về nhà đi, đừng chơi nữa, con mèo của tôi sắp ăn hết cá của anh rồi. Nhưng không có tác dụng, Đồng Dao lại đành xuống nước nhắn mình và đồng đội đều rất nhớ Tư Thành.
thế nên anh hãy mau về nhà đi, khiến Giản Dương ngồi đọc mà không yên được, phải nhắn trong ô chat rằng không ai để ý đến em nên đừng nhắn nữa, muốn thắng thì để anh giúp em. Đồng Dao không chơi nữa thì Tư Thành liền gọi điện cho cô, nói mai anh sẽ về, khiến Đồng Dao ngạc nhiên, anh về thì nói với tôi làm gì. Lúc này trên mạng đã bùng nổ về trận đấu giữa Đồng Dao, Tư Thành và Giản Dương, rốt cuộc giữa họ có mối quan hệ gì đây, tương tác mập mờ. Người người nhà nhà các fan hâm mộ thi nhau bình luận dưới bài đăng, chắc là tình tay ba mập mờ rồi, có người đã nhanh chóng tìm ra thông tin. Đồng Dao chính là tình đầu của Giản Dương, bố mẹ của cô cũng đã đọc được bài đăng trên Esports Farm nên lập tức gọi điện cho con gái hỏi đến chơi game hay là yêu đương. Đồng Dao giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, họ đăng gì nói gì trên đó sao con quản được, nhưng mẹ vẫn cứ không tin lắm nên Đồng Dao đành phải cúp máy. Tư Thành đã trở về nhà, anh hỏi cô rốt cuộc quan hệ giữa cô và Giản Dương là ra sao. Bên này Giản Dương cũng rất tức giận vì bị xem là nam phụ yêu mà không được đền đáp. Đồng đội thấy anh như vậy cũng đi đến hỏi anh về mối quan hệ với Đồng Dao. Trong suy nghĩ của Giản Dương, cô ấy là bạn gái cũ, chọn con đường chơi chuyên nghiệp là vì anh. Cũng chính anh là người dạy cô ấy chơi game, dần dần là hai người chơi chung hỗ trợ nhau. Giản Dương tận tình chỉ bạn gái từng kỹ năng một. Khoảng thời gian đó hai người rất hạnh phúc, đến sinh nhật cô ấy tặng cho anh chiếc đồng hồ mà giờ anh vẫn còn giữ. Nhưng cũng chính vào hôm sinh nhật ấy, anh nói với cô mình không đi học nữa mà phải đi luyện tập thi đấu game chuyên nghiệp, hai người phải xa nhau. Trong thời gian thi đấu đó, Giản Dương có đồng đội và các chiến thắng, lượng tin nhắn hai người gửi cho nhau ngày càng ít, khoảng cách địa lý chính là thứ khiến con người ta xa nhau. Một người bận rộn với thi đấu và hưởng thụ ánh hào quang, còn một người cô đơn chờ đợi người kia về, sau đó Đồng Dao quyết định một mình chia tay. Nhân vật chính trong câu chuyện ấy đều đã kể xong, Tư Thành không hỏi Đồng Dao quá nhiều, nhưng bên kia thì ngược lại. Đồng đội của Giản Dương cà khịa anh là nuôi kẻ thù từ nhỏ, dạy cho cô ấy kỹ năng đỉnh, sau đó cô ấy lại chơi cho đối thủ. Giản Dương vốn không hề đồng ý chia tay nên đã nhắn tin xin Đồng Dao quay lại với mình, cô nhận được tin nhắn liền muốn phun ngụm nước vừa uống. Đồng Dao không nói chuyện này ra, cô chỉ xin lỗi Tư Thành vì cô biết anh chưa từng vướng tin đồn xấu nào. Lần này vì mình mà bị bàn tán trên mạng, nhưng Tư Thành không quan tâm những thứ đó, anh hiểu một cô gái chơi chung với một đám con trai chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán. Thế nên việc cô phải làm là chứng minh thực lực của mình, Đồng Dao lập tức giơ tay lên đầu hứa với anh mình sẽ làm tốt, khiến Tư Thành nhớ lại lần đầu tiên đến đây. Cô cũng hứa sẽ không cho mèo của mình ăn mất cá của anh. Đồng Dao nhận được những tin nhắn của các fan quá khích nói rằng họ không cam tâm vì cô dám nắm tay chồng của họ đi dạo. Nữ chính liền cảm thấy mấy người này ăn nói xà lơ vì cô chưa từng nắm tay Tư Thành. Nghe vậy anh liền chủ động cầm lấy tay cô, khiến Đồng Dao đơ luôn tại chỗ. Tư Thành nói giờ được nắm rồi còn ấm ức nữa không, khiến Đồng Dao lập tức rụt tay ra ôm lấy mèo của mình để bình tĩnh lại. Cô tiếp tục nhận được tin nhắn xin quay lại của Giản Dương. Tư Thành tò mò cũng cố liếc trộm vài cái. Nhưng khi bị Đồng Dao phát hiện anh liền quay đi chỗ khác, anh muốn lợi dụng quyền hành để xem tin nhắn của cô. Nhưng Đồng Dao không cho, anh vẫn nghĩ là cô đang cãi nhau với fan hâm mộ, nên đã đứng ra nhắn tin trong nhóm chat rằng mọi thứ đều không phải vậy, đừng đoán giải đoán non nữa. Anh lên tiếng cũng đồng nghĩa với việc sẽ chịu đạn thay cho Đồng Dao, khiến cô vô cùng cảm động. Đồng Dao tiếp tục nói nếu ai được làm lục phu nhân vợ anh sẽ rất may mắn. Làm Tư Thành ngại mà chụp lấy đầu cô bảo đừng nói bậy rồi rời đi. Cùng lúc đó ở bên phía Giản Dương, cậu bị Đồng Dao từ chối quay lại liền nghi ngờ quan hệ của cô và Tư Thành là thật, nên lập tức gọi điện cho bạn thân cũng chính là Ngải Giai hỏi, khi biết giữa bạn gái cũ và địch không có gì mới yên tâm. Rất nhanh trận đấu thử giữa toàn thể thành viên ZGDX và team FNC diễn ra, bọn họ đã đấu với nhau 6 trận, ZGDX thắng 4 thua 2. Đội bạn có một thành viên người Hàn tên Kun, là vô địch chung kết thế giới năm ngoái, trong game Kun có vai trò thống trị trong rừng. Điểm yếu của cậu ta là chơi đường dưới, điểm mạnh là chiếm đường giữa, vậy nên nếu ZGDX muốn thắng thì rừng và đường giữa phải kết hợp tốt. Mọi người đều đã bàn bạc chiến thuật xong trận đấu bắt đầu, Tư Thành phát huy khả năng của mình rất tốt, đưa ra chiến thuật cho toàn đội. Trong game người đi rừng vừa đến đã bị Đồng Dao đánh trước một chiêu, bên phe đối thủ Kun cũng phải thích thú nhắn vào ô chat khen ngợi kỹ năng của Đồng Dao. Trận đánh trực diện giữa hai bên diễn ra ác liệt, không má nào chịu nhường má nào, kỹ năng của Kun cũng không phải dạng vừa, hiệp đấu dần đi đến hồi kết. Đồng Dao thấy đối phương vì để thắng mà đã tung ra gần hết các chiêu thức của mình, nên cô cũng không ngần ngại mà đáp trả. Không làm chúng ta thất vọng, nữ chính đã đem về chiến thắng cho ZGDX, nhóc mập và lão miêu khen cô quá đỉnh, nhưng Tư Thành lại cho đó là cách đánh quá mạo hiểm và nông nổi. Khi mọi người đều đã đi hết, Đồng Dao mở livestream của Kun ra xem, cậu bày tỏ sự phấn khích về năng lực của thành viên nữ trong đội ZGDX, khiến Đồng Dao rất vui, Tư Thành thấy vậy liền tắt luôn máy của cô đi. Đồng Dao quay sang đòi anh phần thưởng về màn thể hiện xuất sắc hôm nay của cô. Nhưng món quà mà Tư Thành tặng lại chính là bông hoa xấu xí được vẽ lên tay của Đồng Dao, đã vậy còn là mực lì không thể tẩy. Buổi tối nhóc mập cho phát trực tiếp lại trận đấu. Số người yêu thích Đồng Dao đã tăng lên, cô cũng trực tiếp nói chuyện cùng người hâm mộ, giải thích rõ mối quan hệ của mình và bạn trai cũ. Đồng thời cũng giải oan cho Tư Thành rằng hôm đó cô mới đến còn lạ đường nên anh mới dẫn cô đi siêu thị, chứ không hẹn hò gì cả.
Để chúc mừng cho chiến thắng hôm nay, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu. Vì nghĩ chỉ là món lẩu bình thường nên Đồng Dao xung phong trả tiền, nhưng khi đến nơi cô mới biết đây là nhà hàng 5 sao. Các món ăn đều là hàng tươi chất lượng cao nên giá rất đắt. Nhìn giá trên menu và bàn ăn này cũng đủ bay sương sương một năm tiền lương của cô rồi. Nên Đồng Dao sót không dám động đũa. Nhóc mập nhìn ra tâm tình của cô nên đã nói mọi người chỉ chọc cô thôi. Bữa ăn hôm nay là Tư Thành trả, nghe vậy Đồng Dao mới thở phào. Mạnh dạn gọi thêm đồ ăn và bật chế độ diệt mồi. Cũng trong lúc này, bố mẹ vì lo lắng cho con gái nên đã âm thầm xách hành lý tìm đến tận trụ sở ZGDX gặp con. Bên trong ZGDX chỉ còn lại một mình lão ca. Đúng là khi không có ai, con người mới bộc lộ bản chất thật của mình. Lão ca thường ngày lạnh lùng vô cảm, giờ ở nhà một mình lại đeo tai nghe nhảy nhót vô cùng sung sức mà không phát hiện ra hai vị phụ huynh kia đang đứng bất động nhìn mình. Tối muộn mọi người mới đi bộ về. Đang đi thì Tư Thành lại nhận được cuộc gọi của bố, nói mẹ lại bắt đầu làm loạn rồi, bố sợ vợ nên gọi con trai về. Mọi người đều nói sợ vợ chỉ là việc bình thường. Đồng Dao tò mò hỏi nhóc mập về gia thế của Tư Thành. Hỏi rồi mới biết cậu ta là thiếu gia của tập đoàn lớn Lục Thị. Bố mẹ anh cũng là cổ đông của ZGDX. Hai người đang chìm đắm tám chuyện thì Đồng Dao đụng trúng Tư Thành. Nhóc mập chạy trước, còn nữ chính bị anh nắm tai. Nhưng cũng chỉ là nắm nhẹ và khen tai con gái nhà người ta rất mềm rồi bỏ đi. Mọi người đến trước cửa trụ sở thì chạm mặt bố mẹ Đồng Dao. Vào bên trong, Đồng Dao pha trà hoa cúc ngồi cạnh nũng nịu cho mẹ bớt giận. Còn bà thì liên tục lo lắng cho tương lai của con gái, thế nhưng ông bố thì ngược lại, ông chỉ chú tâm đến chiếc máy tính xịn sò, liên tục hỏi nhóc mập về các tính năng của nó. Sau đó, để khiến cho bố mẹ Đồng Dao yên tâm, mọi người đã thay nhau thân thiện và nói về những điểm tốt của ngành chơi game chuyên nghiệp. Quản lý muốn lão ca và Tư Thành cũng ra đó niềm nở với bố mẹ của Đồng Dao một chút, nhưng nhìn mặt khó ở của hai người này thà tránh đi còn hơn. Thấy bố mẹ đã an tâm đôi chút, Đồng Dao bắt đầu kéo họ lên phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Lên trên phòng, cô một lần nữa bày tỏ niềm đam mê của mình với bố mẹ. Thuyết phục mẹ hãy tin tưởng cho con đi theo ước mơ của mình, nếu mẹ muốn con làm một công việc ổn định thì cuộc sống của con sẽ rất tẻ nhạt. Về già cũng chẳng có chút niềm vui, cuộc sống như thế không có chút ý nghĩa nào. Bố nghe xong cảm thấy rất hợp lý, mẹ cũng chỉ đành thở dài. Đồng Dao tiếp tục thuyết phục, còn 3 tháng nữa là đến giải đấu toàn quốc, đến lúc đó nếu con cảm thấy không thích hợp ở chỗ này thì sẽ tự động đi về. Mẹ vẫn không yên tâm, lại hỏi con gái, người được gán ghép hẹn hò với con trên mạng là ai, cậu ta có cái tên Chessman gì đó. Đồng Dao đã cố né câu này thì Tư Thành lại gõ cửa, cậu nói phòng ngủ cho cô chú đã được chuẩn bị, đồng thời cũng giới thiệu tên mình là Tư Thành. Cháu còn có một cái tên khác là Chessman, sau đó chủ động xách hành lý giúp hai người, thấy cậu trai trẻ này cũng cao giáo ga lăng nên hai ông bà cũng ưng lắm. Sáng hôm sau, Đồng Dao đã dẫn bố mẹ đi tham quan chỗ ở xịn sò của mình, các đồng đội cũng vì cô mà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cốt là để cho bố mẹ cô thấy họ sống rất là lành mạnh, lão Miêu còn vừa tập tạ vừa học tiếng Anh. Lão ca cũng phối hợp mỉm cười giả chân cho thấy mình rất thân thiện, đến cả Đồng Dao còn phải thán phục tài diễn xuất của mấy người này, sao mà hay ra rẻ quá vậy. Thấy mấy đứa này sống cũng rất ổn áp, lành mạnh và lễ phép, nên bố mẹ Đồng Dao yên tâm ra về. Tiễn được hai ông bà già đi, tổ đội lại tiếp tục bàn về kế hoạch tác chiến, đang học thì có người giao hàng đến lão Miêu ra nhận hàng. Một lúc sau, cậu quay lại với món quà và bó hoa to bự trên tay là fan của Đồng Dao gửi đến. Lão Miêu bắt đầu đọc lá thư mà fan nam gửi cho Đồng Dao, khiến cô cảm thấy sai sai, chẳng lẽ là bạn trai cũ nên lập tức đến ngăn cản. Đến khi Đồng Dao giành lại được thì lão Miêu cũng đã đọc xong. Ngay lúc đó, quản lý đi vào nói, câu lạc bộ đã thông qua đề xuất của anh cho các thành viên phải tăng thời gian luyện tập, không được ngủ nướng, từ ngày mai 9 giờ là phải dậy rồi, khiến mọi người ai cũng là ó. Tất nhiên để đảm bảo sức khỏe không được chơi đến nửa đêm nữa mà phải đi ngủ sớm, mọi người đã quen dậy muộn nên ngày hôm sau đến giờ rồi mà không thấy bóng dáng ai. Quản lý buộc phải dùng loa thúc giục mọi người mau tỉnh ngủ, bị ép phải tập hợp ngoài sân, mắt ai cũng nhắm chặt miệng ngáp lớn. Đầu tiên phải luyện tập thể lực, lão Miêu là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên rất hăng hái. Rõ ràng bảo là chạy bộ từ từ nhưng một mình lại chạy trước, mấy người còn lại ủ rủ theo sau, cuối cùng cũng được vào nhà. Đồng Dao lập tức đến năn nỉ Tư Thành đi nói với quản lý thay đổi thời gian biểu đi, như thế này chẳng khác nào ngược đãi cơ thể mà không biết anh đang livestream. Đồng Dao vẫn chưa biết gì cho đến khi Tư Thành nói cô mới ngại ngùng ngồi sụp xuống trốn, các fan lập tức đòi cô mau livestream. Quản lý Thụy cũng ở bên thúc giục, trong hợp đồng có nói thực tập sinh cũng phải livestream, Đồng Dao hết cách đành đồng ý cô xin ít phút để chuẩn bị. Sau đó lên phòng gọi điện cho bạn thân cầu cứu đến make up cho mình, ngay lập tức chị em tốt liền có mặt. Lão Miêu lần đầu thấy một cô gái xinh đẹp như thế nên lập tức say nắng. Nhưng Kim Dương không quan tâm đến anh, cô nhanh chóng lên phòng trang điểm cho bạn thân. Kỹ năng trang điểm của Kim Dương không phải dạng vừa, hứa sẽ giúp Đồng Dao vượt qua kiếp nạn bị camera dìm hàng khi đang livestream. Đồng Dao bước xuống nhà, khuôn mặt của cô đã được tô đậm thêm nét, đến cả Tư Thành cũng phải ngước nhìn một giây. Nhưng lão Miêu nhìn thế nào cũng không biết màu son Đồng Dao đánh là gì, lão ca bên cạnh lập tức thể hiện trình độ là màu cam cà rốt. Quá đúng bài nên Kim Dương cho anh một tim, khiến lão Miêu bên cạnh lại bắt đầu ảo tưởng nhìn cô mỉm cười khi người ta về, còn chủ động chạy ra mở cửa giúp. Cùng lúc này, Ngải Giai biết bạn gái cũ ở gần chỗ mình nên lập tức chạy đến tìm cô, nhưng chậm một bước, Kim Dương đã phóng xe đi mất. Trong khi này, Đồng Dao đã bắt đầu buổi live đầu tiên của mình. Cô chưa mở webcam nhưng lượt xem đã lên đến con số chục nghìn.
khiến nhóc mập phải thốt lên đỉnh thật 300.000 người xem ngay từ lượt like đầu tiên, ngay cả Đồng Dao cũng phải ngỡ ngàng vì con số này. Các fan vô cùng mong chờ sự xuất hiện của cô. Cam được mở fan lập tức bùng nổ khen nữ thần thật xinh khiến Đồng Dao lúng túng. Cô chào hỏi mọi người rồi bắt đầu vào game, Tư Thành ngồi bên cũng vào xem like, anh đọc bình luận mà tức muốn nổ mắt. Fan nói ZGDX bóc lột sức lao động trẻ em vì nhìn Đồng Dao như học sinh tiểu học. Tư Thành ngồi cạnh liên tục trêu cô. Đồng Dao ở bên cạnh nghe rất là ngứa tai yêu cầu Tư Thành dừng lại. Nhưng dễ gì mà anh chịu dừng từng câu nói chê cô lùn, lọt hết vào tai Đồng Dao dù cô đã đeo tai nghe, khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu dẫn đến chơi thua. Bị fan cà khịa rằng sao mới ván đầu đã thua vậy, những chiến thắng lần trước đều là do người chơi hộ hay sao? Tư Thành không dừng chọc ghẹo khiến Đồng Dao tức giận bỏ đi, thế nhưng ảnh chụp màn hình khuôn mặt của cô chơi game đã được lên hot search, bây giờ cô đã có biệt danh mới là nữ thần gaming. Cùng lúc này Tư Thành nhận được thư mời chiến đấu của đội TAT đội cũ của anh, nhưng nam chính đã từ chối vì Đồng Dao còn phải luyện tập nhiều hơn. Do sự từ chối này mà đội trưởng của TAT khi được phỏng vấn đã cà khịa ZGDX mới tuyển vào một cô gái không có năng lực nên mới không dám chấp nhận lời khiêu chiến. Tin tức A Thái của đội TAT cà khịa đội ZGDX nhanh chóng nổi như cồn trên mạng. Do dư luận bùng nổ nên cấp trên lập tức yêu cầu quản lý chấp nhận thư khiêu chiến của TAT. Nhưng Tư Thành nhất quyết từ chối vì kỹ năng của Đồng Dao phải được luyện tập nhiều thêm, quản lý vô cùng khó xử khi đứng giữa Tư Thành và giám đốc câu lạc bộ. Các đồng đội còn lại cũng đứng núp sau lùm cây nghe hai người cãi nhau. Quản lý Thụy nói câu lạc bộ không nghe ý kiến của anh, họ đã sắp xếp thời gian thi đấu còn chỉ định người chơi là Đồng Dao, khiến Tư Thành hơi khó chịu. A Thụy mệt mỏi hỏi Tư Thành tại sao lại phải bảo vệ Đồng Dao đến như vậy, có phải anh đã thích Đồng Dao rồi không? Các đồng đội gần đó nín thở nghe câu trả lời nhưng Tư Thành từ chối trả lời, thay vào đó anh giải thích trước kia mình cùng đội với A Thái nên hiểu rõ cậu ta là một người có tham vọng. Những người từng thi đấu với cậu ta mà thua đều bị tụt ý chí, không bỏ cuộc thì cũng là chán nản không thể thắng được những giải tiếp theo. Thế nên đã có rất nhiều team từ chối lời thách đấu của TAT, Đồng Dao là người mới vừa vào đội mà thành tích đã tốt. Người khác đều tin đứa nhóc đó nếu gặp trở ngại sẽ rất dễ lung lay, không thể vượt qua đả kích mà bị suy sụp. Đó chính là lý do tôi không muốn đồng ý thi đấu với TAT. Đồng Dao vô cùng cảm động, Tư Thành đoán trước được A Thái sẽ dùng nhân vật Ngọc Tảo Tiền mà Đồng Dao chơi giỏi nhất. Để đánh bại cô như thế càng khiến đối thủ suy sụp hơn. Nghe đến đây quản lý mới thấy việc này quá là nguy hiểm, mọi người ai cũng cảm thấy không nên cho Đồng Dao ra trận. Tư Thành đã phát hiện ra đám người hóng hớt này. Dù sao Đồng Dao cũng đã nghe thấy nên quản lý và Tư Thành cho cô lựa chọn muốn đấu hay không. Không ngờ Đồng Dao không sợ gì cả, cô muốn thay trời hành đạo. Dù sao cũng phải đối mặt nên gặp càng sớm càng tốt. Cô quan niệm bây giờ nếu bị đánh bại còn đỡ hơn là bị đánh bại trong trận đấu chính thức. Nhân vật chính đã nói thế Tư Thành cũng không biết nên khuyên thế nào, nên đành thuận theo ý trời cho cô thi đấu. Quả nhiên đội bạn chọn Ngọc Tảo Tiền, nhân vật mà Đồng Dao có kỹ năng tốt nhất, buộc cô phải chọn Bỉ Ngạn Hoa. Quả đúng như dự đoán, Ngọc Tảo Tiền trong tay A Thái đã áp đảo hoàn toàn Hoa Bỉ Ngạn trong tay Đồng Dao. Đồng Dao lên bảng đếm số liên tục, đồng đội ra sức an ủi Đồng Dao nhưng trong mắt cô, cảnh vật đều đã biến thành hai màu trắng đen, giống như kết quả của trận đấu hôm nay vậy. Ai cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của Đồng Dao, nhưng họ tránh nói về vấn đề này, quản lý nói mọi người mau đi ngủ. Nhưng chỉ riêng nữ chính vẫn còn ngồi lại đó tiếp tục chơi game, chỉ là lần này cô cứ chơi trong vô thức mà không còn cảm giác như trước kia. Mãi đến khuya Tư Thành thấy Đồng Dao vẫn đang online nên cũng chẳng thể ngủ được, anh lặng lẽ đặt ly sữa xuống bàn cho cô. Khóe mắt nữ chính đã ửng đỏ nhưng cô vẫn một mực muốn luyện tập, Tư Thành không nặng lời hay chê bai mà chỉ lấy tay che mắt cô. Thay cho lời nói hôm nay như thế là đủ rồi, Đồng Dao cuối cùng cũng buông chuột mà bật khóc, nói ra ấm ức của mình em mà là Ngọc Tảo Tiền cái gì chứ. Tư Thành nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh biết nếu giờ nói thêm gì nữa đều là thừa thãi. Một đêm buồn bã lặng lẽ trôi qua, thông tin về sự thất bại của ZGDX trước TAT nhanh chóng nổi như cồn trên mạng. Có kẻ đã cố tình đăng video thi đấu ra bên ngoài, các fan nữ độc mồm nói nếu không có Đồng Dao trong đội, các thành viên còn lại của ZGDX đã có thể lật ngược lại tình thế rồi, cô ta quả là rác rưởi. Nên trụ sở của team ZGDX biết TAT cố tình tung video lên mạng là để khiêu khích bọn họ. Đồng Dao suy sụp chẳng thể làm gì, đã tự nhốt mình một ngày một đêm trong phòng nằm khóc, họ mắng cô là hàng nội địa chất lượng kém. Nữ chính suy sụp, các thành viên lo lắng cho cô. Quản lý định nên an ủi cô thì cô lại đi xuống, nói mình phải ra ngoài một chút tìm cô bạn Kim Dương. Đúng là chỉ có con gái mới có thể hiểu nhau, mà trực tiếp dẫn cô bạn thân đến quán bar xả stress, ngồi nói chuyện với nhau có thể thấy Kim Dương rất lạc quan, chỉ là thua một trận đấu huấn luyện chứ không phải đấu chính. Dù sao cậu còn quá trẻ và ít kinh nghiệm, cũng là lần đầu đấu nên thua cũng là chuyện bình thường. Đang an ủi thì một gã đàn ông lớn tuổi đến tìm quen, cũng may ngải dai đến túm tay ông ta lôi dậy mới khiến ông ta rời đi. Anh bị Kim Dương xem là bạn trai cũ bỏ cô vì game, nhưng chưa nói chia tay chính thức nên anh vẫn còn rất nặng tình. Mặt dày gọi Kim Dương vợ ơi khiến Đồng Dao ngồi bên cạnh nổi hết da gà, chỉ một câu nói để im cho em nói chuyện của Kim Dương. Cũng khiến cho ngải dai phải ngồi ngoan ngoãn im lặng, Kim Dương tiếp tục quay lại an ủi bảo bối của mình đừng buồn nữa, thậm chí còn sẵn sàng mua vé đến Las Vegas cho Đồng Dao. Không hổ danh là bạn thân phú bà mà, ngải dai ngồi bên cạnh cũng không quên nhắn tin cho Giản Dương mau đến quán bar.
Nếu muốn quay lại với bạn gái cũ thì đây chính là thời điểm thích hợp, nên Giản Dương lập tức bắt xe trên đường đến nơi. Anh lo lắng khi thấy bộ dạng của Đồng Dao. Ngải Giai cũng nhân cơ hội kéo bạn gái đi ra chỗ khác. Kim Dương còn rất tỉnh, cô biết cái gì mới tốt cho bản thân, nên lập tức gửi định vị cho Tư Thành đến đón Đồng Dao. Nhận được định vị, anh không nói lời nào lập tức xuất phát. Lúc này Giản Dương chỉ biết ngồi bên cạnh bạn gái cũ ngăn cô tiếp tục uống, rồi anh lại xin lỗi và mong cô quay lại với mình. Hoa đã héo rồi giờ mới tưới nước còn ích gì nữa chứ. Đồng Dao đã say khướt, còn Giản Dương thì liên tục tâm tình bên tai cô, nên cô chẳng hiểu cái quần què gì nữa. Kim Dương bỏ bồ chạy lại ôm bạn. Lúc này Tư Thành cũng đến nơi, vừa thấy Đồng Dao anh lập tức đến đó kéo tay cô về, thì bị Giản Dương giữ lại. Hai người bắt đầu tranh nhau tư cách với Đồng Dao. Tôi là đội trưởng, tôi là bạn trai cũ của cô ấy, thì sao, đã là quá khứ rồi. Tư Thành đẩy tay Giản Dương ra rồi đưa Đồng Dao về. Trước con mắt bất lực của anh, nam chính cõng nữ chính đi bộ về nhà. Còn cô thì liên tục mắng anh hung dữ. Đồng Dao tâm sự cô không buồn vì những lời bình luận ác ý, mà buồn vì bản thân đã liên lụy đến đồng đội. Nhân vật Ngọc Tảo Tiền như một tín ngưỡng của cô nay nó đã bị sụp đổ rồi. Tư Thành nói anh sẽ giúp cô thiết lập một tín ngưỡng mới. Cõng Đồng Dao về gần đến cổng anh để cô ngồi xích đu, còn mình chạy vào lấy thuốc giải rượu. Đồng Dao giả vờ đồng ý. Sau khi Tư Thành đã vào trong, cô lại nghịch ngợm chạy vào theo sau thì phát hiện ra một người mới bên trong trụ sở. Vì còn hơi say, Đồng Dao tưởng đó là ma nên hét toáng lên chạy đi. Cô chạy một mạch ra ngoài thấy Tư Thành như thấy cứu tinh, lập tức nhảy lên người ôm cổ anh. Tư Thành chê cô thấp vậy mà nặng như heo, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bế cô vào nhà. Người bên trong có vẻ là người quen của nam chính. Thấy cảnh ngàn năm có một này, Lục Nhạc lập tức mang điện thoại ra chụp được một bức. Lục Nhạc tự giới thiệu mình là em trai của Lục Tư Thành. Minh Thần và A Thụy nghe cái tên Lục Nhạc cũng từ trên lầu ngó xuống xem. Năm người ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lục Nhạc đang ở bên nước ngoài thì nghe tin thành viên mới của ZGDX bị đối thủ ăn hiếp, nên anh ta tự cho mình cái nghĩa vụ cao cả là về đây viện trợ. Quản lý từ chối, nhưng Lục Thành dù sao cũng đã bị cấm thi đấu vì chơi bẩn, nên chỉ xin xỏ cho vui thôi. Biết được tin này, Đồng Dao lập tức cười vào mặt anh ta đáng đời. Lục Thành như con nít muốn so đo với một cô gái đang say, còn Đồng Dao thì nửa tỉnh nửa mê làm loạn bên cạnh Tư Thành. Còn xì mũi vào tay áo của anh lúc Tư Thành đưa giấy cho cô. Sau khi xì mũi xong, Đồng Dao lại nhét nó vào tay anh, khiến mọi người không nhịn được cười. Tư Thành bình tĩnh mượn chuyện này để từ chối em trai, thấy chưa, trong đội anh có một người điên là đủ rồi. Không cần em vào làm game thủ dự bị đâu. Nhưng Đồng Dao lại hiểu nhầm, nghĩ Tư Thành đang muốn đuổi mình, nên cô lập tức đứng dậy xì mũi tặng cho các thành viên còn lại rồi mới chịu đi. Đồng Dao ngủ một giấc đến tận sáng mai mới dậy. Cô đánh răng rồi đi xuống nhà gặp quản lý. Anh nói màn biểu diễn của cô tối qua rất đặc sắc, khiến cô nhớ lại ngày hôm qua vì để xin đội trưởng cho mình thi đấu, Đồng Dao đã nhảy điên nhảy khùng còn hát hò ầm ĩ biểu diễn cho mọi người xem. Chưa hết, để cô yên tĩnh lại, hai anh em Tư Thành đã phải lôi cô vào phòng bếp uống thuốc. Nhớ lại những chuyện này, Đồng Dao chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui vào. Nữ chính không biết đã kiếm được ở đâu ra một cái mặt nạ ngộ không, đeo vào để đi xuống nhà luyện tập. Tư Thành thấy cô liền pha nước mật ong cho cô. Sau đó anh ngồi xuống bắt đầu kể lại những chuyện điên khùng hôm qua cho cô nghe. Cô không chỉ cắn con mèo của mình mà còn cắn tay của anh. Tư Thành muốn cởi mặt nạ của Đồng Dao ra nhưng cô không chịu nói mình xấu hổ, rồi chạy lên phòng gọi điện cho bạn thân hỏi hôm qua ở quán bar mình có cắn ai nữa không. Thì mới biết Tư Thành tranh nhau với bạn trai cũ cõng mình về, thôi thì đeo mặt nạ vào tiếp vậy. Ở dưới nhà, ba người kia đã đi siêu thị về thấy chỗ của Đồng Dao đang mở máy. Nhóc Mập đến chào, ai ngờ đó là Lục Nhạc. Nhóc Mập và Lão Ca hình như không ưa gì tên này. Ngay sau khi họ đi tìm quản lý nói chuyện thì Đồng Dao cũng đeo mặt nạ đi xuống nhà. Lão Miêu hỏi cô có trò gì mới sao thì Lục Nhạc nhanh chóng chen mồm vào nói chắc tại vì nhục nhã quá đó còn không chịu đứng lên trả chỗ cho cô. Đồng Dao nhanh trí lừa Lục Nhạc để lấy lại ghế của mình. Để bảo vệ chiếc ghế quý báu, Đồng Dao còn mang theo nó đến tận bàn ăn. Lão Ca và Nhóc Mập thể hiện rõ thái độ chán ghét của mình với Lục Nhạc. Họ gấp thức ăn ra chỗ khác ngồi quyết không chung mâm. Đeo mặt nạ thì làm sao có thể ăn cơm, nhưng Đồng Dao quyết không cởi. Tư Thành không chịu được trò trẻ con này nên trực tiếp tháo mặt nạ ra giúp cô. Lục Thành cũng biết mình bị hai người kia ghét nên không còn tươi cười nữa. Buổi tối là thời gian mọi người luyện tập, chỉ riêng Đồng Dao được đặc cách cho đi ngủ sớm. Nhưng cô mở điện thoại ra thấy tài khoản của mình đang hoạt động liền lập tức xuống nhà, biết ngay là Lục Nhạc đang chơi máy tính của mình, cô muốn đến giành lại. Nhưng người đấu có cả A Thái nên hơi rén Lục Nhạc nói để cho mình thời gian chứng tỏ khả năng. Nên Đồng Dao cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem anh ta đánh thế nào. Kỹ năng của Lục Nhạc cũng không phải dạng tầm thường, mới vào mà đã thắng khiến Đồng Dao phải khen ngợi. Anh ta đánh với A Thái của đội TAT nhưng không sợ mà còn cảm thấy phấn khích. Đồng Dao còn bị ảnh hưởng sau trận thua trước khiến cô khá căng thẳng. Lục Nhạc dễ dàng đè bẹp A Thái và dẫn đội đến chiến thắng khiến Đồng Dao cũng phải công nhận khả năng của anh. Lục Nhạc nói tất cả đều phải có sự chuẩn bị, trước đây anh ta đã nghiên cứu video cách chơi của A Thái, cũng từng làm dự bị cho Minh Thần. Nhưng Nhóc Mập lập tức nói chen vào, thành tích tốt thì sao chứ, ý nói vì anh bị cấm thi hại cả đội vòng chung kết không được tham dự.
Tay Minh Thần bị thương cũng liên quan đến Lục Nhạc. Nhóc mập đứng dậy nói thẳng cậu không chấp nhận người như thế này vào đội làm đồng đội với mình rồi bỏ đi. Lục Nhạc buồn bã không nói gì vì đều do lỗi trước kia của cậu cả. Mọi người đang cùng nhau luyện tập giờ lại bỏ đi hết. Đồng Dao vô cùng thắc mắc rốt cuộc giữa họ đã xảy ra những chuyện gì chứ. Cô lên mạng tra thông tin tại sao vào mùa giải năm đó ZGDX lại rút khỏi cuộc thi. Năm đó mọi người bàn tán rất căng thẳng, các fan hâm mộ bày tỏ sự thất vọng cho rằng ZGDX không chịu được áp lực nên mới rút, nhưng không một nguồn tin nào nói đến nguyên nhân. Trận đấu vừa nãy Lục Nhạc chơi nick của Đồng Dao đã đánh bại được A Thái nên trên mạng lập tức bùng nổ thông tin. Các fan hâm mộ người thì phấn khích, người lại cho rằng chắc chắn là có người đánh hộ. Đúng là nổi tiếng đối mặt với áp lực dư luận thật khổ mà. Đồng Dao đau đầu xuống nhà lấy nước uống thì nghe tiếng nói chuyện của nhóc mập và lão ca đang nói về Lục Nhạc. Cô chậm rãi đi đến nói chuyện cùng, muốn hỏi họ về chuyện của Lục Nhạc nhưng nhóc mập chỉ nói cô mau ngủ đi rồi đi vào trong để lại mình Đồng Dao đứng hóng gió. Mới sáng sớm hôm sau, bạn thân đã gọi điện báo tin khẩn đội ZGDX xảy ra chuyện rồi. Đồng Dao mở video cô bạn gửi lên xem. Đó là đoạn video một đám người đánh nhau khiến Tay Minh Thần bị thương. Đồng Dao ngơ ngác đi xuống nhà thì còn hoảng hơn vì mọi người đều đang bận rộn nhận tin nhắn quản trị viên của web. Nói với cô tình hình hôm qua, cô lướt web lỡ ấn thích một bài đăng nói về việc Lục Nhạc làm Tay Minh Thần bị thương nên họ cho rằng đoạn video kia là do cô đăng. Quản lý phân tích tình hình chuyện này nhất định là có người nhắm đến Lục Nhạc. Cậu vừa kết thúc thời gian bị cấm thi đấu quay về là liền dính phải drama. Video ở quán karaoke kia chỉ có người trong nội bộ biết, ZGDX và chiến đội JK. Hai bên xảy ra xô xát do lời nói quá khích của Lục Nhạc. Nhưng chiến đội kia chắc chắn không đăng video vì họ biết làn sóng dư luận rất đáng sợ. Thế nên việc này là do thành viên ZGDX làm. Nhóc mập đùng đùng xuất hiện nhận chính mình là người đăng. Cậu muốn Lục Nhạc bị đuổi khỏi đây, cậu không chấp nhận một đồng đội như thế. Lão ca cũng đồng tình với ý kiến này vì thái độ trẻ con thích gây sự của Lục Nhạc hại sự nghiệp Minh Thần chấm dứt. Cả đội cũng bị liên lụy. Minh Thần đứng ra giải thích lúc đó không phải Lục Nhạc vô duyên vô cớ gây sự, mà là do đội bên kia nói những lời khó nghe trước. Lục Nhạc không cần ai giải thích cho mình, cậu chỉ trích nhóc mập. Đăng video kia cũng chẳng khác nào mình đều liên lụy đến đồng đội. Nhóc mập liền phản bác cậu làm vậy nhưng dám đứng ra chịu trách nhiệm. Hai người bùng nổ muốn lao vào đánh nhau khiến mọi chuyện loạn hết cả lên. Mọi người giữ Lục Nhạc lại, còn Đồng Dao đưa nhóc mập ra ngoài. Khi cậu đã bình tĩnh hơn mới bắt đầu kể lại chuyện một năm trước. Khi đó mọi người trong đội đến quán bar ăn mừng chiến thắng được vào chung kết. Còn có cả vài thành viên bên đội JK, người tổ chức giải đấu hỏi sao Tư Thành không đến. Quản lý liền nói cậu ấy không được khỏe, mấy thằng kia cay cú khi thua nói vừa nãy còn đánh hăng lắm mà. Lục Nhạc đứng ra thay anh trai uống một ly rượu với bọn họ, nhưng thái độ của tên AK bên đó vẫn còn rất gợi đòn. Lục Nhạc biết bọn chúng chưa phục nên trực tiếp đổ hai chai rượu vào cốc lớn, rồi một mình uống sạch, do đó mà cũng thấm say. Lúc đến nhà vệ sinh, cậu nghe đội bên kia nói xấu team mình, còn nói Lục Nhạc là nhờ có anh trai mới được vào chiến đội ZGDX nên mới chọc tức cậu. Lục Nhạc đi sau lưng bọn chúng âm thầm cầm chai rượu của Tiếp Tân đánh mạnh vào đầu AK. Minh Thần lúc này cũng có mặt, hai bên xảy ra xô xát, Lục Nhạc bị bọn họ đánh hội đồng. Minh Thần đứng chắn trước mặt bảo vệ cậu. Anh bị chúng đẩy sang một bên ngã xuống đất, tay đập vào mảnh thủy tinh bị thương nặng. Lúc này Ngải Giai xuất hiện dọa báo cảnh sát, đám người đó mới chịu bỏ đi. Quay trở về hiện tại, chính vì mâu thuẫn giữa AK và Lục Nhạc mà gây ra tai nạn cho Minh Thần, vậy nên nhóc mập mới khó chịu. Đồng Dao muốn nói gì đó thì cô lại nhận được điện thoại từ Kim Dương. Cô bạn thân nói bạn trai của mình đang mở livestream để giải oan cho Lục Nhạc. Lúc này Ngải Giai đang kể cho fan nghe về sự tình năm đó. Lúc đó trong nhà vệ sinh, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đội JK. AK đã chi nhiều tiền quảng bá cho đội bọn họ trước trận đấu, nhưng không ngờ lại thua ZGDX. Vốn sẵn cay cú trong người muốn gây sự nên AK lập tức gọi điện cho vài người anh em xã hội của mình đến quán bar gây sự, muốn đập gãy tay mấy thằng bên ZGDX. Nhưng không ngờ Lục Nhạc lại tự tìm đến, nhân cơ hội đó họ liền lao vào đánh cậu, còn xử luôn cả Minh Thần một lần, do đó khiến cánh tay anh bị thương. Anh em bên ZGDX lúc này mới cảm thấy có lỗi với Lục Nhạc, cậu bé này đứng ra bảo vệ mọi người mà không chịu giải thích khiến họ hiểu lầm. Nhưng Lục Nhạc cảm thấy tay của Minh Thần do cứu mình nên mới bị thương là đúng, bây giờ đã biết được chân tướng của sự việc và hiểu rõ lòng nhau. Nên toàn đội đoàn kết hơn, Lão Ca và Nhóc Mập cũng đứng ra xin lỗi Lục Nhạc, cuối cùng thì cũng có thể mỉm cười rồi. Mọi người cùng nhau livestream thi đấu tiện thể giải thích rõ với fan mọi chuyện, Lục Nhạc cũng tung tăng chạy đến cho Đồng Dao xem. Bản hợp đồng của mình và ZGDX đã được ký lại, còn Nhóc Mập vì để nói lời xin lỗi chân thành nhất mà cậu đã lăn vào bếp nấu bữa tối cho mọi người. Có thể thấy tay nghề của anh chàng này cũng không phải dạng vừa, không chỉ biết ăn mà anh còn biết nấu. Buổi tối mọi người được chiêu đãi cơm cà ri, Nhóc Mập cũng đích thân bưng phần ăn đến cho Lục Nhạc, cậu đã bị trừ 3 tháng lương vì đăng video kia lên. Đồng Dao than thở, vậy là bây giờ Nhóc Mập sẽ mượn tiền mình dài dài rồi. Phần ăn của mọi người ai cũng ít thịt, nhưng nữ chính lại phát hiện ra phần ăn của Lục Nhạc còn được giấu một lớp thịt bên dưới, rõ ràng điều này là không công bằng, Nhóc Mập đi thiên vị Lục Nhạc mà, khiến cậu ngại ngùng bỏ chạy lên phòng. Ở lại bàn ăn, Lục Nhạc lại bắt đầu tranh nhau vị trí với Đồng Dao xem ai mới phải ngồi ghế dự bị. Đồng Dao bị ăn hiếp nói không lại nên cô đẩy chân cầu cứu Tư Thành. Tưởng anh trai sẽ đứng về phía mình nhưng không ngờ Tư Thành lại nói do Lục Nhạc về sau nên phải biết trên biết dưới, ý muốn nói phải nhường vị trí đánh chính cho Đồng Dao.
khiến mọi người đang ăn đều phải ngừng hết. Đội trưởng lạnh lùng của họ rõ ràng đứng về phía Đồng Dao, thấy mọi người phản ứng như thế nên Tư Thành phải nói lại. Hai người phải cạnh tranh công bằng xem ai có thực lực mới khiến quản lý đồng tình. Ngay sau đó Lục Nhạc đã nhanh chóng đẩy ghế và bộ máy tính mới của mình đến giao ai với Đồng Dao. Từ nay không cần dành chỗ với con ngốc này nữa rồi. Ngày hôm sau Đồng Dao được cho đi xả stress với Kim Dương. Đúng là nữ hoàng làm đẹp. Kim Dương liên tục đưa Đồng Dao đến các nơi chăm sóc từ đầu đến chân cho cô bạn. Nhưng nữ chính chỉ lo lắng đến việc Lục Nhạc trở về rồi có phải cậu ta sẽ giành mất vị trí chơi chính của cô không. Cả ngày đi thư giãn mà cứ ủ rũ như thế. Kết thúc buổi đi chơi Đồng Dao trở về nhà thì bị Tư Thành gọi ra một góc nói chuyện. Anh chê móng tay của cô sơn màu mè, lông mi dài che tầm mắt và mùi nước hoa khiến đồng đội bị ngạt. Người nước hoa thôi làm gì mà phải sát vào người ta như thế chứ. Cảnh này đã bị Lục Nhạc lanh chanh chụp lại, xóa đi em không xóa. Tư Thành ném dép vào mặt Lục Nhạc, hai anh em đuổi theo nhau bỏ lại Đồng Dao ở đó tâm tình hỗn loạn. Buổi tối cô tâm sự với bạn thân rằng lông mi và móng tay của mình đều bị Tư Thành bắt gỡ hết rồi. Kim Dương với kinh nghiệm tình trường dày đặc biết ngay là Tư Thành có ý gì đó với Đồng Dao. Sau đó Kim Dương lại quay sang hỏi Đồng Dao có phải mỗi khi nhớ đến hình dáng anh Thành, cậu đều đỏ mặt và tim đập nhanh không khiến Đồng Dao không biết phải nói làm sao. Đột nhiên lúc này bé mèo làm đổ bình hoa, khiến Tư Thành lo lắng xông vào phòng anh nghĩ Đồng Dao bị ngã. Hai người nhìn nhau đầy sượng chân, biết cô không sao anh nhanh đi ra ngoài, không ngờ bên ngoài lão Miêu và nhóc mập đã đứng chờ sẵn. Họ kinh ngạc há hốc mồm tròn xoe mắt ngầm hiểu mối quan hệ giữa đội trưởng và đồng đội mới của mình. Về phòng Tư Thành còn nhắn tin trêu chọc Đồng Dao, nhắc cô nhớ uống thuốc để sớm trị khỏi bệnh điên. Sáng sớm hôm sau Đồng Dao bắt đầu để ý đến Tư Thành hơn, cô nhớ lại câu nói của bạn thân có thật sự mình thích anh ấy rồi không. Thấy cọng lông mèo của mình dính trên đầu anh, cô liền đi theo để lấy xuống. Tư Thành nhìn Đồng Dao thổi lông mèo mà nảy sinh những cảm giác kỳ lạ với cô. Đúng lúc này các đồng đội đi đến, mọi người cùng nhau đến phòng tập luyện. Lục Nhạc có cơ hội liền đến bên cạnh hơn thua với Đồng Dao, xem ai mới xứng đáng chơi chính ai dự bị. Hai người thiểu năng này còn thi nhau xem ai tập thể dục mạnh mẽ hơn thì người đó chiến thắng. Tập dụng cụ chạy bộ mà tưởng đua xe không chừng. Sau khi cả đội về nhà, quản lý đã đem đến cho họ đồng phục mới. Đồng Dao mang theo đồ lên phòng cô, nhét hết vào túi trừ áo con, nhưng chợt nhớ lại lời bạn thân làm gì cũng phải quyến rũ nên ngại ngùng bỏ luôn áo độn vào hành lý. Giải đấu chuyên nghiệp sắp bắt đầu nên ZGDX phải luyện tập nhiều hơn nữa và đưa ra các chiến thuật để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Danh sách người chơi chính của ZGDX vẫn chưa được công bố. Để quảng bá cho giải đấu lần này, các đội chơi đều đi chụp hình nhóm. Chính là hôm nay các thành viên ZGDX đi chụp bộ ảnh này, chụp tạo hình cho giải vô địch toàn quốc nên phải trang điểm thật đẹp. Trong lúc đợi nữ chính trang điểm, các thành viên còn lại chụp ảnh cá nhân trước, sau đó là chụp đôi từng cặp. Đã đến lúc chụp ảnh nhóm rồi nhưng Đồng Dao vẫn chưa thấy ra. Quản lý bảo Tư Thành đi gọi Đồng Dao, lúc này chuyên gia trang điểm mới make up xong cho Đồng Dao rồi ra ngoài để cô thay đồ. Tư Thành không biết lên sông vào đúng lúc Đồng Dao đang thay đồ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tư Thành ngại ngùng đóng cửa. Ra bên ngoài anh phải ăn một viên kẹo để bình tĩnh lại, rồi đứng đó chắn trước cửa không cho ai vào. Đồng Dao cuối cùng cũng đi ra, cô dè dặt hỏi anh đã nhìn thấy gì chưa. Tư Thành không biết nói dối nên thừa nhận cái gì thấy cũng đã thấy rồi, nhưng cũng tử tế xin lỗi nữ chính. Vì lần đầu được nghe lời xin lỗi từ miệng tản băng này nên Đồng Dao mới chịu tha. Mọi người đều chăm chú nhìn cô tạo dáng chụp hình lẻ. Lục Nhạc cũng bị ép lên chụp cặp với Đồng Miêu vì hai người này nhỏ tuổi nhất nhà. Sau đó đến Tư Thành bị quản lý bắt lên chụp ảnh với Đồng Dao, đẩy thuyền hết mức có thể rồi còn gì. Lục Nhạc cũng không quên lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm về khoe với mẹ. Rất nhanh tấm ảnh đội ZGDX tung ra đã khuấy đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là ảnh Đồng Dao và Tư Thành. Ai cũng tranh nhau khen họ thật xứng đôi, nhưng mà Weibo đăng cả ảnh Đồng Dao với Lục Nhạc lên làm fan chia ra làm hai luồng, một bên Thành Dao một bên Nhạc Dao đẩy thuyền mãnh liệt, khiến cho mẹ của hai anh em phải gọi cho Lục Nhạc hỏi có thật anh con nó thích con gái rồi không. Tối đó Kim Dương đến thăm bạn thân, ở trong một căn nhà toàn là con trai cuối cùng cũng có bạn thân để nói chuyện cùng, nhưng thời gian không được lâu Tư Thành lại nhắn tin thúc giục Đồng Dao mau xuống luyện tập, nên cô chỉ đánh tiễn bạn thân ra về. Đứng trên lầu nghe đồng đội bên dưới nói về nick con thỏ ôm cà rốt do Tư Thành đặt. Đó chẳng phải là chi tiết trên nội y của Đồng Dao sao, khiến cô hốt hoảng do đó bị vấp lăn đùng xuống cầu thang. Sau khi tiễn Kim Dương ra khỏi cửa, Đồng Dao lập tức tìm Tư Thành nói chuyện. Mắng anh có phải đồ biến thái hay không mà lại ghi cái tên đó, nhưng nói thế nào nam chính cũng không thèm xóa. Tư Thành đột nhiên ép sát Đồng Dao vào bàn thì thầm vào tai cô, nói rằng anh có mắt thẩm mỹ tốt nên không thèm biến thái với cô. Tối đó cô có một giấc mơ rất kỳ lạ khi thấy mình biến thành củ cà rốt. Bỗng nhiên một con thỏ trắng xuất hiện đuổi theo dọa Đồng Dao bỏ chạy. Nó đuổi theo rồi đẩy ngã cô liên tục cạp vào người cô. Khi con thỏ ngẩng đầu thì đó chính là Tư Thành, khiến Đồng Dao choàng tỉnh, sợ hết cả hồn, chuyển cảnh để tập huấn cho giải đấu toàn quốc sắp tới. Bọn họ sẽ có một trận đấu tập với đội EQCB, mà trận tập huấn này sẽ cho Đồng Dao tham gia trước. Từ giờ đến khi trận đấu chính thức bắt đầu, nữ chính và Lục Nhạc ai tiến bộ hơn thì người đó sẽ được đánh chính. Bên kia đã nhắn tin đến rằng họ chuẩn bị xong rồi, nên mọi người cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi nghênh chiến. Trận đấu bắt đầu, Đồng Dao đã nghe lời khuyên của đội trưởng không nên đánh nhanh.
Lúc đầu mọi người còn phối hợp rất tốt nghe theo chỉ huy từ Tư Thành, nhưng rồi họ nhận ra đối phương không ngờ lại có thể hiểu rõ đường đi nước bước của nam chính. Sau đó lấy được của anh hai máu đúng là không thể xem thường, đối thủ còn hiểu rõ cách chơi yêu hồ và bách mụ quỷ. Cuối cùng trận chiến kết thúc thắng lợi thuộc về ZGDX. Nhưng Tư Thành cũng nhận ra bên đối thủ có Giáo Hoàng, cả đội nghe đến cái tên này cũng phải ngạc nhiên. Không ngờ Giáo Hoàng đã trở lại và chơi cho đội IQCB, lão Miêu giải thích cho Đồng Giao hiểu. Giáo Hoàng chính là người có thể sánh ngang với Tư Thành, hai người họ như một là ánh sáng một là bóng tối vậy. Nhóc Mập cũng nói lúc trước mới vào nghề Tư Thành đánh cho đội Hàn Quốc, làm dự bị cho Giáo Hoàng bởi vì cách đánh của hai người giống nhau. Lúc đó người trong nghề nói Tư Thành chính là cái bóng của Giáo Hoàng thế nên khiến Tư Thành rất khó chịu trong lòng. Thế nên đã dốc sức chứng minh năng lực và thành công đưa Giáo Hoàng về ghế dự bị 2 năm liền. Trên mạng lúc này cũng bùng nổ tin tức Giáo Hoàng trở về Trung Quốc. Ai cũng nói Giáo Hoàng trở về là vì Tư Thành, hai người nhất định phải có một trận quyết chiến thắng thua xem ai mạnh hơn. Tư Thành lúc này đang đứng một mình suy ngẫm nhớ lại lần đầu mình bước chân vào thế giới game thủ chuyên nghiệp ký hợp đồng với TAT. Vào đội Tư Thành luyện tập ngày đêm không nghỉ, anh và Giáo Hoàng cũng được xem là chiến hữu sát cánh bên nhau. Trong trận đấu giải chính thức hiệp 1 TAT thắng, Tư Thành cũng đi lên ăn mừng cùng mọi người. Đến hiệp thứ 2 cổ tay của Giáo Hoàng hơi nhức, kết quả của cả đội cũng không được tốt. Nên lúc vào nghỉ ngơi Giáo Hoàng đã chủ động nói với huấn luyện viên nhường vị trí của mình cho Tư Thành lên thử sức. Đó cũng là lần đầu tiên nam chính được đánh chính. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh đã thể hiện vô cùng tốt và đội của họ đã giành chiến thắng. Cứ thế trong các giải tiếp theo Giáo Hoàng chơi một trận xong sẽ nhường Tư Thành chơi trận kế tiếp. Hai người chính là một cặp chiến hữu hiểu ý nhau, thay nhau xuất trận mang về chiến thắng cho đội nhà cùng nhau cầm cúp vinh quang. Chính vì đội trưởng thân thiết với Tư Thành như thế mới khiến A Thái tính tình nhỏ nhen ghen tức. Đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp thì Tư Thành lại nói ra suy nghĩ muốn về nước với Giáo Hoàng. Không những không ngăn cản mà Giáo Hoàng còn hẹn ngày được đấu một trận phân cao thấp với nam chính. Trước lúc đó anh đưa cục Rubik cho Tư Thành, hẹn ngày gặp lại sẽ đòi lại sau. Và lần này về nước chính là để làm điều này. Tư Thành nhận được điện thoại của đội bạn, báo họ đang đi mua sắm thì để lạc mất Giáo Hoàng rồi. Nam chính lập tức khoác áo chạy đến trung tâm thương mại tìm. Không ngờ nam chính vừa đến đã biết Giáo Hoàng đang ở trên lầu 4 gấp gấu bông. Quả thực là vậy, chắc do thần giao cách cảm giữa hai người. Không cần chào hỏi gì nhiều, Tư Thành trực tiếp đến chơi cùng Giáo Hoàng, sau đó lại nói về giải đấu sắp tới chắc chắn phải chơi hết mình để phân rõ thắng thua với đối phương. Lúc này ở nhà vì trời đang mưa nên quản lý bắt Đồng Giao mang ô đến trung tâm thương mại gần đó cho Tư Thành vì sợ anh bị cảm. Đến trung tâm mua sắm cô gọi điện luôn không liên lạc được với Tư Thành, cũng may gặp được anh phiên dịch viên đội bạn dẫn cô đến gặp Tư Thành. Giáo Hoàng tặng một bịch gấu lớn cho trợ lý, còn Tư Thành cũng đeo con gấu mà mình gắp được lên cổ Đồng Giao, cũng may mang hai chiếc ô nên mỗi bên một chiếc. Thấy cô ấy bị lạnh, nam chính liền cởi áo choàng cho cô. Lúc về đến nơi thì trời tạnh mưa, trước khi ai về nhà nấy Tư Thành đã trả lại cục Rubik cho Giáo Hoàng. Hẹn gặp lại nhau trên sàn thi đấu, hôm sau là ngày diễn ra bốc thăm chọn đội chơi đấu với nhau. Giản Dương khó chịu nhìn Đồng Giao ở bên người khác, Ngải Giai tự tin nói với bạn bè MC dẫn chương trình hôm nay là bạn gái của anh. MC mời nhà vô địch năm ngoái lên bốc chính là đội trưởng đội CK, Giản Dương bốc trúng bảng B. Tiếp theo là đội trưởng nhà ZGDX lên bốc trúng bảng A, tiếp theo là đội Hồng Tiễn và cuối cùng là đội IQCB. Giản Dương làm lố muốn ôm bà xã rồi mới chịu bốc thăm, anh bốc trúng là bảng B, kết quả của bốc thăm đã có. Trở về tổng bộ quản lý cho mọi người xem biểu đồ phát triển của Lục Nhạc và Đồng Giao, cả hai người đều ngang nhau nhưng Đồng Giao nhích hơn một chút. Nên cô sẽ là người mở đầu giải đấu Lục Nhạc dự bị cho Đồng Giao, ai cũng cổ vũ cô phải cố lên. Buổi tối hôm đó nữ chính đã ngồi nghiên cứu lối chơi của đội đối thủ. Các fan cũng ra sức cổ vũ tinh thần cho Đồng Giao, khiến cô càng thêm ý chí chiến đấu. Rất nhanh nơi diễn ra trận đấu đã được chuẩn bị sẵn sàng, các fan hâm mộ đã có mặt từ sớm để soát vé vào trong. Bố mẹ ở nhà cũng theo dõi trực tiếp qua màn hình TV, lần này lại là CK đấu với ZGDX. Đồng Giao lần đầu bước lên sân khấu lớn còn có chút hồi hộp, Tư Thành nhẹ nhàng đặt tay lên đầu an ủi cô. Hai người cùng nhau bước ra sân khấu chính, ánh đèn và tiếng người cổ vũ khiến Đồng Giao choáng váng. Sau một hồi giới thiệu thì ông MC cũng cho hai đội thi đấu. CK cấm Ngọc Tảo Tiền mà Đồng Giao giỏi nhất, bên ZGDX cũng cấm những nhân vật mà đội bạn đánh giỏi. Tư Thành chọn Hồ Yêu, Minh Thần can ngăn vì Hồ Yêu càng về sau càng yếu, nhưng Tư Thần chính vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên mới chọn. Vì anh cảm thấy đau đầu muốn nhanh về nhà ngủ, trận đấu chính thức bắt đầu, ZGDX đã đánh phủ đầu khiến CK chán nản. Giản Dương đã tiến vào đường giữa đánh tay đôi với Đồng Giao, nữ chính đấu với người từng dạy mình chơi không hề thua kém gì. Lão Ca đến cứu trợ cho Đồng Giao, hai người hợp cùng hợp sức đánh bại Giản Dương. Sau khi hồi sinh, Giản Dương đã lên đường trên phối hợp đồng đội đánh bại Lão Miêu. Đồng Giao cũng không hề kém cạnh, cô tập kích bất ngờ cùng Tư Thành đánh bại hoàn toàn đường dưới của CK. Bố mẹ ở nhà không hiểu gì nhưng nghe MC nói cũng biết được con gái mình chơi khá hay. Tư Thành chỉ huy rất nhanh gọn lẹ, tập hợp ở đường giữa đẩy trụ lính. ZGDX đã đẩy được cao địa nhắm vào căn cứ nổ tung rồi. Ván đầu tiên khai mạc ZGDX đã giành chiến thắng. Khán giả như vỡ tung đứng dậy hò hét. Vào trong phòng nghỉ huấn luyện viên trách Giản Dương vì sao không tập trung, còn cứ dâng mạng cho đối phương. Anh không thể trả lời chỉ biết bất lực xin lỗi. Bên phía ZGDX Tư Thành mệt quá ngủ thiếp đi. Nữ chính sờ lên trán mới biết anh bị sốt rồi, chắc là do hôm trước từ siêu thị trở về bị dính mưa.
Cả đội biết tin ai cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng hiệp 2 đã nhanh chóng bắt đầu. Nhìn cách đánh của Tư Thành, bình luận viên nhận ra, gà chiến nhà ZGDX trạng thái không tốt chút nào. Ngược lại, các thành viên của CK lại phối hợp rất ăn ý. CK chiếm ưu thế đã thả đại xà rồi, đồng dao không nghe lời một mình xông đến. Vậy mà cô đã hạ được hồ điệp khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người cũng lập tức kéo đến đánh cùng, CK nhanh chóng bị quét sạch. Bây giờ mọi người trong đội đều nghe theo sự chỉ huy của đồng dao, cũng là nói cô sinh ra trong người đã có máu lãnh đạo. Mọi người đánh chung ZGDX rất nhanh đã xóa sổ được trụ lính của đối thủ. Màn thứ hai ZGDX lại ngoạn ngục giành chiến thắng. Ba ở nhà cũng phải thán phục đồng dao hôm nay thật lợi hại. Hai ông MC lúc đầu còn cà khịa nay cũng thi nhau tâng bốc đồng dao. Đến cả lão ca ban đầu bài trừ nữ chính nay cũng phải khen ngợi cô. ZGDX đến bắt tay CK trước khi kết thúc trận đấu. Giản Dương cố tình nắm tay đồng dao lâu hơn một chút. Em đã mạnh mẽ hơn rồi tất nhiên. Ra khỏi sân khấu chính, đồng dao và Tư Thành được phóng viên bu lại hỏi. Đồng dao còn rất là kiệm lời vì lần đầu được phỏng vấn, thế nên Tư Thành đã trả lời giúp cô. Còn không kiệm lời khen cô chơi khá tốt. Trở vào bên trong phòng nghỉ, Tư Thành mệt nên đã về nhà trước. Quản lý nói đồng dao mau thay đồ đi chơi lễ hội hóa trang, nhưng cái bụng của nữ chính lại dở chứng nên cô đành từ chối. Quản lý Thụy gọi bác tài quay lại chở thêm đồng dao về chung. Cô vừa bước lên xe đã bị đội trưởng sao vậy, thấy cậu không khỏe nên cố tình xin về để chăm sóc. Tư Thành biết đồng dao không tốt bụng như thế nên cô đành nói thật là mình đến thắng rồi. Vừa về đến nhà, trên mạng đã bùng nổ tin giản thần nắm tay đồng dao lâu hơn một chút. Sau đó nữ chính lại nhận được tin nhắn của quản lý nhờ cô cho Tư Thành uống thuốc vì cậu ấy rất lười, không có người bắt ép sẽ không chịu uống. Đồng dao vốn không chịu nhưng vì lo lắng nếu đội trưởng ngỏm thì sẽ không còn ai chế ngự được Lục Nhạc nên đành vác thân xuống nhà lấy thuốc lên cho anh uống. Tư Thành muốn ngủ nhưng bị đồng dao ép dậy uống thuốc. Con gái đến thắng thật đáng sợ, tảng băng lớn như Tư Thành cũng phải khuất phục. Đã uống thuốc rồi còn bị ép phải ăn, Tư Thành chỉ muốn chết đi cho rồi. Do tiệm cháo gần nhà đã đóng cửa nên đồng dao sẽ nấu cháo cho anh. Đồng dao vác theo cái bụng đau đớn xuống nấu cháo, đôi khi đau quá mà cô phải ngồi sụp xuống. Tư Thành không yên tâm về cô cũng đi xuống theo phụ giúp. Anh nấu cháo xong rồi đặt tay lên đầu đồng dao nói cháo chín thì nhắn mình xuống ăn. Không ngờ anh lại biết con gái đến thắng chạm vào nước sẽ rất khó chịu. Đồng dao tò mò hỏi anh có bạn gái chưa vì nghĩ người có kinh nghiệm chăm sóc bạn gái mới biết điều này. Nhưng Tư Thành lại nói mình chưa hề có một cô bạn gái nào cả. Là do mẹ anh mỗi ngày đến thắng đều sẽ sai khiến con trai trong nhà nên anh mới hình thành thói quen này. Tư Thành còn nói anh sẽ không yêu đương tùy tiện, chỉ thích người chơi game giỏi hơn mình. Một lúc sau anh lại đi xuống bất ngờ đặt tay lên bụng đồng dao khiến cô đứng hình. Sau đó anh lên lầu lấy túi giữ nhiệt đổ nước nóng vào. Khóa lại cẩn thận đưa cho cô chườm bụng, cháo cũng đã chín, cả hai cùng nhau ngồi ăn để trả ơn anh chăm sóc mình. Đồng dao lập tức lấy lại 100% công lực, quyết định đến lượt mình chăm sóc Tư Thành, cô đẩy anh lên lầu. Sáng hôm sau các đồng đội đi chơi về, nhóc mập lên lầu tìm người một lúc sau lại hốt hoảng chạy xuống. Dù mọi người lên xem chuyện lạ khó tin cùng mình, mọi người đồng loạt chạy lên phòng của Tư Thành. Lục Nhạc ngó đầu vào trước cảnh tượng khiến cậu trợn tròn mắt ngại ngùng đi ra ngoài. Bên trong đồng dao và Tư Thành đã ngủ chung từ lúc nào không hay, hai người tỉnh ngủ bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng. Lúc này có tiếng người bên ngoài, đồng dao vội trốn trong chăn còn Tư Thành ra mở cửa. Anh nói đồng đội im lặng cho cô ấy ngủ. Vì giường của đồng dao bị bẩn nên mới qua đây tá túc nhờ. Minh thần đâu dễ tin tại sao ở chỗ này còn nhiều giường trống như vậy. Mà lại phải chạy sang ngủ chung giường với cậu. Lục Nhạc cũng không quên cà khịa anh trai mình khá lắm. Thường ngày im im mà nay ra tay thì lừa hẳn con gái người ta lên giường. Nhóc mập còn đòi báo cảnh sát. Đến khi Tư Thành hứa sẽ gọi cô ấy dậy đàng hoàng bọn họ mới chịu hài lòng bỏ đi. Nam chính vào lại bên trong thì đã thấy đồng dao trùm chăn ngồi bệt xuống sàn. Anh lật tấm chăn lên, nữ chính cũng dè dặt xin lỗi. Cô giải thích hôm qua mình lạnh quá nên leo lên giường lúc nào không hay. Tư Thành muốn kiểm tra xem chăn có bị bẩn hay không. Nhưng đồng dao lập tức mắc cỡ giành chăn với anh. Cô nói mình sẽ đem về phòng kiểm tra nếu bẩn sẽ giặt. Nhưng Tư Thành lại giỡn nhây cứ giành giật qua lại với con gái nhà người ta. Nhưng bất ngờ hai người bị rơi vào tư thế ngại ngùng. Đang bốn mắt nhìn nhau đầy e thẹn thì nhóc mập lại vô duyên chạy vào phòng. Cậu chứng kiến cảnh tượng này nên ngại dùng nam nữ chính. Đồng dao xấu hổ nên chuồn gấp. Đêm đó Tư Thành không thể ngủ, đầu óc cứ nhớ về hình dáng của đồng dao. Bên này nữ chính cũng không ngừng tương tư về anh. Sáng hôm sau các đồng đội khác đều đã thức dậy livestream với mọi người. Đồng dao tính toán cô phải bắt đầu live 30 tiếng mới đủ tiêu chuẩn nên lập tức mở máy lên. Bên kia Giản Dương nhận được thông báo lập tức vào xem live của bạn gái cũ. Vừa xem vừa tự mỉm cười bị đồng đội bắt gặp. Bên này đối thủ của đồng dao lại là A Thái nên Tư Thành sát bên cạnh chỉ cô cách chơi. Mới đầu còn suôn sẻ nhưng càng về sau anh càng nói nhiều chắc cô tại sao cứ thấy A Thái là lại bỏ chạy. Sau đó mới nói làm gì có A Thái nào. Đồng dao tức giận vì bị lừa, Tư Thành lại không yên miệng được. Anh vẫn còn nhớ bộ dạng run lẩy bẩy của em trên giường đó. Câu nói này khiến các đồng đội khác trợn tròn mắt kinh ngạc. Giản Dương xem live nghe được lời này thì vô cùng khó chịu. Tin tức cặp đôi Thành Giao thực sự ngủ chung giường đã được fan biến tấu thành một câu chuyện ngôn tình vô cùng lôi cuốn, đến nỗi đêm hôm Giản Dương phải chạy bộ đến trụ sở ZGDX. Mượn điện thoại bác bảo vệ gọi cho đồng dao xuống gặp, nữ chính nhường cho Lục Nhạc chơi vị trí của mình còn cô thì xuống gặp bạn trai cũ. Giản Dương cũng được bác bảo vệ cho vào, vì trụ sở của ZGDX ở cạnh đội của Ngải Giai.
nên cậu có thể chạy sang đưa điện thoại của bạn gái gọi đến cho Đồng Dao. Kim Dương nhắc con bạn ngốc nghếch của mình không được yêu lại người yêu cũ. Ủa thế bà đang yêu thằng nào đó bạn trai cũ chứ gì nữa. Lúc này Giản Dương cũng chạy vào đến đây, Đồng Dao vừa bước đến gần thì bị anh ta ôm chặt lại. Giản Dương say rồi, anh hỏi bạn gái cũ quen với Tư Thành thật sao. Đồng Dao phủ nhận nói đã giải thích rõ trên live rồi, đồng thời cô cũng nhắc lại chuyện của họ kết thúc rồi. Bên này Kim Dương biết thằng người yêu cũ đến làm phiền bé yêu nhà mình nên lập tức báo tin cho Tư Thành rằng bọn họ hôn nhau đến nơi rồi, khiến nam chính hết cả hồn lập tức bỏ game chạy xuống kiểm tra. Dưới này Giản Dương đang cầu xin Đồng Dao cho mình một cơ hội, hai người hãy quay lại từ đầu. Nhưng thật sự bây giờ Đồng Dao không còn giận anh ấy về chuyện trước kia nữa, mà cô đã không còn cảm xúc gì nữa rồi nên mới không quay lại. Giản Dương hứa năm nay anh cầm được cúp sẽ cầu hôn Đồng Dao, thì lúc này Tư Thành xuất hiện, anh mượn tiền của nữ chính để đi mua kẹo. Sau đó còn đứng lại nói với Giản Dương chiếc cúp năm nay sẽ thuộc về mình nên đừng có mơ. Vậy rồi lòng tự trọng khiến nam chính tiếp tục đi thẳng. Thế nên Giản Dương tiếp tục nói chuyện với bạn gái cũ, anh hỏi nữ chính nếu lúc đó mình không đi thi đấu chuyên nghiệp thì có phải sẽ không để mất cô hay không? Giản Dương à, ngay từ lúc đầu chúng ta đã không hợp nhau. Anh có ước mơ, em có mục tiêu riêng, không thể kề vai sát cánh bên nhau được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm bạn bè. Sau cùng Đồng Dao cũng chịu bỏ chặn Giản Dương. Biết mình không thể làm khó hay níu kéo cô ấy nữa nên Giản Dương cuối cùng cũng chấp nhận làm bạn bè. Trước khi đi anh cầu xin được ôm Đồng Dao lần cuối và được cô chấp nhận, thật đau lòng đã từng yêu nhau giờ chỉ còn là bạn bè. Nữ chính tiễn anh ra cửa đoạn đường cuối, Giản Dương vẫn còn không nỡ ngoái lại nhìn cô, quay lại quá khứ nhà họ chính là hàng xóm của nhau. Ngày đầu chào hỏi hai đứa trẻ đã thích nhau lớn lên lại yêu đậm sâu, thế mà giờ vì mục tiêu của hai người khi đó quá khác mà đánh mất đối phương. Giờ không còn yêu nữa rồi buông bỏ thôi, bên trong Tư Thành đã đứng đợi cô quay lại, vừa gặp anh đã hỏi dồn dập làm lành rồi à sao lại ôm nhau. Đồng Dao giải thích đó chỉ là cái ôm xác định là bạn bè, Tư Thành mới chịu bỏ qua cho cô mà đi vào bên trong. Về phòng Đồng Dao lập tức gọi điện cho bạn thân nói về biểu hiện này của Tư Thành, Kim Dương chắc chắn một điều thích chắc rồi chứ còn sao nữa. Chỉ có con ngốc như cậu mới không nhận ra, chính vì điều này mà khi ngủ Đồng Dao cũng mơ về đám cưới của mình và Tư Thành. Đang đến đoạn hôn nhau thì Đồng Dao sợ hãi bừng tỉnh, cô đã hạ quyết tâm không yêu đương với tuyển thủ game rồi. Nên lập tức đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh rồi mở máy lên tiếp tục nghiên cứu về đặc điểm của đội đối thủ. Qua sáng hôm sau, quản lý và Minh Thần thấy được cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ của Đồng Dao, liền khen cô siêng năng, các đồng đội khác phải học theo thế này. Họ nói cô đừng nghiên cứu đội KING nhiều quá mà phải tập trung vào IQCB vì đội này có thêm giáo hoàng tham gia rồi. Cô lập tức mở video huấn luyện của IQCB lên xem thì Tư Thành đến. Anh không lịch sự giống hai người kia mà trực tiếp giật lấy quyển sổ của Đồng Dao. Anh chê cô rảnh hơi xem mấy trận đấu nhỏ lẻ mà kết luận, thế nhưng rồi vẫn chu đáo mang đồ ăn ra cho cô lót dạ. Sau đó mọi người lại bắt đầu lên đường đi chinh chiến hiệp đấu thứ hai. Ở trận đấu này ZGDX sẽ đánh với KING. Người trên màn hình chính là đội trưởng A Quang với vai trò trong đội là đi rừng, tự tin lớn giọng sẽ đánh bại được ZGDX. Chưa chiến mà đã hiếu thắng thế này, bên đội ZGDX Minh Thần nhắc lại chiến thuật của mọi người là tập trung tấn công đi rừng của đối thủ. Trên màn hình lớn trận đấu chính thức bắt đầu, quản lý và Minh Thần hoàn toàn tin tưởng vào chiến lược của Đồng Dao đề ra. Vì Đồng Dao đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ, bình luận viên khó hiểu không biết chiến thuật là gì mà Lão Ca và Đồng Dao đều chui vào cỏ. Không đánh tiểu quái để lấy tài nguyên sao, bên đối thủ A Quang quyết định đi cướp rừng của đối phương. Thì ra Đồng Dao và Lão Ca đợi người đi rừng của đối thủ đến, rồi xông lên đánh hội đồng. Hai đánh một không chột thì cũng mất máu, A Quang bị tiêu diệt quay sang trách đồng đội canh đường dưới, không báo với mình Đồng Dao không còn ở đó. Đồng đội lại nghĩ cô rút về căn thành chứ đâu nghĩ xâm nhập vào rừng, bên này Lão Ca cũng phải khen Đồng Dao. Những thứ viết trong quyển sổ thật sự hữu ích đó chứ. Bình luận viên cũng nhận ra, đội ZGDX đã hoàn toàn nắm được chiến thuật của đối thủ. Rồi thắng thua chỉ là chuyện thời gian nữa thôi, bên KING chán nản loạn hết cả lên. ZGDX giành được chiến thắng ván đầu tiên rồi lại đến ván thứ hai, xuất sắc giành được tư cách để vào chung kết. Còn dẫn đầu số điểm bảng A, cả đội ai cũng hứng khởi và tự hào. Sau trận đấu này, các fan hâm mộ đều chê đội trưởng A Quang của KING kém cỏi khiến cậu phải trốn sau cầu thang bật khóc. Đồng Dao nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi cậu nhóc này, cậu bé còn nhỏ tuổi hơn cô mà đã đi được vào vòng này thì cũng vô cùng có tiềm năng trong tương lai. Thế nhưng bây giờ cả thế giới đối với A Quang như đã sụp đổ, cậu còn rất nhỏ nên không chịu được đả kích này. Em chỉ muốn nói rằng lúc đó thật sự không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời farm rồi chờ đánh nhóm không thể tập kích được, lần sau có sự chuẩn bị thì chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà fan hâm mộ quá khích đăng rất nhiều bài post chửi bới, khiến A Quang chẳng thể nói được gì. Đồng Dao có thể hiểu được khao khát muốn tham gia giải đấu chung kết và sự thất vọng tràn trề lúc này của A Quang. Cô ngồi xuống bên cạnh tâm sự cùng A Quang. Dù sao thì có người tâm sự nói ra hết nỗi lòng cũng tốt hơn rất nhiều. Nữ chính đã từng nghĩ mình vô cùng giỏi cho đến khi để thua A Thái. Lúc đó tâm trạng của cô cũng như rớt xuống vực sâu, thế nhưng thất bại chính là bài học và kinh nghiệm quý báu cho sau này. Điều chúng ta phải làm là ngừng yếu đuối và chơi tốt hơn ngày hôm qua. Đó chính là cách Đồng Dao vượt qua chướng ngại tâm lý. Nghe được những lời này, tâm trạng của A Quang cũng cảm thấy khá hơn đôi chút. Hai người cùng nhau ra bên ngoài thì gặp Tư Thành. Nãy giờ anh đã đứng đây nghe hết. Tư Thành mắng Đồng Dao không nghe máy khiến mọi người phải chờ đợi. Thấy thái độ tức giận của anh như vậy, A Quang biết điều xin phép đi trước.
Đợi cậu bé rời đi, Tư Thành bắt đầu bộc lộ suy nghĩ thật. Anh nói Đồng Dao đang đi thu phục người khác hay sao? Nhìn ánh mắt của cậu bé đó rõ ràng là đã bị em thuần phục. Em đánh hai trận thì cả hai đội trưởng đều về phía em là ý gì chứ? Anh Tư Thành như vậy là đang ghen chắc luôn. Cả hai ra xe trở về với mọi người. Trên đường đi, Đồng Dao nhớ lại những lời khuyên của mình dành cho A Quang. Rồi cô chợt nhận ra chính bản thân mình cũng phải bước qua bóng đen tâm lý, thế nên đã đi đến chỗ Tư Thành, yêu cầu anh hãy xếp kèo cho mình đấu với A Thái một lần nữa, khiến mọi người trên xe đều kinh ngạc. Tư Thành đồng ý nhưng quản lý từ chối. Minh Thần cũng lo lắng vì họ còn hai giải đấu nữa, nếu bị thua cuộc tâm trạng Đồng Dao sa sút thì sao? Nhưng Đồng Dao đã quyết nên Tư Thành nhắn tin hẹn lịch giúp cô. Họ cũng nhanh chóng rep lại là mai xét kèo ngay, mọi người đều cổ vũ Đồng Dao hãy cố lên nhé. Cô cũng nghiêm túc nghiên cứu lại những ghi chép mình đã viết về TAT. Trước khi bắt đầu trận đấu, Đồng Dao phải đi vệ sinh trước đã, nhưng Tư Thành không cho vì trận đấu bắt đầu rồi, miệng thì bảo mình ổn nhưng trong lòng thì lo đến nỗi không thấy chuột đâu, khiến Tư Thành phải đặt tay lên tay cô di chuột từ từ để cho cô thấy nó vẫn đang hiện hữu trên màn hình. Tư Thành an ủi cô đừng căng thẳng như vậy, Đồng Dao cũng học theo cách anh chỉ nhắm mắt lại và hít sâu. Trận đấu bắt đầu lần này ZGDX được chọn nhân vật, nhưng Đồng Dao vẫn quyết định lấy Bỉ Ngạn Hoa từng khiến cô thua vì không muốn lệ thuộc vào Ngọc Tảo Tiền như trước kia, nhưng khi vào trận đấu có A Thái cô vẫn không dám đi xa khỏi trụ. Tư Thành nhắc nhở Đồng Dao ngừng sợ hãi, nhưng khi địch đến cô lại chạy. Đồng Dao mạnh mẽ như thế nhưng bây giờ chỉ muốn mọi người trong đội mau đến bảo vệ mình. Đi rừng ra phụ thì Đồng Dao lại trốn. Nhóc mập chết rồi nên cô rút lui thì bị Tư Thành ngăn lại. Anh cho Lão Miêu đến chi viện, nhưng rất nhanh Lão Miêu cũng bị đối thủ hạ. Không ngờ Tư Thành cũng bị hạ. Đồng Dao lúc này chỉ muốn rút về thành đợi mọi người hồi sinh, nhưng Nam Chính lại muốn cô trực tiếp đẩy trụ luôn. Một đấu một với A Thái thắng thì vinh quang, thua thì thôi. Nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng của anh, Đồng Dao quyết định liều một phen. Cô né được một đòn của A Thái nhưng bị dính chưởng thứ hai, những chiêu tung ra đều không trúng, đối phương bị áp đảo phải đi lùi. A Thái tung một chiêu cuối đánh bay Đồng Dao lên không trung, mọi người đều nghĩ cô đã thua nên an ủi, không có gì phải buồn, buồn thì buồn một chút thôi. Nhưng nào ngờ Đồng Dao lại lật kèo vài phút cuối, cô không cam tâm để mình thua dễ dàng như vậy được. Nhân vật của cô ảo ma bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ, chơi sống còn với đối thủ. Bao vây hồ ly trong vòng tam giác lồng đèn ông sao, đi ngang qua lườm nó một cái nhẹ rồi ngọn lửa hận thù bùng cháy, hạ đo ván đối phương. Cuối cùng là phá trụ và giành chiến thắng lần này, mọi người đều vô cùng bất ngờ trước cú lật kèo ảo ma này, nhưng Đồng Dao đã thật sự đánh bại được ác quỷ A Thái rồi. Cô xúc động đến bật khóc, tay vẫn còn nhấn chuột không tin vào sự thật này. Các anh lớn đến vây quanh em út nói cô đã rất mạnh mẽ rồi. Để ăn mừng Đồng Dao đã chiến thắng chính mình và chiến thắng đối thủ, cả đội đã đi ăn mừng. Ở trên xe, Đồng Dao xem được đoạn phỏng vấn hôm qua của Tư Thành. Anh khen cô rất giỏi và còn mỉm cười. Đúng là chuyện lạ khó tin, thế nhưng Tư Thành lại nói, đó đều là kịch bản đã được phóng viên soạn ra hết, nhưng nhanh chóng bị quản lý vạch trần. Đó đều là lời thật lòng của đội trưởng đó, thích người ta rồi mà còn ngại, nhục nhã quá nên Tư Thành giấu luôn điện thoại của Đồng Dao. Không ngờ xe đi trúng ổ gà bị sốc khiến nữ chính ngã nhào vào lòng nam chính, trái tim hai người lại lần thứ N đập thình thịch, các thành viên khác trong đội mắt tròn xoe. Còn Lục Nhạc lại nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, Đồng Dao lập tức đứng dậy lấy lại điện thoại rồi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, còn Lục Nhạc cũng gửi hình ảnh này cho mẹ mình xem. Cuối cùng cũng đến điểm ăn uống, cả đội cùng nhau nướng thịt ngoài trời thì bà Lục gọi đến cho con cả. Lục Nhạc nói Đồng Dao hãy nghe máy vì cuộc gọi này chắc chắn là gọi cho cô. Nhưng cô lại tưởng đó là bạn gái của Tư Thành, khi anh nghe máy giọng điệu vô cùng thân mật nên cô càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng mà đâu biết đầu dây bên kia mẹ Lục đã hỏi đến chuyện con dâu như thế nào. Đồng Dao cứ nghe Tư Thành nói chuyện với mẹ mà không nhịn được phải vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương, tự nhủ bản thân không được ghen tị với bạn gái của anh ấy. Sau khi ra ngoài còn chủ động giúp mọi người nướng thịt, Tư Thành đã cố tắt máy nhưng mẹ cứ liên tục gọi đến. Đồng Dao nướng thịt bên trong, nghe mọi người nói về người mẹ của Tư Thành đã nôn nóng con trai lập gia đình lắm rồi, cô mới biết đó là mẹ anh nên bưng dĩa thịt ra cho mọi người. Không gọi được cho con trai cả nên bà Lục gọi cho con út, bảo nó đưa máy cho anh nói chuyện. Tư Thành vừa nghe máy mẹ đã giục anh đi xem mắt, nhưng anh say no ngay lập tức, anh là trai thẳng 100% nhưng chỉ muốn đấu game lấy giải chứ không muốn lấy vợ. Tư Thành cúp máy để cho Lục Nhạc gây ra chuyện này giải quyết, cậu em trai liền gọi cho mẹ nói bà đừng làm loạn, nhưng cũng nhanh chóng phải cục pha vì mẹ bảo. Nếu anh còn nói thêm câu nào thì sẽ cho cả hai anh em đi xem mắt. Lục Nhạc cho anh biết đối tượng xem mắt của anh là một tiểu thư đài cát, mới đi du học bên Mỹ về tên là Tô Lạc bằng tuổi Tư Thành. Nam chính lén nhìn biểu hiện thất vọng hiện rõ trên mặt của Đồng Dao, sau đó lập tức gọi điện cho mẹ từ chối cuộc mai mối này. Sau một đêm ăn chơi xả láng, hôm sau chiến đội tiếp tục quay về nghiên cứu chiến thuật đấu với FNC. Đồng Dao không bao giờ khinh địch. Cô lại tiếp tục thức đêm để nghiên cứu chiến thuật của đội này, trong các buổi học cũng vô cùng nghiêm túc, trong các buổi luyện tập cũng phối hợp ăn ý với Lão Ca giành chiến thắng. Sau đó nữ chính ngồi bàn chiến thuật với Minh Thần, đang bàn luận sôi nổi thì Đồng Dao thấy Tư Thành muốn đi đâu đó. Cô không nhịn được liền hỏi anh đi đâu, Tư Thành cũng ngoan ngoãn khai ra là mẹ anh đã hẹn cô gái kia, buộc anh phải đến đó cho lịch sự. Nam chính còn không quên đem dép đến cho Đồng Dao đeo, đi chân trần để lạnh dễ bị đau bụng. Nam chính theo địa chỉ mẹ gửi đến điểm hẹn với Tô Lạc.
Diện mạo của cô đúng chuẩn một tiểu thư đài các. Tô Lạc vừa nhìn thấy Tư Thành đã ưng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tư Thành đến đây với mục đích đưa cô về nhà chứ xem mắt quần què gì. Nhưng Tô Lạc vẫn xin chút thời gian vào phòng vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm sao cho thật xinh đẹp. Cô còn không quên nói chuyện với mẹ, bày tỏ người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Sau đó cũng lén tra thông tin về anh khi biết anh vô cùng nổi tiếng trong nước. Mức độ hài lòng của Tô Lạc lại tăng lên gấp đôi. Ở ngoài Tư Thành đang phải báo cáo tình hình với Đồng Dao. Cách nhắn tin này có khác nào kiểu bạn gái đang tra hỏi người yêu đang đi chơi với con nào đâu. Tô Lạc đi ra nhưng Tư Thành chỉ liếc nhìn một cái cho lịch sự, rồi gọi phục vụ thanh toán tiền nước. Hành động nhỏ càng ghi điểm trong mắt cô. Tư Thành dẫn Tô Lạc về, nhưng giữa đường anh nhớ đến quán ăn mà Đồng Dao gợi ý, nên đã hỏi Tô Lạc muốn ăn không. Cô nói mình không quen ăn đồ dầu mỡ dọc đường, nhưng nam chính mặc kệ, anh cứ đi lên phía trước. Anh mua một phần mang về nói là cho thỏ ở nhà ăn. Đồ ăn giao đến tay thì trời mưa to, nhưng Tư Thành mặc kệ vẫn chạy đi lấy xe. Những cô gái bên cạnh cảm thấy ganh tị vì nghĩ đó là bạn trai Tô Lạc. Khi lên xe, Tô Lạc đã chủ động hẹn Tư Thành đi chơi, nhưng anh thẳng thắn từ chối nói chúng ta không hợp nhau, khiến Tô Lạc thất vọng ngang. Ở nhà, Đồng Dao đang như người thất thần vì chờ đợi mãi mà không thấy Tư Thành về. Các đồng đội cũng nhận ra tâm tình của cô mà cười tủm tỉm. Lên phòng, cô lập tức gọi điện cho bạn thân tâm sự. Đối tượng xem mắt của anh ấy hơn cô gấp 10 lần, chân dài nhà giàu đi du học Mỹ. Nhưng trong mắt bạn thân, Đồng Dao mới là đẹp nhất, nên khuyên cô hãy tự tin lên, nhỡ đâu Tư Thành thích người lùn thì sao. Nghe tiếng mở cửa dưới nhà, Đồng Dao lập tức vui vẻ chạy xuống. Tư Thành đã về rồi, anh còn mang đồ ăn vặt cho cô. Em trai ruột thì lại không có gì cho phải đi tranh giành với Đồng Dao. Rất nhanh, giải vô địch toàn quốc bảng A đã diễn ra, ZGDX đấu với FNC. Trước khi vào trận đấu, ban tổ chức còn chiêu đãi người hâm mộ đoạn video lần trước Đồng Dao nói với đồng đội cô đau bụng, muốn đi vệ sinh, khiến khán giả cười ngả nghiêng cười bò. Đồng Dao thì chỉ muốn nhai đầu ban tổ chức cho xong. Bước lên sân khấu, Đồng Dao chỉ biết che mặt lại, nhục nhã muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui vào. Trận đấu bắt đầu, mới vào trận người đi rừng Kun lại không chọn đi rừng mà lại nấp vào bụi cỏ ở đường giữa, đánh cho Đồng Dao mất 1/3 số máu, khiến cô phải nhanh chóng chạy về trụ. Rõ ràng Kun liên tục nhắm đến Đồng Dao, cũng may lão ca đã kịp thời chạy đến ứng cứu, giúp cho đại thiên cầu của cô an toàn. Đồng Dao cũng lập tức phản công, cô muốn trả thù đối phương nhưng đã bị Tư Thành kiềm chế phẫn nộ lại, nhắc cô không được đi sâu vào rừng. Quả nhiên Kun từ bụi cỏ lao ra, khiến cho Đồng Dao mất một mạng, người đi rừng lại cứ nhắm vào người đường giữa. Khi Đồng Dao hồi sinh, Kun lại một lần nữa nhắm vào cô, khiến cô sống chưa được 3 giây lại phải treo máy. Kun không ăn rừng, không cần tài nguyên, chỉ nhắm vào Đồng Dao. Lần thứ 3 cũng tương tự, khiến cô nổi giận đùng đùng. Kun ngó lơ sự xuất hiện của Tư Thành, cũng chẳng cần đại xà mà tiếp tục truy sát Đồng Dao, là ý gì đây? Lúc này ZGDX cũng lấy được đại xà, do đó mà thắng được trận này. Tuy nhiên trong trận đấu này, Đồng Dao hết chạy lại bị chết, nên cô tức giận bỏ vào trong. Không ngờ Kun đội đối thủ cũng mò vào phòng nghỉ của ZGDX. Anh trực tiếp đi đến cạnh Đồng Dao rồi rủ cô livestream cùng mình, khiến các đồng đội khác chẳng hiểu kiểu gì. Kun thích thú khi được fan ghép đôi với Đồng Dao, khiến Tư Thành khó chịu, ấn máy quay của anh ta xuống. Không cho livestream thì mình xin WeChat. Sau khi quét được mã, Kun mới chịu đi về. Trước khi đi còn bắn tim mới chịu cơ. Hiệp 2 bắt đầu, để trả thù tội dám ve vãn crush của mình, nên Tư Thành đã đánh cho Kun không ngóc đầu lên được. Bây giờ đến lượt Kun cay cú vì cứ bị dìm. Cậu vừa đuổi kịp Đồng Dao đã bị Tư Thành một chiêu lấy mạng, khiến bình luận viên và khán đài bùng nổ. Đồng đội ZGDX liên tục càn quét trận địa, khiến trụ FNC vỡ tung. ZGDX chiến thắng vòng loại với tỷ số 2-0. Lúc đến bắt tay giao hữu, Kun cố ý nắm tay Đồng Dao lâu hơn một chút, sau đó còn như mất hồn nhìn theo cô. Sau đó Kun còn đợi sẵn ở xe của ZGDX để xin đi ăn cơm ké. Sau khi được đồng ý, cậu lập tức chạy lên xe ngồi, ngó nghiêng tìm vị trí của Đồng Dao. Nữ chính vừa ngồi xuống ghế, Kun đã vui vẻ quay sang nhìn cô mỉm cười, khiến Tư Thành ghen thật rồi. Anh lập tức yêu cầu nhóc mập đổi vị trí cho mình. Lúc Lục Nhạc lên xe thì ngơ ngác, nó ngồi đó vậy, em ngồi đâu? Kết quả xe lăn bánh, Kun và Lục Nhạc ngồi chung một chỗ. Lục Nhạc khó chịu vì bị chiếm tiện nghi, còn Kun lại vui vẻ dùng phần mềm dịch nhắn tin với Đồng Dao vì cậu là người Hàn không biết tiếng Trung. Nữ chính vô cùng bất lực, chỉ biết cầm điện thoại cầu cứu Tư Thành, còn Kun không biết nói tiếng Trung nên chỉ có thể nhìn cô cười. Tư Thành cuối cùng cũng chịu ra tay, anh nói tiếng Hàn rằng Đồng Dao là người của anh, đừng động vào. Đến quán ăn, trong khi mọi người đang ăn thịt bò thì Tư Thành lại bị Kun lôi ra ngoài nói chuyện. Cậu tưởng ông anh này bị bê đê vì trước giờ có thấy chơi với đứa con gái nào đâu, vậy mà giờ đi giành crush với cậu. Nhưng Tư Thành nói trước sau gì cô ấy cũng là của anh nên đừng mơ tưởng nữa. Thế thì hiện tại cô ấy vẫn chưa là của anh, nên Kun lập tức cúi đầu van xin anh nhường cho mình, hứa sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nhưng Tư Thành nói không là không, Kun ôm tay năn nỉ nhưng nam chính vẫn không nể tình đồng đội cũ. Mày nói nữa là tao cho ăn đấm. Cuối cùng hai người cũng chịu vào trong, Kun ủ rũ chẳng thèm nhìn ai, khiến Đồng Dao hiểu lầm là Tư Thành bắt nạt cậu ấy. Vậy mà mới được Đồng Dao gắp cho một miếng, Kun đã tươi cười trở lại. Chưa cười được lâu, Tư Thành đã lấy đũa gắp mất miếng thịt đó, hiểu chuyện gì liền. Qua ngày hôm sau, Kim Dương hẹn Đồng Dao đến căn hộ mới của mình tham quan. Phú bà như cô ấy vì để được ở gần bạn trai mà đã thuê luôn căn hộ này ở kế bên biệt thự 5 sao của trụ sở bọn họ, muốn rủ Đồng Dao sang ở cùng, nhưng cô cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống người có tiền nên ở chỗ kia vẫn hơn. Sau đó cô cũng đưa đoạn ghi âm mà Tư Thành gửi cho Kun nhờ Kim Dương dịch hộ.
Nghe nội dung cô ấy là người của anh khiến Đồng Dao hết hồn. Lúc này Tư Thành nhận được tin nhắn của Tô Lạc gửi. Cô nói đã mua vé để xem trận đấu của đội Tư Thành. Tư Thành xuống hỏi em trai. Tại sao cô gái kia lại biết số của anh? Sau một câu uy hiếp Lục Nhạc không dám ăn nói xả lơ nữa, anh thành khẩn khai báo. Mẹ Lục bắt phải thêm WeChat của Tô Lạc vào điện thoại Tư Thành. Chưa xong chuyện này thì Kun lại gọi đến. Cậu nói cuối tuần này sẽ đi xem trận đấu của anh. Nếu thấy Tư Thành và Đồng Dao không thân thiết với nhau, cậu sẽ tiếp tục tấn công cô vì tình yêu mà Kun không sợ Tư Thành nữa. Lúc này Đồng Dao lại vừa hay về nhà. Cô trách Tư Thành, tại sao lại chặn mất vận đào hoa của đồng đội như vậy chứ? Bị phát hiện Tư Thành ngại nhưng vẫn phải làm mặt lạnh rời đi. Khi biết Tư Thành xem mình là người của anh rồi, Đồng Dao bắt đầu lén lút để ý anh khắp mọi nơi, còn cố tình dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Mượn cớ là con mèo của cô không thích ăn nên anh mới được hưởng đó. Tư Thành cũng không nói nhiều mà chấp nhận bữa ăn của con mèo này. Anh nói về việc Kun sẽ xem trận đấu của đội họ và sẽ biết được chuyện Tư Thành nói là giả. Đến lúc đó cậu ta sẽ tán tỉnh Đồng Dao không thôi. Ở Hàn Quốc trong chiến đội TAT, Tư Thành cũng là trưởng bối của Kun nên người của anh cậu ta không được phép đụng vào. Thế nên anh mới dùng cách này khiến Kun không nhắn tin cho Đồng Dao nữa. Sau khi đã giải thích rõ, Tư Thành mới bắt đầu ăn. Anh khen trứng rán ngon khiến Đồng Dao vô cùng vui. Rất nhanh trận đấu tiếp theo đã diễn ra, tiểu thư Tô Lạc lái hẳn một chiếc xe xịn đến xem. Cô còn chu đáo chuẩn bị một bó hoa to để tặng cho Grad. Cánh báo chí thấy vậy thì thi nhau chụp ảnh. Tô Lạc hiên ngang bước vào trong, cô chọn chỗ vừa khéo ngồi cạnh Kun. Đồng Dao ngó đầu ra thấy Kun, tiện thể cô cũng chỉ cho Tư Thành thấy đối tượng xem mắt của anh, thấy Kun cứ mãi nhìn nữ chính. Tư Thành đã đặt nhẹ tay lên đầu cô để khẳng định chủ quyền. Các fan hâm mộ thấy thế nhốn nháo hết cả lên, Kun và Tô Lạc cũng ngơ ngác thoáng chút đau lòng. Tư Thành nói nếu Đồng Dao còn liếc mắt đưa tình Kun nữa, anh sẽ không ngại hôn cô theo kiểu Pháp trước mặt cậu ta đâu. Đồng Dao nói mình không liếc mắt gì cả. Sau đó lại nhìn cô tiểu thư kia hỏi như vậy có ảnh hưởng đến anh và cô ấy không. Tư Thành nói rõ mình đã từ chối nhưng cô ấy nói không bỏ cuộc nên anh cũng chẳng biết phải làm sao. Trận đấu chính thức bắt đầu, ở nhà Kim Dương và bạn trai cũng đang theo dõi trực tiếp. Thấy hướng cam lia về phía khán giả, bọn họ có thể đoán được trận đấu hôm nay sẽ cực kỳ kịch tính. Tư Thành lạnh lùng đối tượng xem bắt nóng bỏng, nấm lùn Đồng Dao và chàng trai thích thầm cô ấy Kun. Quay về với trận đấu hiệp 1, ZGDX đã giành được chiến thắng. Kun hô hò tên của Đồng Dao, còn Tô Lạc mang hoa lên tặng Tư Thành. Đồng Dao thấy thế liền giữ tay anh lại nói anh mau cúi xuống gần mình. Đồng Dao lấy từ mắt anh cọng lông mi rớt khiến Tư Thành mỉm cười. Đây chính là cách đánh dấu chủ quyền của nữ chính. Thấy hai người nhìn nhau cười, Tô Lạc thất vọng làm rơi bó hoa, nhưng thật ra nãy giờ chỉ là Đồng Dao tưởng tượng ra, cô chỉ dám đi trước nhường chỗ cho Tư Thành và Tô Lạc. Vậy mà một lúc sau Tư Thành cũng chấp nhận ôm bó hoa đó về phòng nghỉ. Lục Nhạc nói là vợ chưa cưới tặng đó khiến mọi người được phen kinh ngạc. Nhóc mập hỏi vậy Đồng Dao đã ngủ chung một giường thì tính là gì, lão ca cũng tặng cô một bài ca thất tình. Sau đó là mọi người đồng thanh khiến Đồng Dao hét lên ngăn lại mới thôi. Lúc này lại nhảy đâu ra một côn chạy vào đưa đồ ăn tiếp sức cho nữ chính, còn vừa nói vừa mỉm cười khiến Tư Thành nổi cơn ghen đuổi đi. Trận đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu, ZGDX nhanh chóng mở combat tổng giành chiến thắng. ZGDX đứng trên sân khấu chào tạm biệt khán giả. Lúc rời đi, nhóc mập vô tình đạp vào giày khiến Đồng Dao té nhào, nhưng Tư Thành đã nhanh chóng đỡ cô, khiến khán đài như vỡ tung. Gì đây, công khai quá mức rồi. Dưới con mắt của hàng nghìn khán giả mà hai người này đã ôm nhau trong một phút rồi, đến cả nhóc mập cũng phải nhắc nhở tém cái nết lại. Đồng Dao muốn Tư Thành thả mình xuống nhưng anh trực tiếp bế cô vào trong luôn, khiến Kun và Tô Lạc ngồi bên dưới kẻ thì trợn mắt kẻ thì thất vọng. Nam chính bế nữ chính đến trước phóng viên rồi thả cô xuống đó mà bỏ đi. Đồng Dao lần đầu trả lời phỏng vấn nên còn hơi run, nhưng nhìn những khán giả yêu thích mình bên dưới, Đồng Dao cuối cùng cũng mở lòng nói ra trải nghiệm khi trở thành nữ game thủ đầu tiên của ZGDX. Lúc đầu cô không thích nghi được nhưng sau đó nhờ sự nhiệt tình của mọi người đã khiến cô cởi mở hơn rất nhiều. Những lần sát cánh bên nhau, luyện tập cùng nhau, vui buồn có nhau, cô rất trân trọng quãng thời gian này, cảm ơn vì tất cả. Đây cũng chính là lý do Tư Thành để cô phát biểu thay cho đội trưởng là mình. Anh muốn khán giả hiểu Đồng Dao hơn và yêu thương cô hơn. Sau đó Đồng Dao cũng giải thích sự cố bị đứt dép nên đội trưởng mới phải bế mình và phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò với Tư Thành ngay trên sóng truyền hình. Cô còn hứa nếu sau này Tư Thành thích mình, cô sẽ hét thật to lên cho mọi người biết. Sau khi kết thúc thi đấu ở đây, thiếu gia Tư Thành nổi lòng tốt dẫn cả đội đi mua giày. Nhóc mập chọn chúng một đôi vừa với thẩm mỹ của cả đội, thế là mọi người đều lập tức nói size của mình ra để Tư Thành mua. Nữ nhân viên mang size nhỏ nhất ra cho Đồng Dao, nói cô mang đôi này rất hợp làm giày cặp với Tư Thành, khiến Đồng Dao lập tức muốn đổi đôi khác nhưng đã bị Tư Thành ngăn lại, anh chốt đôi này. Tin đồn về bạn gái bí mật của Tư Thành kèm ảnh chụp Tô Lạc đã lên hot Weibo, chưa gì mà Tô Lạc đã tự chạy đến tận đây tìm Tư Thành. Cô ấy nhất quyết muốn mời Tư Thành ăn cơm, nhưng anh chỉ nói không rảnh rồi đi luôn. Tô Lạc còn muốn đuổi theo nhưng bị Lục Nhạc ngăn lại. Anh trách cô cố ý tặng hoa để tạo scandal cho Tư Thành, nhưng Tô Lạc kêu căng nghĩ mình còn hơn mấy fan nữ kia, rất xứng với Tư Thành mà. Thấy nhỏ này chơi chẽn quá nên Lục Thành xóa kết bạn với cô ta và cũng cảnh cáo cô mau xóa kết bạn và đừng làm phiền anh mình nữa, sau đó bỏ chạy theo đồng đội. Trở về trụ sở ZGDX, Đồng Dao nghe lời bạn thân nói được người khác tặng giày là không tốt, phải bù lại ít tiền với người đó để trừ tà, nên cô đưa cho Tư Thành đồng xu của mình.
Anh chê cô quê mùa nhưng khi đồng dao đòi lại thì anh lại nhét nó vào heo. Tư Thành livestream giải thích rõ với fan hâm mộ, cô gái kia chỉ là người nhà ép đi xem mắt nhưng anh từ chối rồi. Đồng thời WeChat cũng xóa lâu rồi, sau đó còn rủ đồng dao solo ngay trên sóng. Đồng đội phấn khích vây lại cổ vũ hai người, ai thua sẽ phải mời cả đội đi ăn tôm đất khiến đồng dao rén ngang. Nhất định cô phải thắng, để yên tâm chơi game Tư Thành còn tắt luôn bình luận trên màn hình, khiến fan không ho he được gì nữa. Luật của solo là mất 3 mạng hoặc bị đẩy trụ là thua, đồng thời cũng không được sử dụng tức thần sở trường của mình để đánh. Trận đấu bắt đầu Tư Thành đánh quyết liệt nhất định không nhường, anh dồn cô bẹp dí vào vách núi nhưng bị đồng dao đấm một phát để thoát ra. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay tử thần, không sao mình còn 2 mạng mà, ở hiệp 2 đồng dao giành chiến thắng. Đến hiệp 3 cả hai đều tung ra hết skill của mình, nhưng đồng dao vẫn thua, không sao dù gì cũng hòa 2-2 vẫn còn cơ hội. Trận tiếp theo mấy ông anh bên cạnh liên tục nhắc đến tôm đất, khiến đồng dao đã bắt đầu sót cho ví của mình. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng go, các đồng đội thi nhau cổ vũ cho cô em gái nhỏ, nhưng hình như không dễ ăn được Tư Thành. Cuối cùng đồng dao lại bùng nổ sức mạnh liên tục tung quả cầu lửa, khiến Tư Thành né muốn tăng xông, cuối cùng tung anh lên không trung rồi đánh cho bẹp dí. Sau đó bóp cổ kết liễu chiến thần Tư Thành, thắng rồi tôm đất là do Tư Thành bao ăn. Lúc này một số lạ gọi đến là Tô Lạc, mang tiếng là ăn học đàng hoàng mà sao mê trai đánh mất liêm sỉ thế không biết, rõ ràng đã chặn rồi còn dùng số điện thoại khác gọi đến hẹn Tư Thành đi ăn lần cuối. Anh đồng ý đi để chấm dứt luôn một lần. Các thành viên còn lại rủ nhau đi tập gym trước, vì đến khuya mới được ăn tôm đất rồi, chỉ còn lại nam nữ chính. Đồng dao muốn nói chuyện nhưng Tư Thành không trả lời, nhìn màn hình mới biết anh đang nghe lít nhạc của cô. Thấy vậy nữ chính liền nói nhỏ, em không muốn anh đi gặp cô ấy, khiến Tư Thành dừng chơi. Câu này anh đã nghe được vì từ nãy đến giờ anh đeo tai nghe cho vui. Cô lên phòng tìm bạn thân tâm sự. Kim Dương nghe về trận solo lập tức cho rằng Tư Thành nhường cô bạn của mình, chứ ngốc như vậy làm sao mà thắng. Thế nhưng người trực tiếp trong trận đấu như đồng dao mới biết, lúc đó Tư Thành chỉ muốn dồn cô vào chỗ chết mà giành chiến thắng, chứ nhường một chút đã may. Kim Dương cũng nói trong trường hợp này, đã là con gái thì dù thích cỡ nào cũng không được hấp tấp chủ động trước, phải để việc này cho đàn ông làm. Nếu anh ta vẫn chậm chạp không có động thái gì thì đích thị là đồng dao đang ảo tưởng rồi. Nghe vậy đồng dao cúp máy xuống nhà xem Tư Thành đã đi chưa, nhưng không ngờ anh vẫn đang nằm trên ghế. Không phải anh nói đi sao, có người không muốn tôi đi, nghe hết rồi à? Ừ, có bị điếc đâu, em chỉ là nói bừa thôi, đang khó xử thì may mắn quản lý chạy đến đưa mèo đi ăn. Nhân cơ hội này đồng dao cũng chuồn gấp, quản lý hỏi Tư Thành không đi cho con gái nhà người ta leo cây như vậy không thấy kỳ sao. Nhưng anh nói đã chuyển địa điểm gặp mặt ở trước cổng trụ sở, đỡ phải lái xe ra ngoài mất công. Tư Thành thấy cũng sát giờ hẹn rồi nên ra ngoài thì gặp đội hàng xóm đến cà khịa. Trận solo kia rõ ràng anh cố tình thua nhường phần thắng cho Grad, nhưng Tư Thành nói mình không hề nhường. Đồng dao đã thắng tôi, giờ cô ấy muốn thay thế vị trí của tôi độc chiến cả đội, thế nên tôi không hề nhường cô ấy. Sau đó Tư Thành ra nói chuyện với Tô Lạc, cô tiểu thư tỏ ra vẻ bị tổn thương vì không biết nên lỡ làm quá ở giải thi đấu, kết quả bị các fan của anh tìm được WeChat mắng cô ấy không biết xấu hổ. Tư Thành xin lỗi nhưng Tô Lạc nói đó không phải do anh mà là do fan của anh, tất cả đều đổ lỗi lên đầu người hâm mộ khiến Tư Thành khó chịu. Cô ta tiếp tục bày tỏ mình sẵn sàng học tập và tìm hiểu về ngành game để có thể tiến xa hơn với anh, nhưng Tư Thành nói sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nếu là cô gái mà anh ấy chọn thì không cần phải tìm hiểu gì về game, anh sẽ cố bảo vệ cô ấy thật tốt, nhưng đó không phải Tô Lạc. Chúng ta không hợp đâu, có chỗ nào không hợp chứ? Gia cảnh, ngoại hình, trí tuệ, chiều cao, rốt cuộc anh thích cô gái thế nào chứ? Tư Thành trả lời ngay, cô ấy phải chơi game giỏi hơn tôi. Nói đến đây anh cảm thấy đã quá đủ nên tạm biệt đi vào trong. Ở trong nhà mọi người đều đã đói meo, đồng dao nhận cơ hội này chạy ra ngoài để xem Tư Thành nói gì mà lâu thế thì đã thấy anh đi vào. Cô nói nhóc mập đã đói rồi nên mình mới ra gọi anh. Tư Thành cũng lập tức lái xe chở đồng dao đi mua. Bà chủ vừa gói hàng vừa hỏi kia có phải bạn gái của cậu không? Tư Thành nói không, chỉ là đồng đội. Thế à, tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn cậu như là nhìn chồng vậy. Nếu không thích con gái người ta thì nói thẳng đừng làm cô ấy đau lòng. Tư Thành không trả lời mà chỉ quay lại nhìn đồng dao, rồi anh xách đồ đi về. Trên đường ra xe, Tư Thành do chơi game lâu nên tay có chút mỏi, liền đặt đồ ăn xuống nghỉ ngơi. Đồng dao thấy vậy thì lo lắng lập tức xách đồ ăn thay anh. Anh muốn giành lại thì cô đã chạy luôn ra xe. Tư Thành chỉ biết mỉm cười nhìn theo, cất đồ ăn vào cốp. Anh xoa đầu đồng dao cảm ơn vì đây là lần đầu có cô bé chăm sóc mình. Trên xe hai người bất giác đưa mắt nhìn đối phương. Trong không gian ái muội thế này, nữ chính muốn nói anh thành hình như em thì liền bị Tư Thành ngăn lại. Anh hỏi cô có muốn mở nhạc không để ngăn lời cô muốn nói lại, rồi nói một câu đầy ẩn ý đừng gấp, trở về trụ sở mọi người được một bữa tôm đất ngon lành. Đồng dao thắc mắc vì sao Tư Thành không ăn, thì Lục Nhạc giải thích cho cô anh trai mình sợ ám mùi trên tay. Nghe vậy nữ chính lập tức nhường Tư Thành con tôm mình vừa bóc, đồng đội lại được ăn cơm chó free. Lúc này quản lý gọi Tư Thành ra bàn bạc, anh nói thứ bảy có hoạt động quảng bá hoạt hình. Bà Lục yêu cầu đội của con trai phải đến đó, không thể từ chối nữa. Hết cách, cả đội vừa thi đấu xong đã phải ngồi máy bay đến địa điểm tổ chức trận đấu. Ở đây đang diễn ra hoạt động hóa trang nhân vật vô cùng sôi động. Đến nơi, các fan hâm mộ đã chạy vào phòng trang điểm xin chữ ký nam nữ chính. Lượng fan của cả hai ngang ngửa nhau, trong đó có một cô gái là nhân viên tại đây, lợi dụng điều này để liên tục chạy ra chạy vào xin chữ ký.
Rõ ràng là muốn giao oai với bạn bè, nên Đồng Dao đành gọi quản lý đến nói khéo đuổi cô ta đi. Ngay lập tức có người đăng bài chỉ trích Đồng Dao kiêu ngạo. Cô gái váy xanh cũng xuất hiện đưa kịch bản cho mọi người, để thành viên trong đội bế người mẫu của triển lãm đi từ trái sang phải sân khấu. Người mẫu nào của triển lãm dùng dùi gõ vào trống đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Các thành viên trong đội lập tức từ chối khiến bà váy xanh khó chịu. Những người mẫu cũng cảm thấy như vậy không ổn. Đồng Dao lên tiếng. Tay game thủ đều rất nhức mỏi không thể chơi kiểu vậy. Bà áo xanh ngạo mạn không cho đổi cho khác. Cô ta bắt đầu ngồi ghế vắt chân chế nhạo, chiến đội gì mà không bế nổi mấy cô gái, còn dọa sẽ đăng bài lên Weibo tố họ cao ngạo, khiến lão ca chỉ muốn lao lên ký đầu con nhỏ này vài cái. Đồng Dao tức giận xô ngả à ta. Tư Thành và đồng đội phải đứng ra ngăn cản. Áo xanh lao tới định đánh Đồng Dao, nhưng bị Tư Thành nắm chặt cổ tay. Quản lý cũng xông đến giảng hòa, Tư Thành yêu cầu Đồng Dao ở lại trong phòng, còn mình thì cùng các người khác ra ngoài. Khiến cô tủi thân rơi nước mắt, không ngờ anh lại chấp nhận cho các đội viên của mình phải bế người mẫu, chơi trò chơi vô tri kia. Còn mình thì ở bên dưới quay lại cảnh tượng cổ tay đau dã rời của họ. Anh đã đoán được trước rằng bà quản lý áo xanh sẽ livestream khóc lóc ăn vạ với mọi người team ZGDX đánh bả. Tin tức Đồng Dao từ chối tham gia hoạt động còn đánh người khiến dân mạng bùng nổ thi nhau chỉ trích cô. Trụ sở quản lý chính của ZGDX lại một lần nữa nhốn nháo đi thu dọn tàn cuộc. Quản lý phải dẫn Đồng Dao lên gặp sếp Lý xin lỗi, nhưng không ngờ lần này còn có đích thân chủ tịch là bà Lục ra mặt. Đồng Dao đâu ngờ người phụ nữ trẻ trung trước mắt lại là mẹ Tư Thành. Để vụ lùm xùm này xảy ra khiến quản lý bị trừ 2 tháng tiền lương và thưởng. Còn về phần Đồng Dao, chưa kịp nói ra hình phạt với cô thì Tư Thành đã xông vào phòng. Anh nói đã có cách giải quyết riêng, yêu cầu quản lý liên hệ với công ty truyền thông trước. Còn về phần Đồng Dao, cô vẫn bị cấm thi đấu một trận. Tư Thành cho quản lý dẫn Đồng Dao ra ngoài, còn mình ngồi nói chuyện cùng mẹ. Vừa ra bên ngoài, Đồng Dao đã bị cánh nhà báo bao vây, khó khăn lắm mới có thể vào thang máy. Lên được xe, cô lại nhận được điện thoại từ mẹ chất vấn, con đánh người sao, ở ngoài thì phải biết chú ý thân thể. Đồng Dao trả lời vài câu cho mẹ yên lòng rồi cúp máy. Ngay sau đó Tư Thành cũng bước lên xe nhưng anh chẳng nói năng gì. Chiếc xe di chuyển về nhà, Đồng Dao chỉ có thể tìm bạn thân kể khổ. Chỉ có Kim Dương khó chịu thay cô, còn trách nữ chính lúc đó phải cho à ta một cái tát mới vừa. Ngải Dai đưa trái cây đến cho vợ ăn bớt giận. Anh mở điện thoại ra mới biết Đồng Dao bị cấm thi đấu một trận và trừ 2 tháng lương cùng thưởng. Nhưng điều đặc biệt hơn là phía dưới bài viết có một nick đăng video. Cảnh lão Miêu và nhóc mập bế hai người mẫu xong bị đau tay. Xem được clip này, dân mạng lập tức quay xe bênh vực Đồng Dao, cho rằng thái độ phản đối và bảo vệ đồng đội của cô là đúng. Nữ chính lập tức về nhà đưa clip hỏi mọi người là ai đăng. Nhưng giờ họ mới biết có cái clip này, Tư Thành đăng chứ còn ai nữa, nhưng anh không chịu nói gì. Cũng khóa luôn mồm đồng đội không cho đoán giả đoán non, quản lý và Lục Nhạc đi vào báo tin. Trận đấu ngày mai để cho Lục Nhạc thay thế Đồng Dao. Mọi người phải luyện tập trước để Lục Nhạc theo kịp với đội, nữ chính cũng đứng bên cạnh theo dõi trận đấu. Từ lúc xảy ra chuyện đó đến bây giờ, Tư Thành chưa hề mở miệng nói một lời nào với Đồng Dao, khiến cô có một cảm giác vừa buồn bã vừa thất vọng. Minh Thần ở bên cạnh nhìn ra được tâm trạng này nên an ủi nữ chính. Tư Thành là đội trưởng có trách nhiệm bảo vệ cả đội, nhưng không phải cái gì cậu ấy cũng đứng ra gánh vác được, thế nên chủ yếu phải tự mình vượt qua. Đồng Dao cũng hiểu được ý này và hiểu cho trách nhiệm to lớn mà Tư Thành phải gánh vác. Quay lại trận huấn luyện, Lục Nhạc đã chiến đấu rất tốt, thay thế vị trí của Đồng Dao giành chiến thắng cho toàn đội. Cũng chưa rồi ai cũng đói bụng nên mọi người rủ nhau đi ăn cơm. Nhóc mập hỏi cô sao còn chưa đi nhưng Đồng Dao từ chối nói mình không đói. Cô còn phải ở nhà livestream cho đủ số giờ. Tại nhà hàng mọi người vừa ăn vừa xem live của nữ chính. Khen cô ngoan ngoãn tắt tiếng chỉ chú tâm đánh trận, Tư Thành nhắc phục vụ làm cho anh một phần cháo nghêu mang về. Rõ ràng là lo lắng cho cái bụng của Đồng Dao. Vừa mới khen Đồng Dao ngoan ngoãn không khẩu nghiệp thì ở nhà cô đã không chịu nổi nữa mà phải mở mic lên cơm bạt trực tiếp với fan hâm mộ. Người ta mắng cô một câu, cô đáp trả lại hai câu, quyết sẽ không để bị bắt nạt. Thế nhưng vừa nghe tiếng mở cửa biết là Tư Thành về, Đồng Dao đã ngay lập tức thay đổi thái độ. Nhận hết lỗi lầm về phía mình, Tư Thành đặt đồ ăn trên bàn cũng chẳng thèm nói câu nào. Đội trưởng vừa đi cô đã nói xấu người ta rồi, từ đó đến giờ vẫn giận dỗi như trẻ lên ba. Đến khi bạn thân gửi tin nhắn nhắc nhở rằng Tư Thành đã vào phòng live của cô xem 5 phút trước, cô lại chuyển sang chế độ ngoan ngoãn hứa sẽ viết bản kiểm điểm rồi nhanh chóng tắt live, mang cháo nghêu ra xích đu ngồi với bạn thân vừa ăn vừa than khổ về cuộc đời mình. Kim Dương an ủi rằng Tư Thành sẽ không chiến tranh lạnh cả đời với Đồng Dao đâu mà lo, bởi vì anh ấy vẫn còn quan tâm cậu lắm, thử nghĩ mà xem. Còn mua cả cháo nghêu về cho ăn nữa mà, 6 người đồng đội kia vừa về liền chạy ra cà khịa nữ chính. Xui xẻo đến nỗi bị đội trưởng đuổi ra khỏi nhà hay sao? Nhóc mập còn tiết lộ cho Đồng Dao biết Tư Thành quan tâm tới cô đến nỗi bỏ ăn mà đem cháo nghêu về cho cô vì sợ cô đói. Bây giờ Đồng Dao mới biết chuyện này cũng có chút cảm động đó. Hôm sau là trận thi đấu thứ 3 bảng AZGDX với Hắc Diệu. Vừa vào sân, camera đã nhắm đến gương mặt mới là Lục Nhạc của ZGDX. Còn Đồng Dao đang phải ngồi trong phòng xem trực tiếp, cô còn rất kinh ngạc khi vẫn có fan hô to tên mình chứng tỏ. Dù cô có thi đấu hay không thì họ vẫn luôn ủng hộ. Mới vào bên, đối thủ đã cấm bị Bỉ Ngạn Hoa và Đại Thiên Cầu, đây là hai thức thần mà Lục Nhạc giỏi nhất. Trận đấu bắt đầu, Lục Nhạc chơi rất chắc tay, chẳng mấy giây mà đã giành được mạng đầu tiên của đối thủ, sau đó lại dễ dàng lấy được mạng thứ hai. Thế nhưng Lục Nhạc lại chăm chăm đi farm lính.
mà không nghe lời mọi người về đánh boss thạch cự khiến lão ca bị đối thủ đánh mất mạng, nhưng may mắn sau khi lấy lại được tinh thần, ZGDX hỗ trợ đồng đội cùng nhau đẩy trụ giành chiến thắng. Trong thời gian nghỉ, Tư Thành đã một mình vào phòng nói chuyện với Đồng Dao. Anh đặt đồng hồ bấm giờ lên bàn, cho cô 7 phút để thuyết phục anh giữ cô lại ở đội. Tôi cần cô nói thật lòng, không phải là những lời livestream nhảm nhí hôm qua, một câu trả lời có thể thuyết phục tất cả mọi người. Tư Thành cho Đồng Dao biết cô đã bị mọi người gắn mác đánh người, nếu bây giờ còn không giải thích rõ ràng xin lỗi chân thành thì sau này dù cô có giỏi cỡ nào cũng không được ai công nhận, họ sẽ chỉ lại lấy cái xấu năm xưa ra đánh gục ý chí của cô. Sau đó Nam Chính nói đến cách đánh cấp tiến của cô. Vì cô chuyên gia dồn địch về trụ để tiêu diệt, nên lão ca cũng đã hình thành thói quen để hợp với cách đánh của cô. Dẫn đến hôm nay khi Lục Nhạc lên thay vị trí đó, cậu và lão ca không ăn ý dẫn đến lão ca bị giết một mạng. Tư Thành cho Đồng Dao tự nói ra những lỗi đó của mình, anh chất vấn cô đồng đội đã cố gắng theo thói quen của cô để đánh. Vậy nên Đồng Dao bị cấm thi chính là liên lụy đến cả đội, tại sao cô lại thiếu trách nhiệm với họ như vậy? Đồng Dao đã nhận ra đây là game đồng đội, chơi chuyên nghiệp không được chơi theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hy sinh đồng đội để một mình thắng, nói đến đây cổ họng nữ chính nghẹn lại không thể tiếp tục. Tư Thành một khi đã khoác lên mình chiếc áo đội trưởng, nam nữ với anh không phân biệt ảnh hưởng đến đội sẽ bị loại bỏ. Hết thời gian mà Đồng Dao vẫn chưa thể trả lời câu hỏi, nên Tư Thành quay lưng bỏ đi thì ngay lập tức tay anh bị giữ lại. Em không biết nói lời hoa mỹ, em muốn cùng các anh chiến thắng từng trận đấu, không muốn trở thành vật cản của ai, chỉ muốn làm đồng đội của nhau. Đứng trên đỉnh vinh quang nơi đó có ZGDX, Tư Thành cuối cùng cũng nghe được lời anh muốn. Anh biết cô muốn bảo vệ đồng đội nhưng cũng phải biết tự bảo vệ chính mình. Nói rồi anh xoa đầu cô ra ngoài tiếp tục trận đấu. Thì Đồng Dao lại cất tiếng hỏi có phải anh rất mạnh mẽ không? Không, cũng có lúc tôi phân vân do dự. Anh Thành một câu hỏi cuối cùng, mấy ngày nay anh dửng dưng với em là vì giận sao? Không, là vì sợ sẽ mềm lòng. Nói xong lời này anh cũng đi ra ngoài. Trận thứ hai lại bắt đầu, các thành viên ZGDX vẫn giữ vững phong độ, không sợ hãi lùi bước cũng không huênh hoang tự đắc. Lục Nhạc đã biết phối hợp với đồng đội hơn, cuối cùng chiến thắng đẹp mắt thuộc về ZGDX giữ vững phong độ đầu bảng. Mọi người trở về phòng nghỉ, Đồng Dao cũng phải khen Lục Nhạc đánh rất hay. Khi cả đội ra ngoài liền bị đám phóng viên vây lại, họ nhắm vào Đồng Dao liên tục hỏi cô những câu hỏi đầy công kích. Tư Thành ở bên cạnh không nghe nổi liền lấy sở trường về luật pháp của mình ra áp đảo mấy cái mồm kia. Rõ ràng những lời nói của bọn họ có ý xúc phạm và hạ bệ tinh thần của người khác, chắc chắn nếu đem ra pháp luật sẽ bị trừng phạt, khiến cánh nhà báo rén ngang, phải dạt đường cho họ đi. Trên xe khi xem lại phát biểu của Lục Nhạc trước phóng viên, Đồng Dao rất hài lòng vì tên nhóc này cũng biết nói tốt cho cô vài câu. Mọi người đến quán ăn thì lại gặp Cun, cậu đang đi ăn với đồng đội, thấy Đồng Dao cậu vội vã ra chào, vẻ mặt này rõ ràng vẫn còn yêu mến cô lắm. Cun cũng giới thiệu người đồng đội bên trong của mình là Tae Jun. Khi đã vào phòng ăn của đội mình, Đồng Dao vẫn nhớ đến cái tên Tae Jun, hình như cô đã gặp người này ở đâu đó. Chính là trên livestream của chị Ninh Giai Kỳ gì đó, hai người này là người yêu sao? Nhóc mập ngạc nhiên vì cô không biết chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng cho qua chuyện này để ăn. Sau đó mọi người về nhà nghỉ ngơi, trên đường đi dừng xe để Tư Thành mua một ít đồ, do đó mà anh về nhà sau. Nên không biết con mèo của Đồng Dao đã ăn mất một chú cá quý báu của mình, Đồng Dao liền nhanh trí thả con cá đồ chơi của mình vào bể để bù lại, thì Tư Thành đã xuất hiện ngay phía sau. Nữ chính vội vã chụp lấy con cá giả vừa hét lên, cá của anh ăn no phình bụng ngủm rồi, để em thu dọn cho. Cuối cùng vì đôi mắt chất vấn quá đáng sợ của Tư Thành mà Đồng Dao phải nói ra sự thật, con mèo của mình ăn mất cá của anh rồi. Nhóc mập nói đỡ cho nữ chính, con cá của anh thật ra mọc cánh bay rồi, nhưng bị anh chỉ thẳng vào mặt nên đành cục pha bỏ đi. Để Đồng Dao ở lại bị Tư Thành nhìn chằm chằm, nhưng không ngờ anh chỉ đưa cô băng cá nhân rồi đi luôn. Đồng Dao thoát nạn về phòng dán băng cá nhân vào cá chân, thì bạn thân gọi đến báo tin, đội trưởng nhà cậu livestream không chơi game mà lại lướt Taobao tìm mua cá là sao vậy? Đồng Dao liền mở like lên xem, Tư Thành đã đặt mua cây ăn thịt để bảo vệ bể cá trước, khiến Đồng Dao lo cho bé bự nhà mình. Thế nên mới sáng sớm hôm sau, Đồng Dao gọi không thấy mèo đâu liền lo lắng chạy đi tìm, cô xuống nhà mới biết nó đang nằm trên người Tư Thành. Thấy anh nằm không liền tốt bụng đắp chăn cho, thì bị Tư Thành nhầm là mèo mà ôm chặt đầu. Lúc này nhóc mập đi xuống, thấy cảnh tượng này dọa cho đôi mắt ngây thơ của cậu sợ hãi chạy lên phòng đóng chặt cửa. Nhắn tin mắng Tư Thành là đồ cáo già dụ con nít, Đồng Dao đã thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Tư Thành, mà anh cũng đã tỉnh hốt hoảng nhìn cô. Đồng Dao trách anh ngủ mà mộng du nhầm mình thành con mèo ôm chặt lấy đầu, nhưng Tư Thành sống chết gì cũng không chịu nhận. Anh mở điện thoại lên thấy một đống tin nhắn của nhóc mập, liền gọi điện giải thích rõ ràng, hôm nay là thứ ba toàn đội được nghỉ ngơi nên nữ chính rủ nam chính đi chợ, cô nói mình sẽ đền cho anh một con cá vàng. Tưởng Tư Thành sẽ từ chối nhưng anh lại đồng ý ngay, Đồng Dao vui vẻ liền lên phòng chuẩn bị make up đẹp đẽ các kiểu. Tư Thành vốn không quan tâm đến vẻ bề ngoài, nay cũng chăm chút chọn đồ, mix thêm đồng hồ phụ kiện tóc tai. Quản lý và nhóc mập thấy nam nữ chính cùng nhau ăn diện đẹp đẽ như vậy, biết ngay họ đang đi hẹn hò liền chạy theo hóng hớt. Mấy ông này cũng ít có nhiều chuyện lắm cơ, ông trời hôm nay cũng rất tạo cơ hội cho hai người. Ra đến chợ, Đồng Dao bị người mang bông đụng trúng, cô thì ngã được Tư Thành đỡ, còn người mang bông thì tung hoa lên trời, tạo thành cảnh tượng hoa rơi đẹp đẽ. Đến quầy bán cá, Đồng Dao muốn mua cá đỏ cho may mắn, nhưng Tư Thành nhất quyết chọn cá đen. Ông chủ thấy hai người họ cãi nhau như vậy thì khuyên Tư Thành không nên chọc cho bạn gái giận. Đồng Dao muốn giải thích thì Tư Thành nói chen vào bảo ông chủ tính tiền.
Một tệ rưỡi anh cũng mặc cả 500 đồng với ông chủ liền bị Đồng Dao mắng keo kiệt. Anh bảo cô tính tiền rồi rời đi. Cuối cùng vẫn là mua cá vàng. Đồng Dao trả tiền nhưng quay lại đã không thấy Tư Thành đâu. Bất thình lình anh từ đâu chui ra nắm lấy tay cô kéo đi. Khiến trái tim Đồng Dao đập loạn. Cô muốn dừng mua chú mèo nhỏ nhưng bị Tư Thành cản lại. Anh còn đúng 2 con cá kiếm thôi đó. Do đó mà chú mèo bị một cô gái khác mua mất đi cùng cô ấy còn có Tê Jun. Chẳng phải bạn gái của anh ấy là Giai Kỳ à, vậy cô gái này là ai chứ? Đi chợ xong hai người đến quán ăn mì Đồng Dao húp hết cả tô. Tư Thành hỏi cô tiếp theo muốn làm gì, nữ chính chỉ nghĩ là về chơi game, không ngờ đến anh đã đặt vé xem phim từ trước, hỏi cô không phải vì muốn xin ý kiến mà là thông báo. Không ngờ ở rạp chiếu phim lại lần nữa gặp Tê Jun, Đồng Dao nhắc nhở cô gái mèo rất sợ lạnh không nên cho vào rạp chiếu như vậy. Nhưng đã bị Tư Thành xoay đầu trở lại không cho lo chuyện bao đồng, ra khỏi rạp chiếu bọn họ bị fan phát hiện ra. Đồng Dao lại ngại ngùng lấp sau lưng Tư Thành nhưng bị anh nhắc nhở, phải biết mình là người của công chúng thế nên hãy mạnh dạn lên. Nghe vậy Đồng Dao cũng chịu đứng ra chào hỏi mọi người, các fan hỏi họ đang yêu nhau sao thì Đồng Dao đã nhanh miệng nói. Họ chỉ là đồng đội đi chơi chung với nhau mà thôi. Buổi đi chơi kết thúc về nhà anh đã thả cá vàng xuống bể vui vẻ ngắm nhìn nó bơi, còn Đồng Dao vào like của Tê Jun xem. Anh ta đang ôm chú mèo mà cô định mua nói là do fan tặng, có fan nhận ra anh ta đã cùng một cô gái đến rạp chiếu phim. Nhưng Tê Jun ngay lập tức phủ nhận khiến Đồng Dao càng thêm thắc mắc, trận đấu tiếp theo của đội họ chính là đấu với đội Phai của Tê Jun, có thể đi được đến tận vòng này. Chứng tỏ sức lực của Phai cũng vô cùng mạnh không thể xem thường, mở đầu trận đấu Tê Jun đột nhiên quay sang nhìn Đồng Dao cười đầy ẩn ý. Rất nhanh vào trận ZGDX còn chưa biết địch đâu hết rồi, thì bên kia đã lao ra lấy mạng của Đồng Dao, đội này lại chơi cái chiêu nhằm vào cô mà đánh sao. Tê Jun không quan tâm gì mà chỉ chăm chăm nhắm đến nữ chính. Cứ có cơ hội anh ta sẽ chạy ra giết Đồng Dao khiến cô vô cùng bất lực. Cái này giống hệt cách đánh của Kun khi trước. Lão Miêu lao vào giúp nữ chính cũng bị Tê Jun đánh. Anh ta cứ bám sát theo cô như vậy để cho Tư Thành hạ gục đồng đội của mình. Các đồng đội khó hiểu nhìn Tê Jun tại sao cứ bám theo cô ấy vậy chứ. Địch đã đến tận nhà chính mà Tê Jun vẫn cứ đuổi đánh Đồng Dao. Do đó để cho ZGDX thắng ván này, các thành viên của ZGDX không hiểu vì sao Tê Jun đội bạn phải làm vậy. Đồng Dao vào nhà vệ sinh rửa tay lấy lại tinh thần, khi trở ra thì bị Tê Jun chặn đường chọc ghẹo. Anh ta là người Hàn nhưng nói tiếng Trung khá tốt, còn dám động tay với nữ chính, hắn ta nghĩ mình là người Hàn Quốc giỏi hơn người Trung Quốc. Dẫn dắt các đồng đội giành được chiến thắng nên thua vài trận cũng chẳng sao, sau đó lại tra hỏi Đồng Dao. Vì sao livestream hôm trước cô lại úp mở chuyện nhìn thấy mình ở rạp chiếu phim, nhưng cô nói bản thân không biết nói dối cũng không cần phải bao che cho anh ta làm gì. Hơn nữa cô cũng không nói thẳng ra tên của ai, sau đó Đồng Dao cắn anh ta một phát cho chừa cái tội ăn hiếp người lùn. Ván đấu tiếp theo bắt đầu, Tê Jun liên tục nhìn về phía Đồng Dao bằng con mắt đầy hận thù, điều này đã bị Tư Thành phát hiện anh hỏi Đồng Dao. Liếc mắt đưa tình với đối phương làm gì, tập trung vào trận đấu, về nhà trình bày lý do với mình sau. Ở ván này Tê Jun lại tiếp tục dùng chiêu nấp trong lùm cỏ, chờ Đồng Dao đến để đánh lén khiến khán giả từ khó hiểu chuyển sang khó chịu, nhưng cô không dễ mắc bẫy nữa. Vậy nên anh ta buộc phải chuyển qua cướp rừng, nhưng đã bị Tư Thành bắt được dùng tốc biến truy cùng giết tận tiêu diệt nhanh gọn. Nam chính nhận ra tên Tê Jun này kiêu ngạo đến nỗi, không quan tâm thắng thua của đội mình, một bên chỉ muốn đánh theo ý mình. Một bên biết phối hợp chiến đấu với đồng đội, nhưng kỳ lạ vào phút cuối Tư Thành không đánh trụ mà đến giếng nhà Phai, chờ Tê Jun hồi sinh để solo với hắn ta. Nam chính trực tiếp hạ gục Tê Jun, đây mới chính là sự thua cuộc mà anh muốn dành cho tên kiêu ngạo đó. Vòng đấu này ZGDX giành được chiến thắng, về nhà Tư Thành đứng trước cửa bắt Đồng Dao kể lại mọi chuyện, cô cũng ngoan ngoãn tường thuật lại việc mình bị Tê Jun chặn ở nhà vệ sinh. Sau đó cô cắn tay anh ta để thoát, chính vì chuyện này mà nữ chính bị đội trưởng phạt đứng ở ngoài không được vào trong. Anh cũng cấm các thành viên khác không được mở cửa cho cô. Mãi cho đến tối Đồng Dao vẫn phải đứng bên ngoài, thì shipper giao đồ ăn cho Tư Thành đến. Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa, Đồng Dao liền vui vẻ xách đồ ăn vào. Trước khi ăn, nam chính còn bắt Đồng Dao phải nói, nếu sau này còn xảy ra chuyện tương tự thì phải gọi anh đến mới chịu để cô ăn, hôm qua còn phạt người ta. Hôm nay biết cô dẫn mèo đi ra ngoài chăm sóc lại chủ động lái xe đến chở đi, đến cửa hàng thú cưng Đồng Dao vô tình gặp lại cô gái hôm trước. Cô ấy thấy nữ chính thì chủ động bắt chuyện, còn nhờ cô trông mèo giúp để lên công ty chấm công, Đồng Dao cũng vui vẻ đồng ý. Tư Thành đến nơi thấy con mèo liền hỏi sao cô bế đồ của Tê Jun. Đồng Dao giải thích đây là cô gái đi cùng anh ta nhờ giữ giúp. Cô còn thỏ thẻ hỏi anh trộm mèo của người khác có bị cấm thi đấu không, chứ cô muốn bế con mèo này về nuôi lắm rồi. Thì cô gái kia xuất hiện xóa tan ý nghĩ xấu xa đó của Đồng Dao. Buổi tối khi mở like của Tê Jun ra xem, anh ta lại nói mèo của mình đã được nhân viên đưa đi tiêm phòng, hơn nữa còn nói mình và cô bạn gái Giai Kỳ cùng nuôi chú mèo này. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến cô gái kia, nhưng rất nhanh ngày hôm sau fan đã đào ra được bằng chứng ngoại tình của anh ta. Tìm được nick của cô gái ấy, những bài đăng của cô ẩn ý cam tâm yêu trong bóng tối, những chỗ cô đã đi còn có chú mèo mới mua trùng 99% với Tê Jun. Cùng lúc này bên chỗ cô gái kia cũng đã nghe được tin tức bê bối của Tê Jun, cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi yêu anh họ đều phải yêu trong bóng tối. Còn nguy hiểm hơn cả mập mờ nhưng vì yêu mà cô gái vẫn chấp nhận, trở về hiện tại mọi chuyện đã bị bại lộ, các fan của Tê Jun liên tục tấn công quả quả.
Cô cũng nhận ra tình yêu này quá nguy hiểm và mình đang bị lợi dụng, thế nên đã dọn đồ ra khỏi căn phòng chứa đầy những kỷ niệm của cả hai trước kia. Bỏ nhà ra đi nhưng chưa tìm được chỗ dung thân mới, nên cô phải ngồi dưới mưa thì bị Đồng Dao bắt gặp. Quả Quả run rẩy tâm sự trách bản thân quá tham lam. Nghĩ mình chính là lý do hại sự nghiệp của Tae Jun, Đồng Dao biết có an ủi bằng những lời hoa mỹ cũng chẳng thể giúp gì được cho trái tim đang tổn thương. Nên cô đưa lại chiếc ô của mình cho Quả Quả rồi chạy bộ về. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn với Tư Thành, thấy tóc cô ướt như vậy anh lập tức đưa khăn đến hỏi thăm. Đồng Dao cũng kể với anh mình vừa gặp cô Quả Quả kia, chuyện tình của họ khiến cô cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn bã. Tư Thành đột nhiên lại ngồi xuống nói anh không giống Tae Jun, anh là một người tốt, trong giới game thủ vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt. Vừa có tiền vừa đẹp trai vừa tài giỏi không lăng nhăng với fan, Đồng Dao hỏi là ai vậy thì Tư Thành tự tin trả lời là anh, thế nên em có muốn thử không? Thử cái gì? Tư Thành mạnh dạn trả lời, anh. Khiến trái tim Đồng Dao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cho rằng Tư Thành đang đùa giỡn mình nên nói anh bớt khùng lại, khiến Tư Thành giận rồi, đi đâu đấy quay lại đây ngay. Đồng Dao làm gì dám cãi lời đội trưởng nên cô phải quay trở lại nói với anh, tỏ tình người khác không được dùng ngữ khí như thế này dọa người ta chạy mất đó. Vậy anh dịu dàng một chút em sẽ đồng ý sao? Tư Thành cuối cùng cũng chịu thổ lộ lòng mình, anh định ít nhất phải lấy được giải Á quân thì mới tỏ tình. Nhưng bây giờ không nhịn được đã nói ra rồi, trong giới này nhiều thằng đều lắm còn anh thì rất là tốt, hai người cứ thế nhìn nhau như vậy. Rõ ràng Đồng Dao thích Tư Thành nhưng lúc này cô lại không đồng ý ngay, khiến cho anh đau lòng. Vậy là tự anh đa tình hay sao? Đồng Dao vẫn không trả lời nhưng Tư Thành vẫn hỏi, nếu không thích anh thì tại sao hôm đó lại nói anh đừng đi gặp người khác? Thấy Đồng Dao vẫn không có động tĩnh gì, Tư Thành tiếp tục hỏi, em từ chối sao? Không dám. Vậy là đồng ý? Cũng không phải. Vậy em muốn ăn đòn à? Khiến Đồng Dao ngơ ngác, có ai tỏ tình mà lại như thế này không? Thấy cô lúng túng như vậy anh lại còn nắm lấy tay cô. Anh cho em 2 tiếng suy nghĩ cho kỹ, trước 9 giờ tối phải nói ra câu trả lời rõ ràng. Sau đó cả hai cùng ra trả lời buổi họp báo. Đồng Dao ngồi cách xa Tư Thành một khoảng, khiến các fan lại đoán giả đoán non có phải họ đang xích mích gì không. Trong lúc trả lời Đồng Dao nói gì thì Tư Thành đều nói ngược lại hoặc góc nhìn khác nhau. Khi anh được MC hỏi nghĩ gì về tình yêu trong giới game thủ, Tư Thành trả lời ngay tất nhiên là được. Sau đó anh quay sang hỏi Đồng Dao có được không, khiến phóng viên bên dưới bàn tán xôn xao. Đồng Dao cũng không biết trả lời làm sao, cũng may MC tâm lý hiểu ra tình hình nên nhanh chóng kết thúc buổi phỏng vấn. Buổi tối Đồng Dao không thấy Tư Thành luyện tập, Weibo của anh cũng đang ẩn ý thời khắc quan trọng 8 giờ 45 phút. Nghe thấy tiếng xe anh về, nữ chính lập tức chạy ra ngoài. Tư Thành nhắc cô chỉ còn 10 phút nữa là phải đưa ra câu trả lời. Để bản thân tăng thêm phần thắng, anh còn đặc biệt hốt luôn con mèo của Tae Jun về cho Đồng Dao. Chỉ còn 30 giây nữa là đến 9 giờ, nếu Đồng Dao vẫn không đồng ý thì anh sẽ mang con mèo này đi, khiến cô lập tức ôm lấy Tư Thành và cả bé mèo, cũng tức là đã đồng ý. Tư Thành cũng ôm chặt lấy Đồng Dao. Màn tỏ tình có thêm sự trợ giúp của bạn bốn chân thành công mỹ mãn, sau khi có người yêu người đầu tiên mà Đồng Dao thông báo chính là cô bạn thân. Đồng Dao gọi Kim Dương nhanh chóng sang phòng mình xem mèo nhỏ. Cô nói mình đã đồng ý quen với Tư Thành 3 tháng, sau 3 tháng nếu anh ấy chứng minh được bản thân là người tốt thì mới yêu lâu dài. Trong khoảng thời gian này hai người vẫn lén lút không cho đồng đội biết, trước mặt quản lý mà nắm chặt tay Đồng Dao khiến cô sợ hãi tách mãi mới ra. Không nói chuyện được thì nhắn tin, tay em mềm quá đồ lưu manh. Đồng Dao gửi hình ảnh hai chú mèo cho Tư Thành khiến anh ghen tị. Mèo còn có cặp có đôi mặc dù hai đứa nó là đực, chuyện của Tae Jun còn liên lụy đến cặp đôi ngải dai Kim Dương, fan bắt được điểm chung trong những bài đăng của tuyển thủ ngải dai, cho rằng anh đang qua lại lén lút với fan nữ của mình. Đồng Dao lập tức nhắn tin hỏi thăm cô bạn. Sau khi lướt tiếp cô lại đọc được bình luận, cũng may anh Tư Thành độc thân, càng khiến Đồng Dao sợ hãi không dám công khai mối quan hệ này, sợ lại liên lụy đến anh ấy. Ngải dai dũng cảm livestream nói về cô bạn gái đã theo đuổi rất lâu mới có được của mình, chứ không phải yêu đương vụng trộm gì. Kim Dương mạnh mẽ trực tiếp xuất hiện trên live của bạn trai, cả hai cùng đập tan dư luận, công khai ôm hôn má nhau trên livestream khiến Đồng Dao vô cùng hâm mộ. Cô ước gì mình có thể mạnh mẽ như bạn thân. Buổi tối Đồng Dao chiến xong trận được cho đi ngủ trước, Tư Thành đã lại nhắn tin nói nhớ cô. Anh mượn cớ đi đưa nước cho Đồng Dao để thoát khỏi đám đồng đội, đưa nước rồi còn muốn vào phòng của người ta. Ép cô vào tường hỏi có nhớ mình không, sau đó lại từ phía sau ôm lấy Đồng Dao như kiểu ngàn năm chưa gặp. Cô cho anh xem bình luận fan nói anh còn độc thân mong chị em tránh xa anh ấy, như đang đuổi cô đi vậy. Đồng Dao nói ra sự khó chịu trong lòng. Em cảm thấy yêu đương với anh còn khó hơn lên trời. Tư Thành liền nói nếu cô muốn công khai anh cũng chịu, sau đó lại bắt đầu dụ dỗ con gái nhà người ta. Làm Đồng Dao đỏ mặt lập tức đuổi tên không biết xấu hổ này ra ngoài. Hôm sau diễn ra trận đấu của EQCB, đội của Đồng Dao thi đấu trận thứ 2 nên cô đến xem thi đấu trước. Khán giả ngồi bên cạnh thấy vậy thì vô cùng phấn khích xin được chụp hình chung. Kim Dương cũng chạy đến xem bạn trai thi đấu, Tư Thành đứng gần đó dõi theo bạn gái. Cô được fan hâm mộ tặng vòng tay tiếp sức có in hình của mình thì vô cùng hạnh phúc, gửi tin nhắn khoe với Tư Thành còn nói cả việc mình được xin chụp hình chung. Anh bảo ừ thấy rồi. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh. Fan hâm mộ cũng đã thấy anh Thành nên nháo nhào hết cả lên. Trận đấu của EQCB với Alpha bắt đầu, kỹ năng của hai bên 1-9-1-10 trong đó Giáo Hoàng là nổi bật nhất, có thể sánh ngang tài với Tư Thành. EQCB mới vào đã đẩy lùi được đường dưới của đội bạn, ngải dai cũng không phải dạng vừa, nhưng cô bạn gái của anh thì chẳng hiểu gì về game nên chỉ cảm thấy chán.
bị fan ngồi phía sau cà khịa không hiểu còn ngồi ở đây làm gì, với tính tình của Kim Dương chắc chắn sẽ cơm bạt lại. Nhưng cô lại lựa chọn bỏ qua vì sợ ảnh hưởng đến người yêu, nhìn trận đấu trên màn hình ưu thế trước mắt rõ ràng nghiêng về phía IQCB. Cứ thế mà các thành viên hợp sức xông lên giành chiến thắng hiệp đầu, Đồng Dao nói Kim Dương mau nhìn bạn trai cậu tài giỏi thế nào. Nhưng Kim Dương lại nói lúc mình gặp anh ấy chỉ như một thằng nhóc con, khiến cô gái bên dưới khó chịu đạp vào ghế Kim Dương. Kim Dương đã bỏ qua nhưng cô kia cứ mãi nói, khiến Đồng Dao cũng không nhịn được muốn đòi lại công bằng thay bạn thân. Nhưng Kim Dương lần này hiền dịu khác thường để yên mọi chuyện. Hiệp 2 bắt đầu đội bạn thi đấu bên ngoài. Bên trong phòng chờ ZGDX đang phân tích chiến thuật của IQCB, đây sẽ là đội rất mạnh có thể đi vào vòng chung kết đấu với họ. Bên ngoài do thay đổi chiến thuật nên Ngải Dai không theo kịp mà bị mất mạng, chiến thuật 4 bảo vệ 1 bị đối thủ nhìn ra rồi, thế nên hiệp này chiến thắng để rơi vào tay đội Alpha. Các đội thi có thể đi đến vòng này đều rất mạnh, bên dưới Kim Dương nói bạn trai thua một ván không sao ván sau gỡ lại. Liên chọc điên con mụ ngồi bên dưới, cô ta đập ghế đứng dậy trực tiếp gây chiến, toàn bộ trường quay đều hướng về phía hai người. Thấy bạn gái bị fan của mình chửi nặng nề, Ngải Dai không nhịn được nữa, xuống thẳng sân khấu bảo vệ cô. Anh nói fan chẳng là cái gì mà có quyền ăn hiếp bạn gái mình, Kim Dương không muốn đi liền bị Ngải Dai bế bổng lên luôn. Vào phòng nghỉ cô liền mắng anh ngốc làm vậy lỡ liên lụy đến sự nghiệp của anh thì sao, nhưng Ngải Dai bày tỏ rõ lập trường của mình, chơi chuyên nghiệp là một chuyện, cuộc sống yêu đương là một chuyện. Anh không chịu được khi người ta cứ nói về em, cô cũng hiểu tấm lòng của bạn trai nên cổ vũ anh cố lên ở trận tiếp theo. Đồng Dao thấy cảnh này thì vô cùng ngưỡng mộ, cô ước gì chuyện tình của mình cũng có thể được công khai như bạn thân. Hội khẩu nghiệp trên mạng lại bắt đầu bàn tán xôn xao rằng Ngải Dai yêu Kim Dương là vì tiền của cô, khiến cả Tư Thành và Đồng Dao đều vô cùng ngán ngẩm đám dân mạng này. Đồng Dao bày tỏ sự bức xúc cho cặp đôi đó, nhưng Tư Thành chín chắn hơn, anh nghĩ câu nói vừa rồi của Ngải Dai với fan là hơi quá. Lựa lời nói khác dễ nghe hơn thì sẽ có thể lấy đó làm bằng chứng chứng minh bản thân không muốn bị làm phiền, chứ không phải là quá ảo tưởng quyền lực. Đồng Dao ôm lấy anh làm người nổi tiếng mệt thật. Ván thứ 3 quả nhiên IQCB đã thắng, tiếp theo là đến ZGDX lên sàn rồi. Trước lúc đó Đồng Dao bày tỏ ý tưởng hãy sử dụng lại chiến thuật 4 bảo vệ 1. Tư Thành đồng ý, các thành viên khác trong đội nào dám say no, ZGDX đấu với team Mặt Nhật Thú Nhân. Đồng Dao chọn Thức Thần là tuyết nữ nhân vật vừa nãy Ngải Dai chọn và để thua, khiến bình luận viên lại được fan nói liên hồi. Trận đấu bắt đầu không ngờ ZGDX mới vào lại yếu thế hơn team bạn một chút, có phải do chiến thuật của Đồng Dao? Thế nhưng ở những phút sau ZGDX đã lấy lại được phong độ, lật ngược ván cờ rất tốt, các thành viên trong đội phối hợp rất ăn ý, cùng xông lên tung ra nhiều chiêu thức đẹp mắt đánh bại đối thủ. Chính vì sự đồng lòng và tin tưởng nhau mà đội của họ xuất sắc giành được chiến thắng đầu tiên. Hai ông bình luận viên gọi đây là sự kiện lội ngược dòng thành công. Những trận sau ZGDX cũng chiến thắng giành vé vào chung kết. Hai đội mạnh nhất mùa giải năm nay là ZGDX và IQCB chính là đối thủ của nhau. Ông 8 lạng bà 8,5kg chưa thể phân cao thấp. Trong buổi họp báo có phóng viên lại đưa ra câu hỏi các game thủ nghĩ thế nào về đời sống tình cảm cá nhân. Tư Thành trước nay luôn kiệm lời và không bao giờ nói gì về chủ đề này. Nay lại xung phong nói vô cùng nhiều, anh muốn mọi người yêu mến tài năng của game thủ chứ không phải soi xét và đào bới đời tư của họ lên bàn tiệc Weibo bàn tán. Game thủ ngoài việc luyện tập cũng phải được tự do riêng tư, yêu đương lành mạnh không khiến năng lực của họ giảm sút. Nên mong các fan hâm mộ tài năng của họ đừng lo, mọi người có mặt ở đó đều ngầm hiểu vì ai mà đội trưởng Tư Thành lại nói những lời này. Anh cũng không giấu mà nói tôi có người mình thích rồi. Giáo Hoàng ở bên cạnh nghe người phiên dịch nói cũng hóng hớt được đôi chút. Tôi rất trân trọng sự yêu mến của các fan hâm mộ, nhưng tôi mong các bạn nếu thực sự yêu mến một game thủ thì hãy đến gần sân khấu ủng hộ và hãy đứng cách xa đời tư của chúng tôi. Sau đó anh luồn tay xuống ghế cầm tay Đồng Dao khiến cô chỉ muốn nổ tim ngay tại đó. Sau đó cả đội ZGDX về nhà nghỉ ngơi. Trên xe ai cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ có mình Đồng Dao thức đọc bình luận ngày hôm nay. Có fan đã tình ý phát hiện ra, tay của cô và Tư Thành đều để dưới bàn, có khi nào là nắm tay không? Đột nhiên Tư Thành tỉnh dậy, anh quay sang hôn nhẹ lên môi Đồng Dao rồi lại ngủ thiếp đi. Khiến cô chưa kịp phản ứng gì còn tưởng là vừa mới mơ. Về đến trụ sở mọi người lại lao vào đấu game, Đồng Dao cũng muốn tham gia. Nhưng bị Tư Thành nhắc khéo, Đồng Dao em có quên thứ gì trên phòng anh thì phải, đâu có. Nhìn biểu hiện ngu ngốc đó anh chỉ đành bất lực gửi tin nhắn. Đến lúc này nữ chính mới hiểu ý nói mình hình như là có quên đồ rồi chạy lên lầu. Vừa vào phòng đã ôm ôm ấp ấp, vì để cảm ơn Tư Thành hôm nay đã tin tưởng thực hiện chiến thuật 4 bảo vệ 1 của mình, Đồng Dao đã mời anh Mai đi hẹn hò. Sáng hôm sau cô đã ăn mặc đẹp đẽ đi ra ngoài, quản lý cá chắc 3 giây sau Tư Thành sẽ xuất hiện. Nhưng chưa đến giây rưỡi anh đã đi xuống, hội hóng hớt đoán chuẩn quá mà. Có gì đó mờ ám lên, ba người chạy ra hỏi hai người kia đi đâu. Tôi đi mua đồ còn tôi đưa cô ấy đi mua đồ. Lục Nhạc được nước liền cà khịa, mua đồ hay đến cục dân chính đăng ký kết hôn, hai người hẹn hò từ bao giờ vậy? Tôi không muốn cháu trai của tôi sau này lùn giống cô đâu, khiến Đồng Dao hết nói nổi. Trên đường đi nữ chính giận dỗi bạn trai vì lúc nãy anh không nói đỡ cho mình, nhưng Tư Thành lại giỡn nhây, chờ sau này con trai mình chơi bóng rổ thì sẽ cao thôi. Còn nếu là con gái chỉ cần nó giống em, sau này đi lừa một anh chàng cao giáo là được hết. Hai người đến trung tâm thương mại gắp gấu bông, các cô gái mê trai đứng một bên ngắm Tư Thành.
còn anh chỉ chăm chú gắp con gấu có mũ cho đồng dao, sau đó là con thứ hai con nào rơi xuống lỗ đồng dao liền nhanh tay lấy hết. Cô hỏi Tư Thành con nào dễ thương hơn. Anh trả lời con ở giữa, khiến các cô gái bên cạnh ôm nhau ngưỡng mộ. Sau đó là con thứ 3, 4, 5, 6, lúc đi về đồng dao đã xách theo một bọc gấu bông, đang nói chuyện vui vẻ thì lại thấy fan hâm mộ quen mắt. Nên đồng dao lập tức chạy trốn để lại Tư Thành trơ trọi đứng đó, một lúc sau nữ chính mới ló đầu ra làm anh giận thật rồi. Đồng dao cố nắm tay nhưng Tư Thành không cho, anh bày tỏ thái độ bằng cách bỏ đi trước, thậm chí anh còn mua khẩu trang đeo vào. Nói mình xấu không đáng lộ diện bên cạnh làm mất mặt cô, đồng dao giải thích không phải vì mình sợ bị fan của anh ném đá hay trở thành đề tài bàn tán của người khác mà từ trước đến giờ. Tư Thành chưa hề bị vướng vào lùm xùm nào, cô không muốn vì mình mà bây giờ anh lại bị kéo vào những rắc rối không đáng có. Tư Thành an ủi bạn gái anh vốn không quan tâm người ta nói gì về mình, cuộc sống của anh sẽ không bị những bình luận trên mạng chi phối, bình luận tích cực là vì anh có phẩm chất tốt, chứ không phải vì những bình luận tích cực mà anh phải xây dựng cho mình phẩm chất tốt. Đồng dao chưa hiểu lắm, nhưng cô vẫn xin lỗi bằng cách nhún chân hôn anh một cái rồi kéo đi chơi tiếp, chỉ hành động nhỏ này thôi, khiến Tư Thành mỉm cười suốt buổi đi chơi đó, về nhà anh xách theo cả một bịch gấu to. Khiến đồng nghiệp không nghi ngờ sao mà được, quản lý thông báo cho hai người một chuyện, câu lạc bộ sắp xếp cho đội một hoạt động gặp fan hâm mộ. Quay vlog nhưng chủ yếu là thoải mái vui chơi tại Hạ Môn, một thành phố xinh đẹp có các món ăn ngon còn có biển. Đồng dao nghe đến đây lập tức đồng ý, thế nhưng Tư Thành mới là người có quyền quyết định có cho đội đi hay không. Vì trước giờ anh đều rất lười tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức, nhưng lần này thấy đồng dao có hứng thú nên anh đã đồng ý đi. Mấy người còn lại gieo hò vui mừng rồi lập tức lên máy bay đến Hạ Môn. Phòng khách sạn xảy ra chút trục trặc chưa dọn dẹp nên mọi người quyết định đến nhà hàng ăn trước. Đồng dao ra ngoài báo bình an cho mẹ thì một cậu bé chạy đến nói mình là fan của cô, còn không ngần ngại bày tỏ sự thích thú với đồng dao. Chị chơi game giỏi lắm, em thích chị nhất. Khiến đồng dao vô cùng vui lập tức ký tên cho cậu bé. Một lúc sau mẹ cậu chạy đến. Bà không biết cái gì là game thủ chỉ bảo con trai chú tâm vào học hành. Trước lúc đi cậu bé còn cố nói với lại, chị ơi em cũng muốn làm game thủ chuyên nghiệp. Cậu bé vừa đi thì Tư Thành cũng xuất hiện. Anh đột nhiên hỏi cô thời gian thử thách của mình đã kết thúc chưa. Đồng dao hôn nhẹ lên môi anh coi như câu trả lời. Nhân cơ hội đó anh được nước lấn tới luôn, xui thay cảnh này bị nhóc mập bắt gặp. Cậu sốc đến lỗi tưởng núi lửa phun trào động đất đến nơi, hộp sữa trên tay cũng rơi mất đánh động đến hai người kia. Cậu bị cả hai lôi vào khách sạn ngồi kề kề bên cạnh. Muốn dệt khẩu hay gì em hứa không nói ra đâu, em làm SP cho anh 2 năm nay anh lại không chọn em mà chọn đồng dao. Khóa được miệng cậu béo này rồi cả hai mới dám về khách sạn với mọi người. Buổi sáng hôm sau mọi người bắt đầu công việc quay vlog đường phố của mình, nhóc mập quay trúng cặp đôi nam nữ chính. Vì để cậu ta ngoan ngoãn xóa Tư Thành và đồng dao đã phải đi mua thịt lợn khô cho cậu. Mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi thì một đôi vợ chồng trung niên xuất hiện, chỉ tay vào mặt lão ca làm loạn muốn đưa anh về, khiến lão ca khó chịu bỏ đi, mọi người phải ngăn đôi vợ chồng đó đuổi theo. Quản lý mời họ vào trong nói chuyện, thì ra cặp vợ chồng này là bố mẹ lão ca. Ở dưới quê lên tận đây để đòi tiền con trai cả về xây nhà cưới vợ cho con trai út, ông bố liền làm loạn hỏi quản lý mức lương của lão ca là bao nhiêu. Nhưng A Thụy không tiện tiết lộ khiến ông ta tức giận, cho rằng mình là bố của lão ca nên được quyền biết, lão ca cũng xuất hiện. Cậu đưa hết tiền tích lũy từ khi thi đấu cho bố mẹ chỉ mong họ đừng làm loạn nữa, thì ra hàng tháng cậu đều gửi tiền về cho gia đình. Nhưng hai ông bà này vẫn cảm thấy chưa đủ vì họ nghiện cờ bạc, nên khi gặp mặt lão ca mới không muốn nhìn thấy họ, giờ ông bà lên tận đây làm loạn. Buộc anh phải đưa hết tiền tiết kiệm cho họ vừa lòng, đây là toàn bộ tiền của con, chỉ mong hai người sau này đừng đến làm phiền đồng đội trụ sở của con nữa. Bà mẹ nhanh tay bỏ thẻ vào túi áo chồng, còn lão ca đau lòng ra ngoài ném thẻ SIM cũ đi để cắt đứt liên lạc với người không xứng làm bố mẹ kia. Đồng dao nhẹ nhàng đứng bên cạnh tâm sự, lão ca nói với cô trong mắt bố mẹ mình đều kém cỏi hơn em trai, anh muốn được đi học nhưng họ không cho. Bắt anh phải làm việc với bố, nhưng lão ca vẫn kiên quyết đến trường, anh luyện chơi game và chơi thay người ta để kiếm tiền đi học. Cho đến khi gặp được Minh Thần và được tuyển chọn vào đội chơi chuyên nghiệp, cuộc đời anh mới khá khẩm hơn một chút. Đồng dao hiểu khoảng cách thế hệ khác nhau nên bố mẹ lão ca mới coi nghề chơi game của anh là một công cụ kiếm tiền, hoàn toàn không nghĩ đó là ước mơ cao cả gì hết. Nhưng hiện tại anh đừng quên là vẫn còn đồng đội ở bên cạnh, lão ca rất coi trọng gia đình thứ hai này của mình nên vui vẻ cùng đồng dao vào trong. Chuyện này qua đi đồng dao lại bị bạn thân gọi sang nhà báo tin sốc, cô ấy đã mua lại nguyên chiến đội IQCB của bạn trai để bịt miệng dư luận, họ nói cô ăn bám bạn trai là tuyển thủ chuyên nghiệp. Thì giờ cô trở thành bà chủ của chiến đội anh ấy luôn. Kim Dương muốn tổ chức cho Đồng Dao và Ngải Giai về trường đại học cũ của bọn họ để có một buổi nói chuyện với học sinh. Mục đích là muốn cho mọi người hiểu hơn về ngành tuyển thủ game chuyên nghiệp. Đó là một ước mơ chứ không phải công cụ hay thứ xấu xa. Đồng Dao đem chuyện này về nói với đội mình. Tư Thành thấy cô hứng thú lập tức đồng ý cho cô tham gia. Rất nhanh cả ba người đã về lại trường cũ. Đồng Dao, Ngải Giai và Kim Dương cùng nhau xuất hiện. MC vừa hỏi có ai muốn giao lưu không, thì lập tức mọi người đều giơ tay. Một cô gái đứng lên hỏi Đồng Dao chơi game là thực sự thích. Hay là vì người bạn trai đó khiến cả trường ồ lên thích thú, đồng dao bày tỏ đó chính là công việc và ước mơ của cô vì chính bản thân cô. Kim Dương và Ngải Giai cũng lần lượt bày tỏ quan điểm của mình để cho mọi người thấy rõ và hiểu được tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải là những người ăn chơi lêu lổng chỉ biết nghiện game.
Cách biệt thế hệ dẫn đến lối suy nghĩ khác nhau của mọi người, Ngải Giai cũng nói ra nỗi lòng của mình. Khi biết anh đi theo con đường này, người nhà cũng phản đối, anh cũng đã làm tổn thương họ. Dưới khán đài, mẹ Ngải Giai cũng ngồi nghe con trai nói. Nhìn đứa trẻ biết nói ra những câu nghiêm túc và chân thành, mẹ biết con bà đã lớn rồi, đồng thời cũng chấp nhận và tôn trọng con đường mà cậu đã chọn. Buổi giao lưu nói chuyện cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc buổi giao lưu, mẹ Ngải Giai cũng đã nói ra câu xin lỗi con trai và công nhận anh đã trưởng thành. Thế nên lời nói quyết định khoảng cách của mọi người, chỉ cần bày tỏ chân thành thì cách biệt đến mấy cũng sẽ được kéo gần lại. Đồng Dao trở về nhà đã bị các anh vây lại hỏi, có thật cô đang hẹn hò với đội trưởng không? Vì cảnh hai người đi xem phim đã bị fan hâm mộ chụp lại. Đăng lên Sports rồi, Tư Thành đi xuống thừa nhận mình yêu thầm Đồng Dao, khiến em trai há hốc mồm. Đồng Dao thì ngại ngùng bỏ đi, chưa đến lúc nên chưa thể công khai. Hôm sau diễn ra trận đấu loại giữa CK và Hồng Tiễn, xem đội nào giành được cơ hội sống lại đi vào vòng trong, đội ZGDX cũng có đến xem. Vừa thấy Tư Thành và Đồng Dao xuất hiện, các fan đã lập tức im lặng, càng khiến họ nổi bật hơn. Giản Dương vẫn còn khó chịu khi thấy Tư Thành ngồi cùng Đồng Dao. Ông cameraman cũng chịu khó tạo drama khi quay cận cảnh này, khiến nữ chính vô cùng khó xử, còn Tư Thành lại nghĩ khác. Anh muốn nhân cơ hội này công bố với toàn thế giới đây là bạn gái của mình, chứ không phải là bạn gái cũ của Giản Dương, nên đã hôn cô công khai trước máy quay và hàng ngàn người hâm mộ. Mọi người đều há hốc mồm, ai mà ngờ chuyện này lại xảy ra, người hâm mộ như đóng băng vì kinh ngạc, còn trái tim Giản Dương như bị vỡ vụn. Tin này hot đến nỗi không chỉ nổi trên Weibo mà còn lên luôn truyền hình. Kim Dương vừa hâm mộ vừa ra sức trấn an tinh thần Đồng Dao, vui lên nào bạn tôi, cậu sắp được gả vào nhà giàu rồi. Nếu không được như thế, thì bà Lục cũng sẽ đến đưa 50 triệu đập vào mặt cậu để cậu rời xa con trai bà ấy, lấy số tiền đó để hưởng thụ về sau cũng không phải là thiệt. Nhắc cái xuất hiện ngay, bà Lục lập tức gọi điện cho con cả xác nhận tình hình, Tư Thành cũng thừa nhận đúng là như vậy và chỉ đích danh Đồng Dao. Bà Lục lập tức muốn đến tận đây gặp con dâu tương lai, khiến Đồng Dao bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh cô là lọ lem đến gặp mẹ hoàng tử. Bà cho cô chi phiếu 500 triệu để rời xa Tư Thành, nói là làm. Hôm sau bà Lục đã có mặt tại đó, trên mạng đã bùng nổ hai luồng phản ứng trái chiều. Có người bên Tư Thành Đồng Dao, có người chửi rủa Đồng Dao sẽ hại Tư Thành bị tuột mất chức quán quân vì yêu đương. Bà Lục cho mọi người ra ngoài hết để nói chuyện riêng với hai con. Đối diện với mẹ, Tư Thành ra sức bảo vệ bạn gái dù bà Lục chưa hề nói nặng lời gì. Mẹ con thích cô ấy, chuyện này không ai có thể thay đổi được. Nhưng bà Lục chỉ cảm thấy giận vì con trai có người yêu mà không thông báo với mình, để bà phải biết qua tin tức trên mạng. Nhưng thấy hai đứa yêu nhau như vậy, ai mà nỡ chia cắt chứ. Rất nhanh, trụ sở ZGDX đã ra thông báo chính thức đến mọi người. Tư Thành và Đồng Dao của đội ZGDX quả thực đang trong quá trình tìm hiểu nhau, mong mọi người yêu thương và ủng hộ. Các đội chơi khác cũng đã nhận tin này, có hai đội trưởng là Kun và Giản Dương thì ôm tâm trạng thất tình. Tư Thành công khai người yêu xong liền cảm thấy phiền lòng. Vì anh sợ những bình luận và bài viết trên mạng ảnh hưởng đến tâm trạng Đồng Dao, các fan hâm mộ hầu như đều nhắm vào cô. Nhưng Đồng Dao mạnh mẽ hơn anh tưởng, vốn lúc đầu cô đã không hề sợ làn sóng dư luận đó rồi. Hai người cứ thế ngồi trong xe ôm ấp an ủi nhau, khiến cho ông chú quản lý độc thân khó chịu. Về nhà, Đồng Dao mở live lên liền bị các fan tấn công, nhưng cô phản ứng lại rất mạnh mẽ, không hề dễ bị bắt nạt, khiến Tư Thành trong phòng live cũng cảm thấy như đang bị chửi vào mặt vậy. Anh trực tiếp đi xuống nhà xuất hiện trong phòng live của Đồng Dao, khiến các fan bình luận muốn nổ cả màn hình. Người ghen tị, người ủng hộ, người tự hào vì thuyền họ đẩy đã cập bến rồi. Anh Thành cũng không ngại hôn môi bạn gái ngay trên sóng và thẳng mặt những kẻ ganh ghét với cô. Tuy nhiên, trong trận thi đấu với Alpha, ZGDX lần đầu nhận thất bại. Khán giả ngồi dưới đều cho rằng đội trưởng ZGDX yêu đương nên bị tụt phong độ thi đấu. Lần này Alpha chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Trận đấu thứ hai mới qua vài phút mà Lão Miêu và Lão Ca lại bắt đầu to tiếng với nhau. Lão Miêu liên tục bị đội bạn 4 úp sọt một mà chết hai lần. Đồng đội không đến chi viện khiến anh tức giận, Lão Ca lại tỏ thái độ với đội trưởng khi anh chỉ đạo cậu nhường lính cho Lão Miêu. Do cứ hơn thua tranh cãi như vậy nên ván thứ hai này ZGDX cũng để thua thảm hại trước đối thủ, như là một minh chứng cho thấy yêu đương bị tụt phong độ. Mấy ông bình luận viên được nước liền nói, hay là do Mitch và AD yêu đương nên khiến phong độ giảm sút nhỉ? Khiến Đồng Dao vô cùng khó chịu, cả đội về phòng nghỉ quản lý sốc lại tinh thần cho mọi người. Minh Thần cũng nói họ không được tụt sốc như vậy vì chủ nhật tuần sau còn có trận đấu với FNC, nhưng Lão Miêu và Lão Ca lại trách móc nhau, khiến Lão Miêu tức giận bỏ về. Buổi tối cũng chỉ mình Lão Ca livestream, Đồng Dao thấy vậy chỉ đành tìm đến Tư Thành nhờ anh đi khuyên giải bọn họ. Nhưng cha nội này vừa thấy người yêu tự dâng đến tận phòng liền táp táp vào con nhà người ta, một người nghiêm túc, một người lại cứ thích trêu ghẹo. Nữ chính muốn đội trưởng dùng tình yêu đi giải hòa hai người đó, nhưng đối với anh, tình yêu của anh chỉ dành cho cô, chứ ai lại dành cho hai đứa con trai kia. Nhưng sau đó Tư Thành vẫn gọi hai người ra nói chuyện. Anh dùng trí nhớ siêu phàm của mình nói lại từng mốc thời gian mà Lão Miêu phạm lỗi, cũng trách Lão Ca không chi viện kịp thời, khiến Đồng Dao ở bên nghe mà thán phục. Ai cũng có lỗi, nhưng trong tâm thế đánh giải mà quan trọng thắng thua, khiến bọn họ xích mích với nhau. Đã đấu chuyên nghiệp tức là trọng tinh thần đồng đội. Nếu cứ hơn thua với đối thủ và cả với thành viên đội mình, thì tôi nghĩ hai cậu nên nghỉ thi đấu đi. Nói rồi anh bỏ đi để cho bọn họ tự ngồi lại suy ngẫm. Lúc nói chuyện với đồng đội, mặt Tư Thành căng như vậy,
nhưng ngay sau đó lại chạy vào phòng vui vẻ nhắn tin với người yêu. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh. Hai người kia không chịu tự làm hòa với nhau nên Đồng Dao phải đích thân ra tay. Cô đến chỗ lão ca hỏi anh có đói không nhưng không nhận được câu trả lời, thế là liền chạy sang chỗ lão Miêu nói lão ca muốn đấu đôi với anh, làm cho lão Miêu tưởng thật nên đến đánh cùng. Lão ca biết rõ ý đồ nhưng anh vẫn giả ngu chơi cùng tên đồng đội ngốc đó. Thế là cả hai làm hòa. Sáng hôm sau, quản lý thông báo đến mọi người tin gần đây trên mạng xuất hiện những bình luận không hay về chiến đội của chúng ta, nên câu lạc bộ sắp xếp cho đội trưởng livestream phỏng vấn esports, nhưng Tư Thành không muốn đi. Quản lý nào dễ tha cho anh, sau một hồi thuyết phục rát cổ họng cũng khiến Tư Thành cam tâm ngồi vào ghế phỏng vấn. Cô MC hỏi trên mạng đang xuất hiện những thông tin chiến đội ZGDX đánh thua Alpha, lão ca và lão Miêu đang dặn nứt ZGDX sắp tan rã, không biết anh có suy nghĩ gì về tình hình hiện tại ra sao. Tư Thành nói thẳng đó chỉ là những bình luận nhảm nhí ở trên mạng. Anh khẳng định tình cảm của mình là chuyện cá nhân, không hề ảnh hưởng đến cả đội. Cô MC cố gắng dẫn dắt anh phải gửi lời xin lỗi đến fan. Nhưng Tư Thành không chịu, anh nói nếu mọi người nghi ngờ năng lực của ZGDX thì mọi người có thể bỏ theo dõi họ trên mạng. Chứ chiến đội của họ quả thực chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả, chỉ là thua một trận vòng loại thôi mà. Nếu vì vậy mà bị fan hâm mộ quay lưng thì tôi thật sự rất thất vọng về các bạn. Tôi tự hỏi vì sao ZGDX lại có một nhóm fan. Gió chiều nào cây theo chiều đấy như thế. Rất nhanh vì phát ngôn này của Tư Thành mà đã nổ ra những phản ứng trái chiều trên mạng. Họ cho rằng anh không coi fan ra gì đòi quay lưng với anh. Quản lý và Minh Thần bị gọi lên văn phòng nghe các cán bộ cấp cao của câu lạc bộ chỉ trích. Thấy trên mạng toàn là những bình luận chửi bới Đồng Dao đã khiến cho Tư Thành thay đổi. Mẹ lập tức gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Đồng Dao nói mình vẫn rất ổn và trấn an mẹ đừng lo lắng. Mẹ của Tư Thành vốn là đại gia nên bà gọi điện cho con trai, bảo nếu không muốn đi theo con đường thi đấu này nữa thì về nhà kế thừa tài sản, sống cuộc đời an nhàn không cần nghe bọn họ bàn tán về con nữa. Bây giờ trên mạng không còn gọi Đồng Dao là Hoa Mộc Lan nữa, mà gọi cô là Đát Kỷ đi quyến rũ trụ vương. Dân mạng thấy không đá động được Tư Thành lại quay sang ăn hiếp Đồng Dao. Sau đó gán cho hai người cái tội mắc bệnh ngôi sao. Quản lý trấn an tinh thần của các đội viên, nói họ tạm thời đừng xem điện thoại đọc những thứ tiêu cực đó nữa. Nhưng tinh thần của Tư Thành rất mạnh mẽ, anh nói không cần phải bỏ điện thoại, chỉ cần thắng trận sau để chứng minh cho họ thấy là được. Rất nhanh anh đã chứng minh được câu nói đó bằng cách thắng 1-0 trong trận đấu với FCK. Trong ván đấu thứ hai, Đồng Dao cũng đã lấy lại được phong độ, chứng minh năng lực của mình không phải tự dưng mà vào được ZGDX. Chiến đội nhanh chóng áp đảo thắng luôn ván 2 trong sự gieo hò của các fan trung thành dưới khán đài. Sau trận đấu, Đồng Dao phải tiếp nhận phỏng vấn sau khán đài. Cô biết ngay họ sẽ hỏi đến mối quan hệ giữa cô và đội trưởng, nhưng lần này cô không tránh né nữa mà mạnh mẽ nói. Tôi biết mọi người luôn không có thiện cảm với các nữ game thủ trong giới esports, nhưng chúng tôi cũng ngày đêm luyện tập phân tích chiến thuật, thì lại bị mọi người gán cho các tội danh không có thật. Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi, nhưng những lời trên nếu có đắc tội tôi cũng không hối hận. Nói rồi cô hiên ngang rời đi. Tư Thành đều đã nghe được những lời này. Khi cô ra đến hành lang, anh đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Ôm bạn gái vào lòng, em đã rất mạnh mẽ rồi. Dân mạng bắt đầu quay sang ủng hộ Đồng Dao. Cậu bé đội trưởng A Quang lần trước được Đồng Dao an ủi, bây giờ cũng ra mặt nói đỡ cho cô ấy. Các chiến đội khác, trong đó có Kun và Giản Dương, đều lên tiếng bênh vực Đồng Dao. Ai trong giới game thủ hiểu rõ về cô cũng không ngại đứng trước dư luận mà bảo vệ cô. Lão Miêu và lão Ca lên sóng chứng minh ZGDX rất hòa hợp và họ sẵn sàng đứng về phía cô em út Đồng Dao. Nhưng lúc chiến đội đang vui vẻ nhất thì có người lại gửi đến cho Đồng Dao một hộp quà. Khi cả đội nghe thấy tiếng hét của cô liền chạy ra thì tay cô đã bị chảy máu. Trong hộp quà đó là xác rắn và còn giấu cả một con dao lam bên trong. Đúng là thủ đoạn hèn hạ, còn có một bức thư đe dọa cô không được thi đấu nữa. Quản lý nhanh chóng chụp lại bằng chứng rồi gọi cho cảnh sát báo án. Còn Tư Thành nhẹ nhàng xử lý vết thương cho bạn gái. Em đau tay không bằng anh đau lòng. Câu an ủi xến xúa này vậy mà lại khiến Đồng Dao nín khóc. Quản lý nói với Tư Thành về bức thư đe dọa kia. Minh Thần cũng gợi ý ngày kia thi đấu với đội Hồng Tiễn sẽ thay Lục Nhạc vào, vì có người đã đe dọa sẽ lên tận sân khấu để làm hại Đồng Dao. Nhưng Tư Thành hiểu rõ bạn gái anh mong muốn được thi đấu đến thế nào nên không đồng ý. Tối đó quản lý lại đem đến thông báo của tổng bộ. Vì an toàn Đồng Dao vẫn phải tạm thời ngừng thi đấu, nữ chính không muốn bạn trai khó xử nên cô cũng đã đồng ý. Tư Thành bất lực vì không bảo vệ được bạn gái. Anh cũng giận những kẻ quá đáng kia nên tối đó đã lái xe ra ngoài. Đồng Dao gửi rất nhiều tin nhắn an ủi anh và chứng tỏ bản thân cô không sao. Nhưng không thể liên lạc được với người yêu, không ai biết Tư Thành đi đâu. Nhưng tối hôm đó, khi Đồng Dao ngủ say đã thấy anh nằm bên cạnh cô rồi. Mơ màng tỉnh thấy người yêu trở về, Đồng Dao liền quay sang ôm lấy anh. Tư Thành đem sự phẫn nộ của mình gửi vào trong trận đấu với team Hồng Tiễn. Cùng các đồng đội ZGDX giành được chiến thắng đầu tiên, các nhà báo cũng đứng bên cánh gà bàn tán. Trong trận đấu hôm nay Tư Thành như muốn nuốt sống người khác vậy, quá dữ mà. Nhưng họ đợi mãi mà không thấy Tư Thành ra, MC cũng đành thông báo tuyển thủ từ chối tham gia phỏng vấn. Nhưng các nhà báo không tha cho anh, vừa xuống xe họ đã vây lại hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà tâm trạng thi đấu của anh lại khác thường như vậy. Tại sao Đồng Dao lại không tham gia thi đấu nhưng Tư Thành và Lục Nhạc đều từ chối trả lời. Đồng Dao cũng không biết làm cách nào an ủi tâm trạng bất cần đời của người yêu. Cô chỉ có thể ra quán cà phê ăn bánh ngọt cùng bạn thân, cô lo lắng Tư Thành đang bất mãn với mình.
Nhưng vì sao lại vậy thì cô không biết. Kim Dương an ủi cho rằng Đồng Dao quá nhạy cảm rồi, có lẽ anh ấy chỉ vì vết thương nhỏ trên ngón tay cậu mà tự trách thôi. Vừa rồi Đồng Dao còn nói là lỗi tại bản thân mình, bây giờ lại quay sang trách Tư Thành không quan tâm đến cô. Đúng là tâm trạng của con gái khó hiểu thật. Tối đó Đồng Dao lại bắt đầu nghĩ do mình hại ZGDX và Tư Thành bị fan ném đá nên bắt đầu khóc. Thì lúc này Tư Thành lại vào phòng cô, anh không hiểu sao người yêu lại khóc nên chỉ có thể nhẹ nhàng giúp cô thay băng mới cho vết thương. Ngày hôm sau Đồng Dao vừa tỉnh ngủ đã nhận được tin nhắn từ bạn thân, đó là bài viết của câu lạc bộ. Họ đã phải lên tiếng lý do vì sao lại không cho cô thi đấu, đồng thời cũng cảnh cáo các fan ác ý. Nếu có hành động như thế nữa, sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp sâu. Đồng Dao vội chạy xuống nhà hỏi quản lý, chẳng phải nói là sẽ giấu chuyện này đi sao. Anh quản lý cho cô biết là vì Tư Thành đã gây sức ép cho câu lạc bộ nên buộc họ phải đăng bài này lên mạng để bảo vệ an toàn của Đồng Dao. Nhờ đó mà dân mạng đã tìm ra danh tính cô gái gửi hộp quà kia. Trước đó cũng là người đăng bài mắng Đồng Dao là đắc kỷ, họ quay xe sang chửi cô ta vô liêm sỉ, não có vấn đề, buộc cô gái đó phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng không ngờ cô ta còn mắc bệnh trầm cảm, bị dân mạng công kích như vậy, liền đổ một đống thuốc ra tay uống tự sát. Thế là dân mạng lại quay xe ra chửi Đồng Dao ép fan hâm mộ. Rồi người ta vào đường cùng, cũng may có người chụp lại được giấy chứng nhận trầm cảm của cô gái kia. Cô ta khám ở bệnh viện của bọn họ nhưng họ lại chưa từng gặp bao giờ. Cũng tức là con nhỏ này nói dối, do làn sóng dư luận đang dâng cao nên sếp Vương buộc phải cho Đồng Dao ngừng tham gia các hoạt động của ZGDX, bắt cô phải đứng ra xin lỗi, khiến Tư Thành khó chịu bật lại sếp vì người yêu của anh làm gì có lỗi mà phải xin. Tư Thành, cậu phải hiểu giờ chúng ta cần hạ mình để dẹp yên dư luận, các người làm vậy không sợ thành viên sẽ thất vọng sao? Được rồi, đừng nói nữa, đây là quyết định của câu lạc bộ. Tư Thành không nghe được nữa nên đứng dậy rời đi. Họ không bảo vệ đội ZGDX nhưng anh là đội trưởng, anh sẽ bảo vệ đồng đội đến cùng. Mãi đến tối vẫn chưa về nhà khiến Minh Thần và quản lý lo lắng. Thời gian luyện tập của mọi người sắp đến nên Minh Thần buộc phải ngồi vào thay vị trí của Tư Thành. Anh vừa ngồi xuống chưa cắm ghế thì Nam Chính đã trở về. Mọi người cũng cố gắng chấn chỉnh tinh thần bắt đầu luyện tập. Hôm sau Đồng Dao dậy sớm thấy người yêu đã ngồi vào bàn huấn luyện. Khi đến bên cạnh thấy vỏ kẹo trên bàn cô mới biết cả đêm anh không ngủ nên lo lắng đặt tay lên tay anh ngăn lại. Cũng phải vì lần này đội họ đấu với IQCB, một đối thủ vô cùng mạnh, có giáo hoàng ngang tài ngang sức với Tư Thành, thắng thua là ranh giới rất mong manh. Trận đấu quyết liệt mà các fan mong chờ chính thức diễn ra, ánh sáng và bóng tối chính thức giao đấu với nhau. Hai ông bình luận viên còn phấn khích hơn cả khán giả, trận lần này Đồng Dao được lên thi đấu, Tư Thành cũng nắm lấy tay cô để an ủi cả hai. Tư Thành và giáo hoàng nhìn nhau, đây là trận chiến của họ, cả hai bên đều ban thức thần mạnh nhất của đội bạn. Trong khi ai cũng nghĩ Tư Thành sẽ chọn Tiểu Tùng Hoàn thì anh lại nhấn vào yêu hồ, cũng chính là nói sẽ chơi đánh nhanh thắng nhanh, khiến các đội viên tâm tình phức tạp vì IQCB là một đội mạnh. Đánh nhanh với họ sẽ rất nguy hiểm. Trận đấu bắt đầu lúc đầu hai bên còn rất dè chừng đối thủ, nhưng sau đó khi đối đầu trực diện với giáo hoàng, Tư Thành đã thành công phản ganh ăn được 260 vàng, nhưng giáo hoàng không có ý sẽ về thành hồi máu mà băng trụ để ganh. Giết được yêu hồ của Tư Thành không phải dạng vừa đâu, tài nguyên của hai bên về trạng thái cân bằng, giáo hoàng đích thị là Tư Thành thứ hai có chết cũng phải giết địch bên cạnh mình. Mạng đổi mạng chơi khô máu mới thôi, là đối thủ đầu tiên khiến Nam Chính dè chừng, Tư Thành ép tuyến binh đường dưới giáo hoàng đánh đến có nhóc mập yểm trợ. Cậu nói Tư Thành mau về thành hồi máu, đối thủ cũng nghĩ Nam Chính đã về thành, nhưng giáo hoàng vẫn cẩn thận cho người canh trụ tránh Tư Thành đến phá. Đúng như vậy, tuyến binh đến rồi Tư Thành muốn dọn sạch lính rồi mới đi, lão Miêu muốn lão ca cùng mình đi đẩy trụ trên. Nhưng lão ca không muốn manh động như vậy, thế nên một mình lão Miêu tiến lên cái kết bị đánh bại. Trận đấu đã diễn ra 11 phút, IQCB đang dẫn trước và nhiều tài nguyên hơn. Đường trên và đường dưới của ZGDX rất khó sống, giáo hoàng cứ nhất quyết giữ chân Tư Thành ở đường dưới mà không cho cơ hội tấn công. Cả đội ZGDX đều farm rất bình thường, đánh một lúc tình thế đã được đảo ngược, ngải dai bị hạ. Kim Ơn Xúc cũng bị nhóc mập khống chế và Đồng Dao dùng combo skill giết. Lần đấu chung này IQCB bị tổn thất nặng nề, người không còn trụ ở đường dưới cũng mất. Trong tình huống tốt như vậy không đi đẩy trụ mà Tư Thành lại rút, khiến đồng đội khó hiểu anh đi đánh đại xà lúc này là quá nguy hiểm. Bên giáo hoàng cũng chỉ huy đồng đội sau khi hồi sinh mau đi đánh đại xà, địch đã đến lão Miêu muốn đội trưởng rút, nhưng Tư Thành vẫn chỉ huy Đồng Dao vào trận xuất chiêu cuối, anh giữ chân giáo hoàng, Tư Thành đánh một chiêu bị hỏng khiến các đồng đội của anh không cho rút. Cũng lần lượt bị địch tiêu diệt, IQCB giành chiến thắng, lão Miêu bức xúc bỏ vào trong, còn Tư Thành thì như người mất hồn do sự chỉ huy sai sót của mình. Bên trong phòng nghỉ các đồng đội ai cũng đều im lặng, Minh Thần phân tích cho mọi người thấy. Bên đội bạn phòng thủ rất chặt chẽ, còn chúng ta di chuyển sai vị trí, lúc xuất hiện lại sai thời điểm chi viện cũng chậm nên mới thua. Anh cũng nói thẳng là do kiêu căng yêu hồ của Tư Thành chọn vốn không hề có ưu thế, thế nên ván đấu tiếp theo mọi người phải phối hợp và phòng ngự tốt hơn bên kia mới mong gỡ gạc được tỷ số. Tư Thành lúc này mới giải thích, anh hiểu rõ giáo hoàng nếu lúc đầu không khắc chế anh ta, thì để đến cuối trận đội mình sẽ chết thảm, chính vì vậy mới phải đánh nhanh. Nhưng dù sao cũng đã thua rồi, lão Miêu nghe không chịu hiểu đập bàn bỏ ra ngoài. Ván đấu thứ hai Đồng Dao chọn Tuyết Nữ muốn đánh kiểu 4 bảo vệ 1, Tư Thành nghe lời Minh Thần chọn Bát Nhã, khiến bình luận viên và đội bạn không thể đoán được chiến thuật của ZGDX. Trận đấu mới đó mà đã đến phút thứ 13, IQCB chỉ đánh lính, tài nguyên và đồ của họ đều đã ổn.
chỉ chờ ZGDX có ai sai sót liền chớp lấy cơ hội mà thôi. Cuối cùng IQCB đã xông đến đánh chung. Tuyết nữ của đồng dao khởi động tuyệt chiêu kéo dài thời gian, IQCB cũng vừa thấy cô đến liền rút lui, rõ ràng là cố ý kéo dài trận đấu. AD và rừng của IQCB đã bắt đầu đánh đại xà. Tư Thành không nhường con rắn này nên chỉ huy lão Miêu xông lên đánh, trong khi lão Miêu chỉ muốn đẩy trụ. Lão Ca tiến vào động cướp đại xà nhưng không thể lấy được khỏi tay IQCB, cả đội đều muốn rút nhưng Nam Chính liên tục trấn an họ, anh có thể đánh. Tư Thành lập tức lao lên. Hai bên giao đấu ác liệt, không ai thua ai, giờ một sống một còn chứ rút gì nổi nữa, liều thì ăn nhiều thôi, nhóc mập bị hạ. Tư Thành và đồng dao kết hợp giết được Dung Dung, nhưng sau đó cô bị combo skill của Giáo Hoàng hạ gục. Tư Thành nín thở tiếp tục trận đấu, một mình đấu lại hai thức thần đội kia, anh dùng hết sức lao vào nhưng bị chặn bởi người yểm hộ. Lúc bị phản lực hất bay trên không trung còn bị một chiêu của Giáo Hoàng đánh trúng, thua thật rồi, màn hình công bố IQCB giành được chiến thắng rồi. Nhưng Giáo Hoàng lại cảm thấy lo cho trạng thái của Tư Thành, ZGDX trở về trong không khí trầm lặng. Trở về trụ sở quản lý an ủi mọi người, không phải là chỉ thua một trận đấu thông thường thôi sao, trận này thua thì thắng trận tiếp theo vẫn đứng vững được. Nhưng có nói thế nào thì cũng không ai thèm đáp lại, lão Miêu bất mãn đứng lên chất vấn Tư Thành. Mấy ngày tập luyện anh đi sớm về muộn, tâm trạng lại cứ bồn chồn lơ đễnh, chiến thuật đã đặt ra nhưng sao vào đấu chính lại thay đổi. Anh Thành, em cần một lời giải thích, Minh Thần cũng cần được giải thích, vì sao lại chọn Yêu Hồ thay vì Tiểu Tùng Hoàn như mọi người đã luyện tập với nhau. Đồng Dao đứng ra giải thích cho người yêu, vết thương trên tay Tư Thành lại tái phát nên cần đánh nhanh. Lão Miêu lại chất vấn khoảng thời gian qua anh cứ vắng mặt là do đi đâu, quản lý đành phải nói là đi giải quyết chuyện của Đồng Dao, cô gái nhất quyết đòi tự vẫn kia chẳng bị trầm cảm gì cả. Mà đang phải ngồi ở đồn công an thế nên hai ngày nữa Đồng Dao cũng phải đến đó một chuyến, Tư Thành muốn rời đi thì lại bị lão Miêu giữ lại. Cậu chất vấn đội trưởng tại sao cứ làm riêng lẻ một mình mà không bàn bạc với toàn đội. Chẳng lẽ anh không tin tưởng đồng đội của anh sao? Hôm nay thua em ấm ức không phải bởi vì kết quả mà bởi vì người đội trưởng là anh không hề nói gì với đồng đội. Một mình tự quyết định tất cả, nếu đã không tin tưởng nhau thì bọn em không cần một đồng đội như anh. Lão Miêu bỏ đi khiến nhóc mập Lục Nhạc lão Ca đuổi theo giữ lại. Anh nói người thân vốn không cho anh dấn thân vào con đường game thủ, nếu năm nay không lấy được vé vào giải chung kết toàn quốc thì không còn mặt mũi về nhà gặp họ nữa. Cả ba người hợp sức lại khuyên lão Miêu hãy suy nghĩ tích cực hơn. Chưa gì mà đã nhận thua là sao, nhưng nói thế nào cũng không ngăn được lửa giận trong lòng cậu ấy. Cùng lúc này Minh Thần và quản lý cũng rầu rĩ không biết làm sao. Quản lý có một nỗi lo rằng liệu từ đầu họ chọn Đồng Dao có đúng hay không, vì cô ấy ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội, nhưng Minh Thần đã đính chính lại. Sự ảnh hưởng đó tích cực đến mọi người thế nên hiện giờ phải bình tĩnh lại. Lúc này Đồng Dao đang đứng ngoài cửa phòng an ủi Tư Thành. Cô biết nói gì cũng vô ích nên chỉ có thể ngồi ngoài cửa với anh. Tâm trạng của mọi người đều đang rất nặng nề và mệt mỏi, trong khi mọi người đều cảm thấy đội trưởng của họ quá cứng đầu. Thì Đồng Dao lại nhẹ nhàng ngồi ngoài cửa nói chuyện với anh. Cô nói ra mọi suy nghĩ của mình từ ngày đầu đến đây. Tư Thành là một người rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi trách nhiệm quá lớn anh không thể gánh vác một mình mà phải chia sẻ cùng đồng đội. Sau một lúc lâu thụ thủy tâm sự, Tư Thành cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài. Anh ôm lấy Đồng Dao thừa nhận rằng mình đã sai rồi. Sáng sớm hôm sau cả hai người đã cùng nhau đợi ở dưới nhà. Khi mọi người đều có mặt đầy đủ, Tư Thành tiến lên phía trước thừa nhận rằng mình chọn Yêu Hồ là thiếu suy nghĩ, xin lỗi vì đã không thương lượng với mọi người mà tự ý quyết định. Đây là lần đầu tiên Tư Thành hạ mình như thế. Anh chịu thừa nhận mình độc đoán ngang ngược cứng đầu, cũng hứa sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với cả đội. Tôi nhận ra mình cần các cậu thế nên mong mọi người chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Sau cùng anh sẵn sàng cúi đầu xin lỗi mọi người khiến Lục Nhạc và quản lý suýt khóc. Còn nhóc mập đã không nhịn được chạy lại ôm đội trưởng của mình. Lão Miêu cũng không gồng được nữa mà bật khóc trước tiên, thế là cả nhà mình lại cùng vui. Sau đó Tư Thành chở Đồng Dao đến đồn, gia đình cô gái kia đích thân đến xin lỗi mong được giảng hòa vì con gái họ 18 tuổi sắp thi đại học. Nhưng Tư Thành từ chối giảng hòa vì bé nhà anh cũng chỉ mới 20 mà đã bị đe dọa tinh thần rồi. Cô bé sợ hãi cúi đầu nhận lỗi nhưng bố mẹ lại không kiên nhẫn nói. Chỉ là chơi game thôi mà làm quá, càng khiến Tư Thành kiên quyết không giảng hòa kéo Đồng Dao ra về. Bên trong bà mẹ không chịu nhận lỗi về con gái mà chỉ tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Nhưng cô bé này trước kia từng viết thư đe dọa một thần tượng khác nên lần này tái phạm phải bị giam giữ rồi, cũng sẽ lưu lại vết tích trong học bạ, e rằng thi đại học không vào được trường tốt. Khiến bà mẹ sốt sắng, cô gái đó có hối hận cũng muộn màng, chuyện cô bé dối trá này vu oan và nói dối đã được đăng lên mạng. Mọi người đều biết họ đã trách lầm Đồng Dao, chuyện này cũng khiến cho những người có ý định xấu với thần tượng của mình phải dè chừng trước pháp luật. Giải quyết xong chuyện rắc rối này, Đồng Dao và Tư Thành mới có thời gian ở bên nhau ăn hoa quả, thì mẹ của cô gọi đến hỏi thăm tình hình con gái. Sau đó bắt cô phải dẫn cả con rể về thăm gia đình, nếu không hai ông bà sẽ lên trụ sở thăm, khiến Đồng Dao sợ hãi phải đồng ý. Vì còn trận đấu nên cô hẹn bố mẹ cuối tuần sẽ về. Cúp điện thoại, cô dè dặt hỏi ý của Tư Thành, anh không do dự gì mà lập tức đồng ý. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã đến cuối tuần, Tư Thành và Đồng Dao cũng đã có mặt tại nhà của cô. Mẹ vợ vô cùng nồng nhiệt đón tiếp con rể, nhưng còn bố vợ lại cứ chăm chăm xem livestream để nâng cao kỹ năng ganh đua với con rể. Máy tính ông mới mua chưa biết lắp thế nào nên đây chính là cơ hội để anh thể hiện.
Chưa đến vài phút Tư Thành đã lắp xong, bố cũng lập tức ngồi vào test và ưng lắm. Ông nói mình không phản đối chuyện tình yêu của con, nhưng cần phải xác nhận với Tư Thành lại một lần nữa. Anh có thực sự nghiêm túc với con gái mình không? Vẻ mặt của Tư Thành đầy chân thành nói chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng. Buổi tối cả hai mới được trở về nhà. Ra xe hai anh chị cũng tranh thủ hâm nóng tình cảm mới chịu. Bên này bà xã của Ngải Giai đang phải học cách chơi game để có thể quản lý chiến đội IQC mới mua, thấy bạn gái cực khổ như vậy. Nên là hai người này cũng phát cẩu lương nhiệt tình cho khán giả, tình cảm đủ rồi trở về với giải đấu chính. Các đội vượt qua vòng loại để bước vào chung kết chính của giải đấu toàn quốc năm nay gọi tên CKIQCB và ZGDX, Alpha và Lam, Hồng Tiễn. Đây là những đội chứng minh được năng lực của bản thân rất mạnh. Thế nên để có thể tìm ra quán quân giành chức vô địch, các đội phải luyện tập, trau dồi thực chiến và chiến thuật nhiều hơn nữa. Ở vòng đầu tiên ZGDX chiến thắng đội Lam, CK thắng FNC. Thế nên tiếp theo đối thủ của cửa khẩu chính là ZGDX. Đúng là hai đội có duyên ắt sẽ gặp lại mà. Có thể thấy trong lần ra quân này ZGDX đã thống nhất về chiến thuật và có lại sự đoàn kết như trước kia. Giản Dương cũng đã không còn nặng lòng bạn gái cũ, nên cũng phát huy hết năng lực chỉ đạo của mình. CK chơi chiêu 4 đánh hai nhóc mập hy sinh cho Tư Thành sống, nên được lão Miêu công nhận có bản lĩnh. Đồng Dao cũng nhanh chóng giết được một người bên đối thủ trả thù cho đồng đội. Tư Thành biết tiến lùi kịp thời không đánh lại sẽ cho đồng đội rút. Trong khi cướp đại xà Giản Dương đã bị tiêu diệt, ZGDX thành công đẩy trụ chiến thắng hiệp đầu. Nghỉ giữa giờ Giản Dương lại bắt gặp Tư Thành ở đây ăn kẹo, như lần đầu gặp lúc anh và bạn gái cũ Đồng Dao đang cãi nhau. Hiện tại cô đã là bạn gái của Tư Thành, thấy hai người giỡn nhau vui vẻ như vậy. Trong lòng Giản Dương bùng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Anh về phòng nghỉ của đội mình vạch ra chiến thuật mới, nhất định phải giành được chiến thắng trong hiệp 2. Hiệp đấu lại bắt đầu. Lần này tinh thần chiến đấu của đội CK quả thực tăng lên không ít, mới vào trận chưa đầy một phút đã giết được lão Ca và lão Miêu. Đánh cho lão mập mất khiên và Đồng Dao không còn đường lui, trong màn cướp đại xà chồng cũng phối hợp chiến đấu nhỉnh hơn một chút. Thế nên đã thành công giành được chiến thắng hiệp 2. Hiệp 3 là trận quyết định thắng thua nên vô cùng căng thẳng. Lão Ca nghe lời Tư Thành không đi rừng nữa, xuống đường dưới rình Giản Dương. Nhóc mập cũng phải đến yểm trợ, quả nhiên một lúc sau cả hai hợp sức đã đánh bại Giản Dương. Đồng Dao cũng tung combo skill đánh chớt Tiểu Hoa, CK lại bị đội bạn dồn vào thế khó. Trong lúc Giản Dương dọn lính thì Tư Thành đã phân công, lão Miêu lão Ca bên trên ổ rắn, Đồng Dao bên trái, nhóc mập và anh ở giữa. Giản Dương không gấp bắt đầu tập trung đồng đội cướp đại xà, ZGDX trốn trong bụi cỏ đợi đội kia đến thì liền xông ra đánh. Dương Thần bị chôn vùi, lão Vương bị Đồng Dao khống chế, Hồ Điệp nguy rồi, Hảo Vân Lai bị giết người, cuối cùng là Tiểu Hoa cũng ngỏm nốt. CK kỳ này căng rồi, Giản Dương chỉ biết chạy. Tư Thành không đuổi mà tập trung đẩy trụ, Dương Thần xông lên nhưng không thể lật ngược tình thế. Đợi đồng đội hồi sinh thì đã quá muộn rồi, chiến thắng đã thuộc về ZGDX. Lần này thua Giản Dương đã tâm phục khẩu phục, anh cũng chúc Đồng Dao hạnh phúc bên người yêu mới. Top 4 chiến đội lọt vào chung kết ZGDX, IQCB, FNC Lam đều hừng hực ý chí chiến đấu, nhưng sau cùng chỉ có hai đội mạnh nhất là ZGDX và IQCB có thể đi tiếp. Một lần nữa đối đầu với con quái vật trong giới esports, ZGDX đã chuẩn bị sẵn tâm lý một sống một còn. Nhưng trước đó phải ăn uống một trận no nê đã đời đã. Hôm nay cũng là sinh nhật Đồng Dao, Kim Dương là người đầu tiên gọi điện chúc mừng. Sao cưng muốn giày hay túi váy hay đầm để chị còn chốt đơn, Đồng Dao không cho bạn thân nói cho Tư Thành biết hôm nay là sinh nhật cô. Cô sợ anh sẽ mua cái gì đó đắt tiền đến nỗi cô có đi làm thuê cả đời cũng không trả nổi. Khi quay lại bàn ăn thì đồ ăn đã vào bụng nhóc mập hết rồi. Đồng Dao chẳng được để dành miếng nào, cũng vì ham ăn tục uống mà cả ngày hôm đó nhóc mập ngồi trong nhà vệ sinh, đến nỗi phải nhập viện, hại mọi người đứng chờ bên ngoài lo lắng đến tận đêm. Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra trấn an tinh thần của mọi người, cậu ấy chỉ bị viêm dạ dày cấp tính, giờ còn hơi sốt mà thôi. Đợi bác sĩ đi, mọi người lập tức chạy vào phòng bệnh thăm tên đồng đội ham ăn này. Quản lý trách mọi người hại cái thân bảo mẫu của anh phải lo lắng lên xuống không thôi, còn nhóc mập thì chỉ nói mình đói rồi muốn ăn bánh. Khiến cả đội bất lực thay, chỉ có Đồng Dao là động lòng trắc ẩn, nói Tư Thành đi mua cho nhóc mập túi bánh ăn lót dạ. Thế là anh lấy luôn chiếc ví đáng thương của cô mang đến tiệm tạp hóa, cái tên này giàu mà keo ghê. Lúc thanh toán tiền, Tư Thành nghịch ngợm lấy chứng minh thư của bạn gái ra xem, mới biết hôm nay là sinh nhật của cô, may mà chưa qua 12 giờ đêm, nên anh cấp tốc chạy về chuẩn bị. Đồng Dao ngồi ở bệnh viện đang nhắn tin với mẹ, sau đó tự ước nguyện một mình, thì đồng đội người mang hoa người mang bánh cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cô. Nhóc mập tưởng bánh cho mình nên nhanh chóng ngồi dậy, nhưng ai cũng đi ngang qua cậu, nên cậu cũng nhập bọn với mọi người luôn. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Đồng Dao vô cùng cảm động, cô chân thành cảm ơn đồng đội. Trong lúc bạn gái cầu nguyện, Tư Thành đã âm thầm đến phía sau đeo dây chuyền cho cô. Đây chính là món quà nhỏ của anh, năm nay anh tặng dây chuyền cho em, năm sau sẽ tặng váy cưới và giấy đăng ký kết hôn. Quản lý cũng có quà nhưng mà là quà cho cả đội, đó chính là bùa hộ mệnh bình an và may mắn. Sau đó cả đội cùng đập tay một lòng quyết tâm ngày mai phải đánh hết mình với IQCB.
Cũng trong lúc này bên đội bạn cũng đập tay nhất định Mai giành thắng lợi, trận đấu quy mô toàn quốc sau bao lần đấu giải loại trừ. Cũng đã chọn ra hai ông hoàng thực thụ, ai cũng vô cùng giỏi, đội nào cũng vô cùng chiến, nhưng cúp thì chỉ có một thế nên kẻ mạnh thực sự mới xứng đáng có được nó. Trận đấu quy mô toàn quốc lên hẳn truyền hình trực tiếp, bố mẹ ở nhà cũng chuẩn bị tinh thần và trái cây ngồi cổ vũ con gái. Các chiến đội bị loại khác cũng tụng lại vừa xem vừa buôn dưa lê cá cược đội nào thắng. Trận đấu chính thức bắt đầu, nhóc mập liền trốn vào bụi cỏ đợi địch đến hù cho nó ngất xỉu. Cái kết khi nhảy ra lại bị đội bạn đánh cho mất máu đi cầu cứu đội trưởng, nhưng chiến đội ZGDX vẫn còn rất thoải mái đi cà khịa lẫn nhau, bên kia ngược lại hoàn toàn vô cùng nghiêm túc. Thức thần của giáo hoàng đã lên cấp 3, anh ta liền chạy đi gánh trụ, muốn vượt trụ giết đối thủ, nhưng sau khi vào trụ lại bị đánh cho còn một ít máu, chỉ có thể dùng tốc hành bỏ chạy. Giáo hoàng hành động khinh suất, suýt nữa là đã bị nhóc mập giữ lại, đối thủ đến trộm đồ lão ca liền gọi đồng dao đến đánh hội đồng. Nhanh chóng khống chế ơn xúc rồi xử luôn chứ đợi gì nữa, đồng dao và lão ca phối hợp ăn ý giành được chiến công đầu. Nhưng rất nhanh IQCB đã tìm được cơ hội trả thù. Đồng dao đánh ngải dai sắp hết máu, cô muốn vượt trụ giết đối thủ, nhưng bị ngải dai phản kích lại. Nữ chính muốn rút về sau nhưng không kịp nữa rồi, cô bị ơn xúc công kích từ đám cỏ đánh hạ, đồng dao lại thảm rồi vừa hồi sinh đã bị mít và jungle truy sát. Đánh được 5 phút lượng tiền chỉ bằng một nửa mít của đối phương, còn tư thành về mặt lát hit có ưu thế, nhưng về tổng thể vẫn bị giáo hoàng chèn ép. Nhóc mập cố giữ trụ, đối thủ bắt đầu đánh taco nhưng tư thành không cho đánh. Không giành không giáp chiến để chuẩn bị thăng cấp, bên IQCB giáo hoàng dày dặn kinh nghiệm cũng biết đối thủ sẽ không đến đánh vì bận thăng cấp. IQCB thuận lợi đánh xong taco, sau đó ép đội bạn phải giao tranh, tư thành không giao tranh ra lệnh cho đồng dao dọn lính nhưng cô lại đi khai chiến, khiến đồng đội phải kéo vào trợ giúp, như thế lọt phải bẫy của đối thủ, đồng đội đều bị hạ, chỉ có lão Miêu chạy trốn được. Đồng dao xin lỗi tư thành nhưng anh lại bình tĩnh khác thường. Các đồng đội khác cũng an ủi tinh thần cô, IQCB kéo đi đánh đại xà, ZGDX cũng tìm cơ hội xông lên giành, IQCB không kịp phòng bị nên dính trưởng để ZGDX lấy được rắn. Cao địa Dung Dung đang chấn giữ cũng bị tư thành giành được, ZGDX đuổi đến căn cứ của IQCB, ngải dai bị giết chỉ còn mỗi giáo hoàng. Không chờ được các thành viên khác hồi sinh, giáo hoàng đã bị tư thành hạ gục. ZGDX đánh đổ nhà chính của đội bạn giành được chiến thắng. Sau ít phút nghỉ giữa hiệp ván đấu thứ hai bắt đầu, lão ca thận trọng nấp trong bụi cỏ đường dưới, chờ thời cơ xông lên cùng tư thành hạ gục được giáo hoàng. Quả nhiên có thể lừa được giáo hoàng và bẫy chỉ có tư thành. Lão ca đến bụi cỏ gần sông đường trên ganh top Dung Dung, nhưng Dung Dung đã nhìn ra được ý đồ đó. Tư thành nhận ra điểm bất thường lập tức cho đồng đội rút, nhưng ơn xúc xuất hiện ở đường dưới tung ra ba kỹ năng khóa chặt tư thành đang đầy máu. Giáo hoàng và Lương Sinh nhanh chóng tiến lên giết tư thành. Lần này IQCB nhân lúc lão ca không ở đó, không chỉ giết được địch mà còn dọn được rừng, bọn họ tính thời gian rất chuẩn. Đồng dao hấp tấp muốn giết ngải dai nhưng bị ơn xúc phục kích, IQCB muốn gỡ hai trụ của ZGDX, tư thành lập tức cho lão Miêu và nhóc mập về bảo vệ. Còn anh và lão ca đi trộm rắn, lúc này mà đi trộm rắn lỡ đâu bị phát hiện thì tiêu luôn, ai cũng nghĩ ván này ZGDX thua rồi. Vì IQCB cũng chuẩn bị tiến lên đánh rắn, lấy được rắn thì ZGDX mới có cơ hội lật ngược tình thế. IQCB dùng 5 đánh 2 bao vây tư thành lão ca. Tiếp viện không đến kịp, rắn bị họ giành mất rồi. Ván này coi như ZGDX thua thảm hại, không sao còn ván nữa để gỡ. Lúc vào nghỉ ngơi, giáo hoàng và tư thành đã chạm mặt nhau, họ không đe dọa hay ganh ghét mà chỉ cổ vũ nhau cố lên. Như thế mới gọi là đánh chuyên nghiệp đối thủ esports chân chính. Hiệp 3 căng thẳng bắt đầu, đồng dao chọn Onikiri khiến mọi người đều ngạc nhiên. Vì đây là thức thần cô từng bị IQCB đánh bại, cũng là muốn nói lần này cô nhất định sẽ trả thù, vừa vào trận đồng dao đã bị ngải dai kèm ác. Ơn xúc trốn trong bụi cỏ đường giữa chuẩn bị đánh lén, nữ chính trốn dưới trụ bị ngải dai đánh đến mức không dám ra. Ơn xúc cũng xông lên bên này, lão Miêu cũng đến yểm trợ đồng dao, anh hạ được ơn xúc, hai người kết hợp giết luôn ngải dai, ZGDX dẫn trước hai mạng đi đánh taco. IQCB đã tiến đến ổ rắn nhưng đội mình vẫn chưa hành động gì cả, mà chỉ ngồi cà khịa nhau rồi cười vô tri. Lượng máu của rắn gần hết thì ZGDX mới xông lên cướp, khiến đội bạn cay cú mình đánh rắn nãy giờ, còn nó thì nấp bụi cỏ chờ rắn cạn máu rồi xông ra cướp. ZGDX thầm lắm cơ. Trận thứ 3 này không ngờ đã kéo dài 50 phút rồi, khiến đồng dao và nhóc mập bắt đầu buồn ngủ, giờ không còn đánh bằng thực lực nữa mà đánh bằng ý chí. Thằng nào lì hơn thằng đó thắng, thế nhưng chiếc cúp danh giá đã nhanh chóng kéo tinh thần cả đội đi lên, nhóc mập cũng góp vui bằng một bài hát không thể nào dở hơn. Lão Miêu cũng góp chất giọng đặc khàn của mình vào, nghĩ lại giờ thắng thua cũng không quan trọng lắm, người lạnh lùng như lão ca và tư thành cũng bắt đầu hát. ZGDX đang hát cái bất ngờ dẫn quân kéo đến cao địa của địch, cố tình ép trụ, IQCB bật chế độ phòng thủ, hai bên giao tranh ác liệt. Đồng dao bị giáo hoàng hạ thì ơn xúc thiếu máu lại bị tư thành hạ, nhóc mập bị giết thì tư thành cũng giết luôn giáo hoàng, dẫn đến lượng máu cạn kiệt, ngải dai nhân cơ hội hạ luôn anh.
Kim Dương đang ngồi bên phía fan của ZGDX cầm bảng đồng dao mà lại đứng dậy cổ vũ người yêu. Khi nhận ra mình đang ở nhà bạn thì sượng chân ngồi xuống. IQCB bắt đầu đẩy trụ mà lão ca và lão miêu không kịp xử lý đám lính, đồng dao phải còn 10 giây nữa mới hồi sinh. Lão ca hết máu, lão miêu bị hạ, khán giả nín thở đếm từng giây đồng dao hồi sinh. Cô đã sống dậy lập tức giết ốt tế ngự tấn công cấp tốc dùng hết kỹ năng hạ luôn ngải dài. Nhóc mập cũng chạy đến yểm trợ, thời khắc cuối cùng đồng dao giành được triple kill, ZGDX có cơ hội rồi, Tư Thành cũng sắp sống lại. Hai người cùng nhau lên cao địa của đối phương, thắng hay thua mọi sự nhờ vào họ. Bên này giáo hoàng cũng đã sống lại. Tư Thành đánh với giáo hoàng còn đồng dao nhân cơ hội đi vòng đánh nhà chính, 2-1 không chột cũng lòi chĩ. Tư Thành xông lên phá trụ của đối phương, đồng đội hò hét tên anh. Lần này họ đã phục được thù, chiếc cúp vô địch toàn quốc đã thuộc về ZGDX, đồng đội phấn khích, còn Tư Thành hôn bạn gái ngay trên sóng giữa hàng ngàn người. Ngải Giai tuy thua nhưng vẫn còn cô bạn gái ở dưới cổ vũ tên anh, thế là anh nhảy luôn vào khán đài hôn môi bạn gái, hai cặp phát cơm chó chắc khán giả cũng no luôn rồi. Thời khắc này ZGDX cùng nhau nâng chiếc cúp danh giá, ước mơ của họ đã thành hiện thực, chính vì họ có đồng đội, có sự tin tưởng lẫn nhau, có tình yêu, có cả những thấu hiểu và hơn hết là được sống cuộc sống mà họ mong muốn, đó chính là sống theo ước mơ, sống tận hưởng từng giây phút mà trái tim đập vì nó. Hơn hết là họ sống vì bản thân mình, ai trong đội cũng từng bị bố mẹ phản đối đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng họ cũng chứng tỏ được cho gia đình thấy bản lĩnh của mình. Đó chính là mục đích sống của các thành viên trong chiến đội vô địch ZGDX. Bộ phim đến đây cũng kết thúc rồi, nếu bạn vẫn còn lo sợ điều gì, hãy sống cho bản thân mình, vì thanh xuân chỉ có một lần trong đời mà thôi. Nếu chúng ta mạnh mẽ, không ai có thể ngăn nổi chúng ta vươn tới ước mơ. Thế nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.